Có một câu chuyện thương tâm ở trong miền Nam cách đây 2-3 năm trước. Đó là ông bố có thằng con nó hay hư, nó hay đi chơi bời cờ bạc rượu chè với đám bạn xấu. Bố dạy nhiều quá không được, tức quá. Tức quá rồi, không biết làm kiểu nào. Thế một hôm á, ông đi làm về thì ông lại thấy gì? Cả một đám bạn bè con trai con gái ở trong nhà đang tụ tập, đang làm để gì? Nó đang làm đồ ăn ở trong bếp cùng với đám bạn bè để gì? Hôm đấy là ngày sinh nhật của nó. Ông bố về thấy thế tức quá, làm nó chạy đi làm, thức ăn để sẵn trong tủ, mọi cái nó lấy ra nó ăn với nhau, nó lại còn cười đùa hố hố với nhau nữa. Bực mình quá đi thôi, cho nên gì? Ông bố vào gì? Chửi đuổi, chửi nó thẳng cánh cò bay luôn ở ngay trước mặt đám bạn bè của nó và nguyền rủa nó, chửi nó bới nó. Nhưng mà gì? Nó thằng cu ấy gì, tuy nó lêu lổng, nó chơi bời nhưng mà gì, nó cũng chưa đến nỗi là ác dám đánh lại bố nó. Nó có cái thôi nhưng mà gì, chưa dám đánh lại bố nó. Cho nên bố nó gì, chửi đuổi hết đám bạn bè của nó trong ngày sinh nhật của nó. Người ta tế nhị thì có khi lại bảo được nó. Cho nên nguyền rủa nó, đuổi hết đám bạn nó, rồi nguyền rủa nó, thề bồi nó vào, chửi nó đến những cái lời gì, cái lời mà độc ác nhất, không còn cái gì để nói nữa. Nó tức quá, nó lên phòng, nó đấm sòng cửa vào gì, vào trong phòng nó gì, nó ở. Và ông cứ nghĩ là thôi nó ở trong phòng. Qua đêm sáng ngày hôm sau, mọi khi thấy gì, nó ra cửa phòng không thấy đâu, cũng đi làm. Về vẫn thấy gì, nó đóng cửa phòng, không nói gì. Đến chiều tối vẫn thế, vẫn thấy đóng cửa phòng. Và đến ngày hôm sau ông thấy lạ quá. Ông đi làm ông gì, vẫn thấy nó đóng cửa phòng, không thấy nó ăn cơm, phần cơm không thấy nó ăn. Và đến trưa đi làm về ông gì, ông đi làm ông thấy sốt ruột, nóng ruột quá ông đi về. Về ông với tới cửa phòng, ông gọi cửa không thấy đâu, ông đạp cửa và đi vào thì các vị biết cái gì không? Ông nguyền rủa, ông thề nó bảo gì, mày như thế gì, mày uống thuốc độc hay mày treo cổ, mày chết đi cho gì? Cho rồi. Và đấy là gì? Ông có thằng con trai duy nhất và ông nguyền rủa nó như thế. Và ngay đêm hôm đó quả thật là nó gì, nó tức lên, nó không thể nào có con đường nào nữa. Và đúng là nó đã treo cổ, nó chết ngay cái đêm hôm đó. Mà đến tận đêm hôm sau, qua đến ngày hôm sau nữa thì ông mới gì, phát hiện ra thằng con trai duy nhất của mình bị lời nguyền rủa của ông bố đã treo cổ tự tử và đã chết từ lúc nào không hay biết. Đó, chúng ta thấy cái lời nói ác nó có thể gì, hại mạng sống của một gì, một người khác hoặc nhiều người khác như thế. Cho nên người tu hành chúng ta muốn được cát bảo bình an, muốn được cát tường như ý, phúc lộc thọ suốt cả năm á, thì những lời nói gì, nói dối, nói trêu diệt, nói lưỡi đôi chiều và nói lời hung ác đó, đừng có nói và đừng có làm những cái điều đó. Rồi đấy là nghiệp về gì? Về khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp ngoài cái gì, cái lời nói ác đó, chúng ta còn hay thích ăn gì? Thích ăn ngon. Mà ăn ngon tức là tạo gì? Tạo nghiệp. Đấy. Ăn ngon tức là tạo nghiệp đó các quý vị. Mà tạo nghiệp bây giờ cái nghiệp nó đổ ngay trước mắt đó. Cứ ăn nhiều thịt, nhiều cá, nhiều các loại sơn hào hải vị vào á. Nhẹ thì bị bệnh gì ạ? Bệnh gút hoặc là bệnh gì? Bệnh béo phì hoặc là bệnh máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, rồi các thứ trong lục phủ ngũ tạng sẽ bị bệnh. Nặng thì bị bệnh ung gì? Ung thư đường ruột, ung thư phổi, ung thư đủ các thứ ở trong gì? Trong ngũ tạng, lục phủ ngũ tạng của chúng ta. Đấy là gì? Do nghiệp về thích ăn ngon đó. Mà nông dân chúng ta bây giờ, người Việt Nam chúng ta bây giờ ăn uống sinh ra bệnh là nhiều lắm. Vì đại đa số các thức ăn của chúng ta bây giờ chiếm đến 70-80% là dính đến các loại hóa gì ạ? Hóa chất độc hại. Đó, chúng ta thấy. Cho nên các Phật tử chúng ta ăn uống bây giờ cũng phải vừa thôi. Đó, đấy là nghiệp về khẩu. Là khẩu họa. Cái họa gì ạ? Từ khẩu mà gì mà vào vậy? Từ cái họa đó từ miệng chúng ta mà nó tới vậy, nó vào vậy. À, nghiệp về khẩu, còn nghiệp ý. Ý thì Đức Phật nói ở trong kinh, và đây chúng tôi dẫn ra lời Phật nói trong kinh. Ý thì thường khởi gì ạ? Tham sân si. Đó là ba nghiệp về ý, là tham sân si. À, ý thì thường khởi tham sân si, nặng lòng tham ái. Tham ái ở đây tức là gì ạ? Ái ở đây tức là gì? Chứ ái có nghĩa là yêu.
Yêu ở đây không phải là cái tình yêu đồng thể, mà ta cái tình yêu ở đấy là cái tình yêu gì ạ? Tình yêu cá nhân, tình yêu vị kỷ, tình yêu chỉ muốn cho bản thân mình thôi, chứ còn mọi người thì mặc cha chúng gì? Chúng nó. Thế là hỏng rồi. Còn tình yêu của Đức Phật, tình yêu của các vị Bồ Tát dành cho tất cả chúng sinh thì nó là gì? Là khác. Tình yêu của người cha, người mẹ dành cho con, hoặc tình yêu người con dành cho cha mẹ á, nó gì? Nó khác. Tình yêu của chúng ta dành cho chúng sinh, dành cho đồng loại á, khi chúng ta biết học Phật, biết nuôi lớn tâm tử bi á, nó gì? Nó khác. Đó. Còn cái tình yêu vị kỷ thường là đem đến cho chúng ta sự đau gì? Đau khổ. Các quý vị thấy một anh một chị nào đó thất tình chưa? Thôi chẳng nói anh chị nào, nói ngay chúng ta ngày xưa có ai ở trong đây đã từng thất tình, tôi giơ tay xem nào. À, đây có mấy cái tay này. Đó. Có đau khổ không? Những người thất tình ở trong này ngày xưa đã từng thất tình có đau khổ không? Thế cái tình nó làm sao, chúng ta có nhìn thấy hình tướng nó thế nào không? Không thấy. Ta yêu một ai đó, ta thương một ai đó, muốn sở hữu một ai đó, một người nào đó, một vật nào đó, vân vân. Nhưng mà không đạt được như ý nguyện của mình, chúng ta đau khổ. Mà đau khổ về thất tình thì ăn không muốn ăn, uống không muốn uống, ngủ không muốn ngủ, mà chỉ muốn gì? Chỉ muốn khóc và chỉ muốn gì? Muốn chết thôi. Cho nên chúng ta mới thấy thỉnh thoảng mới thấy có người nhảy từ tầng 15, tầng 20, tầng 30, nó vẫn gì ạ? Vẫn lao ra nó nhảy xuống vì tội thất gì? Vì cái chuyện thất tình lục dục vậy. Cho nên đấy gọi là tình yêu vị kỷ. Cái tình yêu đó là tình yêu gì? Cá nhân. Mà tình yêu vị kỷ cá nhân nó sẽ đem đến cái nhân của nó là không chính, không thật, cho nên sẽ đem đến sự đau khổ lớn hơn là sự an vui. Hôm nay có thể chúng ta đạt được, chúng ta tạm thấy an vui, chúng ta lấy được một người chúng ta yêu, chúng ta gì? Rất vui. Cho nên ngày cưới của cái đôi tình nhân đi đến với nhau, ngày cưới đó gọi là cái ngày gì nhỉ? Ngày gì? Song gì? Song hỷ. Tiếng Hán gọi là song hỷ. Ngày Việt Nam chúng ta gọi là ngày gì? Ngày vui. Cho nên ngày tiệc cưới đó gọi là tiệc vui, tiệc mừng. Nhưng mà 5, 10, 2, 3, 4, 50 năm sau, thậm chí 100 năm sau, từ khi cưới có được 100 năm không? Mấy người cưới sau khi cưới chung sống được với nhau 100 năm có không? Ít lắm. 2, 3, 40 năm, 50 năm là cùng thôi. 6, 70 năm là cùng thôi. 70 năm trước chúng ta yêu nhau, chúng ta vui, chúng ta cưới được nhau, chúng ta vui. 70 năm sau chúng ta gì? Đường anh đi, anh đi. Đường em đi, em đi. Nhớ nhung cũng chẳng có gì. Đúng không? Lúc đấy chẳng có cái gì nữa. Nếu mà anh đi trước thì anh đi. Em đi trước thì em đi. Chúng ta có đi theo được không? Có vào trong quan tài để nằm theo anh ấy được không? Hoặc có vào trong quan tài để nằm theo em ấy được không? Không. Mà thậm chí đến lúc đó đi xem ông thầy nó bảo là trùng tang trùng phục. Lập tức bảo thằng con trai, đứa con gái, đứa con dâu, đứa con rể là gì? Mày đi gọi ngay ông thầy phù thủy đến đây để làm gì ạ? Làm bùa trấn yểm, đừng cho ông về, ông bắt cả nhà mình đi đấy. Đau chưa? Nếu là ông của 70 năm trước, bà ấy nói rằng á, anh là cái gì? Là tất cả cuộc đời của em hay là gì? Em là tất cả cuộc đời của anh. Chúng ta nguyện, nó hơi kiếm hiệp một chút đúng không? Là nguyện không sống cùng ngày, không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Chúng ta nguyện chung sống cùng nhau đầu bạc răng long. Nguyện gì? Cùng chết cùng nhau, cùng tháng, cùng ngày, cùng năm. Bố nó chứ nó có chết đâu. 70 năm trước nó hứa như thế, 70 năm sau nó đi dùng bùa dùng chú, nó dán đầy vào trong quan tài, đầy cửa nhà, đầy ở ngoài mộ gì. Vì nó sợ chúng ta về gì? Về bắt nó đi. Chúng ta thấy bội bạc chưa? Bội bạc chưa? Bội bạc rồi. Bây giờ nếu có xuống ở dưới âm phủ thì chúng ta lúc đó chỉ là lất thất lều thều mà gì? Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn mà thôi. Lúc đó chỉ có hát bài đời tôi cô đơn thôi. Đó. Không còn gì nữa. Đó, chúng ta thấy. Đó. Tình yêu vị kỷ
nó chỉ theo nhau một thời gian nhất định nào đó thôi. Không có gì là trường kỳ, không có gì là bền lâu và không có gì là mãi mãi cả. Cho nên ở đây mới nói là gì? Nhân của nó không thật thì nó sẽ đem đến sự đau khổ trong tương lai. 70 năm trước chúng ta thì hứa hẹn với nhau đầu bạc răng long không bao giờ thay đổi, mấy năm sau nó đã đi cắm sừng mình rồi, có không? Cho nên nhiều bà vợ đến đây mà nói thì bà vợ trẻ trẻ đến đây nói: thầy ơi, chồng của con có đồng nào nó mang đi cho gái hết rồi đấy, khổ. Thầy làm sao có cái chú thì không để cho con gì để con lấy chồng con về với, khổ thân. Tôi có cái chú gì đâu đấy. Bắt đền ông sư là phải có cái chú gì để cho gì lôi chồng về cho con, khổ thân. Ngài bảo ngày xưa gì mắt nhắm mắt mở không chọn cho nó kỹ vào, không tìm hiểu cho kỹ vào, đúng không? Thế chúng ta đi tìm hiểu chứ, có phải tôi tìm hiểu đâu vào đây bây giờ đến bắt đền tôi à, cứ bảo thầy có cái chú gì không thì để cho con chú một cái cho chồng con nó về với con. Có người đến phải chú chứ vợ con nó về với con, nó là thôi nó không thương con, thôi nó thương gì hai đứa con nhỏ. Thế có cái trường hợp năm ngoái đến như thế, bà vợ bà cắm sừng ông chồng và bà đi với thằng khác. Thế ông chồng đau khổ quá đến đây bảo là con không muốn sống nữa, con muốn tự tử, nhưng mà lại thương đấy hai đứa con nhỏ, một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi. Giờ con mà chết thì ông bà nội thì cũng chết rồi, ông bà ngoại thì bảo rằng á, chúng mày đẻ nó ra chúng mày đi mà lo. Thế bây giờ nó đi, nó cắm sừng đi với thằng khác rồi, con bây giờ con tự tử con chết thì hai đứa con ai nuôi? Cho nên nó đau khổ quá con chỉ muốn chết thôi. Thế hỏi là ngày xưa, thế thì bố mẹ tìm hiểu cho hay là hai anh chị tự tìm hiểu nhau? Và ngày xưa chúng con thì làm sinh viên yêu nhau thì 4 năm trời tìm hiểu nhau à, sau khi học xong đi làm 2 năm chúng con mới cưới nhau, tức là 6 năm yêu nhau tìm hiểu rất kỹ rồi. Nhưng mà chúng ta thấy không, 6 năm trời đã kỹ chưa? Chưa kỹ. Kết quả sống với nhau 6-7 năm sau, cô ấy thấy một người khác phong độ hơn, đẹp trai hơn, ga lăng hơn. Cô ấy vẫn bỏ ông chồng của mình để đi gì? Đi với một người con trai khác. Cho nên những cái tình yêu của thế gian của chúng ta không có gì là bền lâu, không có gì trường kỳ cả. Đời nay chúng ta có thể nguyện yêu thương nhau đến đầu bạc răng long, đến 100 năm. Nhưng đời sau chúng ta hẹn là gì? Đời đời kiếp kiếp sinh ra đều nguyện được chung sống bên nhau. Nhưng mà cái nghiệp của chúng ta tạo, nó không cho chúng ta được như nguyện. Đời nay chúng ta làm vợ làm chồng, đời sau có thể lại làm gì ạ? Là người dâng nước lã. Đấy, có đây các quý vị, nhân quả Đức Phật nói có cái điều đó. Cho nên á, ở đây chúng ta nếu mà cứ si mê nặng, chấp trước vào cái gì, cái tình ái của thế gian, từ chúng ta buộc ràng lấy cái sợi dây đau khổ chặt, cột chặt vào chúng ta mà thôi à, cột chặt, từ chúng ta cột chặt lấy nó mà thôi. Cho nên ở đây ở trong bài khai thị mới nói gì? Bởi do ba nghiệp trói buộc vọng duyên. Ba nghiệp ở đây là gì? Thân khẩu ý của chúng ta lúc nãy nói đó. Thân thì ba nghiệp là sát đạo dâm, khẩu thì 4 là vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu đó. Ý thì ba nghiệp là tham sân si, cộng là thành 10 nghiệp ác à, 10 nghiệp ác do ba nơi là thân khẩu ý của chúng ta tạo tác đó. Là nói gì? Bởi do ba nghiệp trói buộc vọng duyên. Nó bị trói buộc bởi đâu? Bởi các vọng duyên. Vọng duyên ở đâu mà ra? Ở đây các cụ, các ông, các bà mà 70 rồi, 60 rồi thì hãy nhìn gì? Nếu các cụ 60 thì hãy nhìn về 40, 42 năm trước. Vọng duyên từ đâu mà sinh ra? Cô kia áo thấm chỉ hồng, mắt xanh môi đỏ, tóc dài ngang lưng. Anh nhìn, anh thấy gì? Anh thấy thương thương. Đêm về nằm mộng vẫn vương trong lòng à, kiểu như thế. Cho nên thì cô kia thì gì? Thấy anh gì? Xinh đẹp, ga lăng, phong độ à, tài ba hơn người. Vừa nhìn em thấy gì? Anh tươi à, đấy kiểu như thế. Cho nên gì? Trong lòng sao xuyến, rụng rời chân tay. Đó kiểu như thế. Cho nên đó, bây giờ chúng ta mới gì? Chúng ta mới, chính vì ngày đó chúng ta nhìn thấy như thế, vì vậy mới gì? Ồ, đẹp trai ha, phong độ ha, nói năng ha, à,
cái gì cũng được. Đấy, đấy, nó mới kết vào cái, do thấy cái vọng duyên nó mới kết vào. Cho nên bây giờ thì có những cụ đấy nói rồi, thầy ơi con khổ quá, biết thế ngày xưa con không lấy chồng nữa, con đi gì? Con đi tu. Thế nó bảo ơ được, bây giờ đi tu đi. Nhưng mà thầy ơi, bây giờ con mà đi tu ông ấy không cho con đi. Ông ấy bắt con phải ở nhà để gì à? Nấu cơm để hầu hạ cho ông ấy. Khổ lắm. Có bỏ được đâu. Miệng thì nói như thế thôi, nhưng bỏ được thì khó lắm. Bằng chứng ấy, tôi sẽ chứng minh cho các vị sau 3 ngày nữa. 4, 5, 6, 7, 8, 9 nghìn, 10 nghìn người ở đây gì? Đều về với ông, với bà hết. Bà thì về với ông. Ông thì về với gì? Với bà. Ông bà thì về với con cháu, mà con cháu thì về với gì? Với ông bà. Để lại mấy thầy chùa với nhau ở đây thôi. Đó. Thì minh chứng cho các vị 3 hôm nữa. Các vị cứ lên đây mà xem. Hôm nay thì gì ạ? Hội trường đầy người như thế. Sau 3 hôm nữa lên đây mà xem. Bóng chùa quạnh vắng, mỗi thiền tăng. Trên chùa thì chỉ có gì ạ? Có Phật. Dưới bếp thì có mấy sư, và mấy góc thì có mấy thầy thế thôi. Cảnh chùa lại trở về gì? Không thể nói là điều hiu quạnh quẽ được. Cảnh chùa lại trở về cái cảnh gì ạ? Thanh tịnh như mọi khi thôi. Đó. Cho nên á, đấy, chúng ta thấy vọng duyên là ở chỗ đấy. Cho nên Đức Phật nói chúng ta muốn thoát khổ thì phải gì ạ? Đoạn cái vọng duyên ấy. Chính vì vậy cho nên Đức Phật mới xả tục xuất gia cầu đạo khổ hạnh. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở trong Tuyết Sơn, 49 ngày ngồi thiền nhập định dưới cội Bồ Đề mới thành được vô thượng chính đẳng chính giác. Nay đem chính pháp giải thoát nói cho chúng ta nghe. Chúng ta nghe thì vui tai đấy, nhưng mà làm có làm được không? Khó lắm. Khó lắm. Kể cả người xuất gia như chúng tôi vẫn còn khó, chứ đừng nói là các quý vị ở gì, ở tại gia. Xuất gia thì tình lưu luyến thầy trò, anh em huynh đệ, thậm chí là gì, vẫn còn vương vấn về gia đình, về bố mẹ, về người thân nữa. Thậm chí là gì, lại kết thêm cái tình thân với tín đồ Phật tử nữa, bỏ cha mẹ để đi nhận cha mẹ nuôi nữa. Có không? Có. Nhiều vị sư, nhiều vị tăng, nhiều vị ni bây giờ cha mẹ đẻ thì bỏ được, nhưng bây giờ đi tu được vài năm rồi, vì muốn có tiền để xây chùa, vì muốn có tiền để tiêu pha, cho nên thấy một vài người giàu giàu có thì kết thâm tình thâm giao, và kết là gì ạ? Cha nuôi mẹ nuôi, nhận cha mẹ nuôi. Ngày xưa chúng tôi đi học ở ngoài học viện có rất nhiều những trường hợp đó, đặc biệt là mấy thầy trong miền Nam. Đây là tôi nói thật, không phải nói sai. Các thầy miền Bắc á, thì ít nhận cha mẹ nuôi hơn. Trong lớp học của tôi á, khóa 4 Học viện Phật giáo Việt Nam của chúng tôi, khóa 202 và 206 của tôi ở tại Học viện Quán Sứ á, thì có rất nhiều người nhận cha mẹ nuôi. Đặc biệt một số các quý thầy ở trong miền Nam ra miền Bắc học. Tôi nghĩ là có thể hoặc thiếu thốn tình cảm giữa thầy trò, hoặc là gì, có thể là thiếu thốn cả kinh tế nữa. Cho nên á, nhận cha mẹ nuôi để mỗi tháng nhận cái sự cung cấp và cúng dường vài ba triệu cho con nuôi là các sư. Sư mà bây giờ tự nhiên lại có cha mẹ nuôi. Sư là gì ạ? Chứ sư ở trong nhà Phật của chúng tôi, sư có nghĩa là thầy. Ở ngoài đời ấy là thầy giáo. Ở trong đạo thì thầy gì ạ? Thầy của trời, thầy của người, thầy của cả trời người, gọi là sư. Chứ sư có nghĩa là thầy. Mà chứ thầy ở đây là thầy về đạo đức, thầy về nhân cách, thầy về trí tuệ. Nếu trí tuệ không được viên mãn thì ít nhất cái đạo đức, cái nhân cách của một người xuất gia cũng phải đầy đủ để cho gì ạ? Cho xã hội, cho mọi người họ kính ngưỡng, họ tôn trọng, họ quy kính, họ có gì phát khởi niềm tin và tam bảo. Nhưng đằng này là gì? Vì một tháng vài đồng bạc mà nhận thâm tình, thâm giao, kết nghĩa cha mẹ nuôi, sai hoàn toàn. Cho nên ở đây các sư, ở các Phật tử chúng ta ở trong hội trường này, trong nhà pháp hội này, đến dự pháp hội này hoặc nghe bài giảng này, mà có ai đã từng nhận sư, một vị sư nào á, để làm mình làm cha nuôi hoặc mẹ nuôi, thì nay về gì phải bỏ ngay. Bỏ ngay, sám hối Phật tổ thì con đã làm sai, do vô minh con đã làm sai. Nay con biết rồi, con xin sám hối, và từ nay trở đi con không gì ạ, không dám nhận bất cứ một vị sư nào làm gì, làm con nuôi nữa. Vì sư là con của ai các vị biết không? Con của Phật. Con của Phật.
xuất gia, cạo tóc, mặc áo cà sa trên mình, thọ 250 giới là tăng, 348 giới là ni, hoặc 10 giới tỷ khiêu, 10 giới sa di tăng, hoặc 10 giới sa di ni, đó là con của Phật rồi. Nay chúng ta gì? Còn muốn là gì ạ? Ngang hàng với Phật hay sao? Mà nhận một vị gì? Mà nhận con của Đức Phật là con nuôi của gì? Của mình. Một tháng mình cung cấp vài triệu bạc mà làm con của, mà là người đẻ ra con của Phật hay sao? Không có. Sư đã mê lầm vì họ gì? Vì lòng tham. Nay chúng ta gì ạ? Được học, được biết rồi thì chắc chắn không phải vì một cái gì đó, mà phải vì chính pháp để xương minh. Cho nên về để từ nay trở đi sẽ không nhận một vị sư nào làm gì ạ? Làm con nuôi nữa. Đấy là gì? Bất kính. Đấy là sai pháp, sai với luật Phật chế đó. Làm như thế là gì? Cả ta với sư đều gì ạ? Có tội. Cho nên nhất định phải, ai mà đã từng làm điều đó thì phải sám hối ngay. Ngày xưa chúng tôi học ở quán sứ, có rất nhiều Phật tử đến đó chấp tác làm công quả và nhận sư làm con nuôi. Nhiều chứ không phải là không à. Cho nên cái đây là một cái điều đáng buồn, đáng báo động đối với gì? Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta nói chung, và một số các vị sư không hiểu rõ chính pháp của Đức Phật, làm sai với giáo pháp của Đức Phật như vậy nói riêng. Và đặc biệt các Phật tử chúng ta nếu có cái điều đó thì phải bỏ ngay, phải sám hối ngay và bỏ ngay cái điều đó. Đừng kết cái vọng duyên vào gì? Vào nữa. Nay nếu chúng ta muốn thoát ly sinh tử chúng khổ, muốn vãng sinh về Tây Phương cực lạc một đời, thì tất cả những cái vọng duyên đó đều phải gì? Dần dần buông xuống. Ta nhìn cuộc đời đầy khổ đau, muốn hết luân hồi vạn kiếp sau, nay phải tu tỉnh, không tham đắm, không kết vọng duyên, thì sẽ được gì? Thì sẽ được giải thoát sinh tử ở kiếp sau mà thôi, thậm chí ngay kiếp này mà thôi. Đó, cho nên ở đây mới nói là gì? Bởi do ba nghiệp trói buộc vọng duyên, vì trói buộc vọng duyên cho nên thường chìm đắm nơi trần lao, rồi mờ mịt theo tháng gì? Tháng ngày. Các vị có hiểu không? Hiểu không? Các ta nói từ sáng bây giờ không biết có hiểu gì không? Các Phật tử ở hội trường lớn ở bên ngoài có hiểu gì không? Tuy không nhìn thấy người thầy bằng xương bằng thịt, nhưng mà nhìn qua màn ảnh thì cũng hoan hỉ nhá. Khổ thân đi sau thì phải ngồi ngoài thôi. Muốn ngồi trong thì tối nay ngủ lại ở đây. Sáng mai 7 giờ ngồi lên ngồi rồi thì sẽ được ngồi trong thôi nhá. Nó khổ. Các cụ ngày xưa nói rồi, đi trước thì ngồi mâm trên, đi sau thì ngồi mâm gì? Mâm dưới. Thế thì phải thì ngồi sau thì do đi sau cho nên phải ngồi ngoài cũng hoan hỉ. Nhưng mà trong ngoài thì gì? Như nhau hết. Nhìn thấy thầy hay là chỉ nhìn qua hình ảnh cũng như nhau hết. Nếu mà người ngồi trong này nhìn thấy thầy em mà được công đức nhiều hơn á, không có cái chuyện đó. Người ngồi ở đằng xa, ở đằng ngoài á, chỉ nhìn thấy thì hình ảnh của thầy qua cái màn hình thôi á, hoặc là chỉ nghe thấy tiếng thôi á, mà không được công đức bằng những người ngồi trong á, không đúng. Công đức hay không á, đều do cái tâm của chúng ta phát khởi. Nghe thấy tiếng thầy nói hoặc nhìn thấy gì hình của thầy qua hình ảnh mà chúng ta phát cái tâm bồ đề, nhất tâm để gì? Nghe giảng, nhất tâm để tụng kinh, nhất tâm niệm Phật, nhất tâm để hành lễ, thì công đức vô lượng, phúc báo gì không kém gì những người ngồi ở trong, không kém một mảy may, một tí ti, một vi trần nào cả, các quý vị ạ. Cho nên ngồi trong ngồi ngoài hãy cứ hoan, hãy đều hoan hỉ với nhau đi. Coi mình đi sau thì mình phải trong cái này hội trường chật rồi mình phải ngồi ngoài thôi, chứ không phải là thầy gì ạ, thầy ghét các quý vị bắt các vị ngồi ngoài. Đó, hoan hỉ cho như thế. Cho nên ở đây mới nói gì, chúng ta cởi bỏ vọng duyên, cái trói buộc các vọng duyên đó thì không bị chìm đắm nữa. Còn á không thì chúng ta cứ chìm đắm trong đó, cứ mờ mịt hết ngày này qua gì, qua tháng khác, qua năm nọ, rồi qua đời kia kiếp khác mà thôi. Cho nên đấy, đạo Phật là đạo giải thoát, đạo giác ngộ, đạo trí tuệ, đưa con người ta thoát ly sinh tử chúng khổ, không phải bằng cầu nguyện mà bằng gì ạ? Bằng thực hành chính ở trong tâm. Tâm mình giác ngộ, hiểu biết thì nói gì sẽ bớt khổ đau, thực hành nữa thì sẽ gì? Sẽ hết khổ đau. Nay
Chúng ta thấy bài khai thị thì nay nếu muốn thoát ly những khổ nạn ấy, thời phải nên nhiếp chọn 6 căn. 6 căn là gì? Mắt. 2 là gì? Tai. 3 là gì? Mũi. 4 là gì? Lưỡi. 5 là gì? Thân thể. Và 6 là tâm gì? Tâm ý ở trong gì? Bên trong này. Ý ở đây tức là suy nghĩ của chúng ta. Đó, là ý thức của chúng ta gọi là ý. Đó, 6 căn ấy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý ấy đều phải giữ cho gì? Giữ cho trong sạch. Giữ cho nó trong sạch, giữ cho nó thanh tịnh. Và phải đối trước Tam Bảo. Đối trước Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Đối trước Tam Bảo Thánh Hiền mà cầu xin sám hối. Thái tử sám hối, nghe thì quen, đọc thì gì? Thì dễ. Nhưng mà làm thì khó. Sám có nghĩa là gì? Cái từ sám ở trong nhà Phật đó có nghĩa là bày ra. Chứ sám có nghĩa là bày ra. Bày ra cái gì? Bày ra có nghĩa là gì? Đem bày ra đối trước Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, Thánh Hiền đó, để bày ra là con, là đệ tử, tên là, pháp danh là, địa chỉ ở đâu, vân vân đó. Từ vô kỳ thỉ kiếp cho đến nay, đặc biệt là đời này kiếp này, từ khi sinh ra, do 3 nghiệp thân khẩu ý, tham sân si, do sát đạo dâm vọng, do nói rời ác khẩu thêu dệt đôi chiều hung ác đó, và tham sân si ở trong tâm ý đó, nó gì? Nó huân tập, nó giấy khởi, nó tạo tác. Cho nên á, nay con gì? Đối trước Tam Bảo Thánh Hiền, Phật, Pháp, Tăng, con gì? Bày ra con không giấu một cái gì cả. Cho nên lúc nãy thầy mới hỏi ai đã từng sát sinh thì giơ tay. Thì tất cả chúng ta đều gì ạ? Giơ tay. Và ai đã từng trộm cắp? Giơ tay. Chỉ có được một số nhỏ người giơ tay. Ai đã từng tà dâm? Giơ tay. Thậm chí chẳng ai dám giơ tay vì sợ cái bà bên cạnh nó bảo gì. Nó về nó nói với ông: ông ơi, hôm nay tôi đi lên chùa thầy hỏi ai đã từng giơ tay, tôi thấy gì? Thấy vợ của ông giơ tay, chết cha tôi rồi. Cho nên không giơ tay, đúng không? Đó. Cái bà hàng xóm nó về nó mách cái ông chồng của mình là bà gì ạ? Có tà dâm hôm nay bà gì ạ? Giơ tay. Hoặc là ông hôm nay có tà dâm ông giơ tay. Thôi thì về thôi, ngày mai thì thôi. Vẫy tay ta chào nhau. Chết, nguy hiểm quá. Hai ông bà 80 tuổi còn đưa nhau ra tòa vì cái tội gì ạ? Bà lên chùa thầy hỏi có tà dâm không? Bà ấy giơ tay có nghĩa là bà ấy trộm mình, bà ấy đi làm cái việc xấu. Hoặc là ông giơ tay và ông ấy gì? 80 năm nay ông giấu tôi, cho nên gì? Quyết định đâm đơn ra tòa, đường anh đi em đi. Thế thì nguy hiểm. Cho nên thôi, cái đó có làm thì hiểu biết trong lòng, ăn năn sám hối trước Tam Bảo là được. Giơ tay cái đó cũng hơi nguy hiểm. Hơi nguy hiểm, cho nên cái đó thì, cho nên các vị thấy tôi có câu đấy, tôi có hỏi giơ tay không? Có không? Không, tôi chỉ hỏi sát sinh và trộm cắp thôi, còn tà dâm tôi đâu có dám hỏi. Vì nếu hỏi mà ai giơ tay thì chắc chắn cái người bên cạnh sẽ nhìn chúng ta. Và cái người đi cùng chúng ta sẽ về, sẽ báo với gì? Với chồng hay báo với vợ mình? Chết, ông sư này là ông sư gì ạ? Phá hoại hạnh phúc gia đình của các Phật tử rồi, không được. Cho nên cái này nó rất tế nhị, cho nên tôi có hỏi giơ tay đâu. Nhưng mà chúng ta phải gì ạ? Ăn năn sám hối. Nếu có làm cái việc đó, vợ dối chồng mà đi làm việc đó, và chồng lừa vợ đi làm, dối vợ đi làm việc đó, thì nay học Phật rồi phải ăn năn sám hối, nguyện đừng bao giờ tái phạm, đừng bao giờ làm điều đó nữa. Gọi là gì? Sám là bày ra những lỗi lầm đối trước Tam Bảo, là tất cả những việc xấu về 3 nghiệp thân khẩu ý của con, từ vô kỷ thì kiếp cho đến kiếp này con đã từng làm những việc ác, việc xấu rất rất nhiều như thế. Nay đối trước Tam Bảo con xin gì? Sám. Có nghĩa là bày tất cả những cái lỗi trước đã làm ra, gọi là sám. Chứ hối có nghĩa là ăn năn, là hối cải và phát nguyện chừa bỏ, không làm những lỗi lầm đó tái phạm, không để những lỗi lầm đó tái phạm nữa, gọi là hối. Hai từ sám hối ở trong đạo Phật nghe thì dễ mà làm thì không dễ đâu. Tập khí của chúng sinh nhá, từ vô tỷ kiếp đến nay nó quá nhiều rồi, cho nên á, nói thì dễ mà giữ lễ thì rất là khó. Nhưng khó chúng ta có làm không? Phải làm. Hôm nay chưa làm được, ngày mai chúng ta nguyện làm tiếp.
Năm nay chúng ta chưa làm được, năm sau chúng ta nguyện làm tiếp, cứ nguyện làm dần, bỏ dần những tập khí xấu ác về ba nghiệp thân khẩu ý ấy, dần dần nó khiến cho chúng ta được thanh tịnh thôi. Cho nên ở đây mới nói là gì? Giữ cho tâm ý được trong sạch đối trước Tam Bảo Thánh Hiền mà cầu xin sám hối. Khi chúng ta thành tâm sám hối thực sự, lối trước bày ra, lối sau không làm nữa, thì khiến cho gì ạ? Khiến cho tất cả những tội lỗi nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trong đời quá khứ lập tức được tiêu, lập tức được tiêu tan. Các quý vị thấy tôi lấy một cái ví dụ. Một con sông nước nó chảy gì ạ? Nó chảy từ trên thượng nguồn xuống. Nó theo cái thế dốc của gì ạ? Của một quả đồi. Ta nay muốn gì? Nếu như mà chúng ta gì ạ? Muốn có một người, muốn thấy một cái đàn cá ở trong cái gì? Cái vực này rất là nhiều, chúng ta muốn bắt nó. Thì chúng ta phải gì? Ngăn cái dòng nước ở trên, trên đầu nguồn và lái cho nó chảy sang một gì? Một hướng khác. Nếu chúng ta nước ở trên vẫn cứ chảy xuống mà chúng ta lấy gì? Lấy gầu, lấy chậu mà tát cái vực đó, nó có cạn nước không các quý vị? Có cạn không? Không thể cạn. Cho nên á, muốn ngăn một gì? Một đoạn sông để tát, để bắt những con cá ấy. Đây là tôi nói người nông dân một chút ha. Muốn, ví dụ như thế thôi. Phật tử chúng ta không được làm cái điều đó. À, muốn ngăn một cái đoạn sông một cái thì chúng ta thì trước tiên là phải đắp cái gì? Đắp ngăn cái dòng chảy lại, mà ngăn cái dòng chảy đó gọi là tượng trưng cho gì? Chúng ta gì? Sám. Còn hối là gì? Hối có nghĩa là phải làm những cái việc tiếp theo nữa. Sau khi chúng ta ngăn dòng chảy thì phải tạo cho nó một cái dòng chảy khác ra bên gì? Bên cạnh, không có nó vỡ bờ, tức nước thì sẽ vỡ gì? Vỡ bờ, chúng ta phải tạo cho một cái dòng chảy mới ra bên ngoài. Và chúng ta thì sau cái dòng tạo dòng chảy rồi thì cái vũng kia nó chảy lâu ngày, nó xoáy mòn, nó sâu hơn hơn cái, nó thành một cái vực, một cái hố, một cái hú, một cái hố, một cái vực rồi. Thì chúng ta muốn bắt được những con cá ở trong đó thì phải lấy chậu, lấy nước, lấy gầu để mà xì xọp để mà tát gì? Tát nước đi. Và đó chính là gì? Cái nỗ lực cuối cùng của chúng ta đó chính là gì? Là hối, tức là không làm những điều tội lỗi kế tiếp theo nữa. Thì chúng ta gì? Tượng trưng như vậy là chúng ta thì lấy cái chậu để tát sạch, gột sạch cái, tát sạch những cái nước còn lại trong vũng nước đó đi, thì sẽ bắt được những con gì? Con cá ở trong đó thôi. Con cá ở đây là tượng trưng cho cái tâm gì? Thanh tịnh của chúng ta. Cái nước ở đây, tát nước ở đây là tượng trưng cho nước gì? Cái nước tham dục ở trong gì? Sẵn trong tâm của chúng ta. Đó. Ngăn cái dòng chảy tức là ngăn cái gì? Cái tham sân si ở trong gì? Trong tâm từ vô thủy kiếp của chúng ta. Tất cả đều quy về cái tâm của chúng gì? Chúng ta mà thôi. Cho nên ở đây mới nói là gì? Nếu chúng ta thì đối trước Thánh Hiền mà Tam Bảo Thánh Hiền ăn năn sám hối á, thì khiến cho nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta trong đời quá khứ lập tức được tiêu tan, và khiến cho sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc tức là sắc chất ở bên ngoài. Mắt thì thấy sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm gì? Nếm vị, và thân thì chạm xúc, và ý thì cảm biết. Cho nên nó khiến cho sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tức thời, tức là ngay bây giờ nó được thanh gì? Thanh tịnh. Đó, đây là bài khai thị đấy. Khai thị ở đây có dạy chúng ta phải đến chùa thì phải đóng nhiều tiền, mua nhiều lễ mới giải trừ được nghiệp chướng không? Bài khai thị có dạy chúng ta thế không? Bài khai thị chúng ta muốn giải được nghiệp thì phải mấy trăm nghìn một người để giải được nghiệp không? Không có. Không có. Cho nên giải nghiệp không phải là tiền nhiều mà giải được nghiệp, không phải lễ ca lễ to mà giải được nghiệp, mà giải nghiệp ở đây chính là gì? Phải tu tâm dưỡng tính. Phải hiểu được lời dạy của Đức Phật mà tu tâm dưỡng tính, ăn năn sám hối lỗi trước và gì chừa bỏ, không làm những lỗi sau. Đó, sám hối như vậy ba nghiệp được thanh tịnh, khiến cho gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ở đời bây giờ cũng được thanh tịnh, quá khứ được tiêu diệt, đời này được thanh tịnh. Cho nên nói gì lại nữa, việc cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, khi được thanh tịnh rồi thì chúng ta phải cầu hướng đến một cái việc cao hơn, đó là cầu thoát ly sinh tử chúng khổ.
Nếu không cầu thoát đi sinh tử chúng khổ, chúng ta cứ mãi chìm đắm ở trong luân hồi, chìm đắm ở trong đời này và kiếp này mà thôi. Cho nên ở đây bài khai thị mới nói gì, mọi việc chúng ta gì được tốt đẹp rồi thì phải hướng đến gì, đến cái việc đó là cầu thoát đi sinh tử chúng khổ, cầu được bình an. Đó, có bình, có thoát đi sinh tử chúng khổ. Muốn thoát đi sinh tử chúng khổ thì trước tiên phải cầu gì, được bình an. Tâm thân tâm chúng ta được bình an thì chúng ta mới gì, mới có thể làm được nhiều việc tốt hơn. Đó, tất cả những việc đó ở đây nói là đều nhờ vào sự trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà được như nguyện. Ở đây là gì, vì ở đây là pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm, cho nên chúng tôi mới gì mới viết là đều nhờ vào sự trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà được như nguyện. Nhưng thực tế là gì, là trì niệm bất cứ danh hiệu Đức Phật nào, danh hiệu vị Bồ Tát nào, hoặc là gì, làm tất cả các việc thiện nào cũng đều được như nguyện cả. Chúng ta niệm thay bằng niệm Quán Âm Bồ Tát, bằng niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được như nguyện. Thay bằng niệm Quán Âm Bồ Tát, niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, niệm A Di Đà Phật, niệm Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm gì Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật cũng đều được như nguyện. Chứ không có, các vị lại nghĩ rằng gì, thế thì chỉ có niệm Quán Âm Bồ Tát thì chúng tôi niệm A Di Đà là sai à? Chúng tôi không tu trình độ, chúng tôi niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì không được như nguyện à? Không phải, đây là pháp tu Quán Âm Tam Thể Niệm, cho nên chúng tôi mới ghi là niệm danh hiệu của Quán Âm Bồ Tát. Thực tế là niệm danh hiệu của bất cứ vị Phật, vị Bồ Tát nào đều được như nguyện cả. Chuyên tâm nhất trí, một lòng chỉ niệm danh hiệu chư Phật và Bồ Tát, danh hiệu vị Phật Bồ Tát. Chúng ta niệm một danh hiệu, nhất tâm niệm danh hiệu một vị Bồ Tát thì đồng nghĩa là chúng ta đang niệm danh hiệu của tất cả các vị Bồ Tát. Chúng ta niệm danh hiệu một vị Bồ Tát tức là niệm danh hiệu của tất cả danh hiệu các vị Phật và Bồ Tát. Nếu như nhất tâm bất loạn thì sẽ đạt đến cảnh giới tương thông như nhau, không có khác, không một chút chướng ngại, không một chút ngăn che, không có khác một chút nào cả. Cho nên ở đây mới nói là gì, ở đây pháp hội chúng ta pháp hội Quan Âm, cho nên chúng ta niệm danh hiệu Quan Âm. Vì đại chúng hiện tiền nơi đây, hãy nhất tâm khác miệng cùng âm, đều đối trước thánh dung mà cùng nhau chí tâm sám hối phát nguyện. Đây là bài gì? Khai thị thứ 6. Nói là tất cả chúng ta khác miệng. Miệng tôi có giống với miệng các ông các bà không? Nó có giống nhưng nó có phải là miệng các ông các bà không? Miệng các quý vị thiền nam tín nữ đây không? Không. Miệng tôi đang nói, còn miệng các quý vị, có vị thì đang gì? Đang lẩm nhẩm niệm Phật. Có vị thì đang ở ngoài hoặc ở dưới có mấy cụ thì có khi lại ăn, đang ăn trầu, thèm trầu, có đang ăn, đang nhai trầu, nhai trộm ở trong hội trường. Đó. Tuy là khác miệng nhưng hãy cùng một âm. Một âm ở đây là gì? Một âm ở đây thì bài sau bài khái thị này thì sẽ đến bài sám hối, đúng không? Đó, cho nên khi mà bài sám hối tất cả cùng đọc sám hối thì chúng ta cùng đọc sám gì? Cái bài sám hối ấy, đó gọi là khác miệng cùng âm, đều đối trước thánh dung. Thánh dung tức là hình tượng của Bồ Tát Quán Thế gì? Quán Thế Âm và các vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, hoặc là tượng Phật A Di Đà, tượng Bồ Tát Đại Thế Chí và tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Dược Sư vân vân. Đó để mà sám hối. Thánh dung ở đây là chỉ cho gì? Tôn tượng hoặc hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm và các vị Phật Bồ Tát khác. Đó, để mà cùng nhau chí tâm sám hối phát nguyện. Đó là ý nghĩa tổng quát của bài khai thị số 6. Hết bài khai thị số 6 thì chúng ta cùng nhau để đọc bài gì? Bài văn sám hối. Xưa kia gây nên bao ác nghiệp, đều vì vô thỉ tham sân si ấy. Nhấn cho đến gì? Nhấn cho đến gì? Là Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát trong bài sám hối. Chúng ta xem kinh văn trang 60 mà chúng ta hay đọc ấy. Đó là gì? Đó chính là đọc cái bài sám hối ấy để cảnh tỉnh tâm mình. Để cảnh tỉnh tâm mình. Và để gì? Phát nguyện làm theo, hành theo, thực hành theo. Như cái bài sám hối chúng ta đọc ấy thì dần dần tâm của chúng ta sẽ được thanh tịnh, mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta sẽ được thanh tịnh mà thôi. Hôm nay thì còn 10 phút nữa thì không kịp giảng bài số 7, mai sẽ đọc giảng bài khai thị số 7. Hôm nay là cái buổi đầu xuân năm mới, cũng là pháp hội đầu tiên của đạo tràng chúng ta. Thì thầy mong rằng chúng ta sẽ giảng, nếu mà được thì chúng ta sẽ giảng 2 ngày đầu
bằng những bài khai thị. Mỗi một pháp hội Quan Âm chúng ta sẽ giảng 2-3 bài khai thị như vậy. Còn sang ngày thứ ba thì sẽ dành cho các Phật tử là gì? Vấn đáp. Thầy sẽ dành cho cái thời gian để các Phật tử viết câu hỏi, thầy sẽ trả lời. Hoặc rằng chúng ta sẽ, nếu mà có những câu chuyện hay trong một vài tháng qua, các Phật tử trong đạo tràng chúng ta do nghe lời thầy giảng và chúng ta về nhất tâm tu tập tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Phổ Môn vân vân đó, làm việc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, mà gặp được nhiều những cái gì ạ, cái sự thù thắng bất khả tư nghị ở trong gì, trong đạo Phật của chúng ta có những câu chuyện rất là gì ạ, là hay, những câu chuyện rất là gì, thù thắng. Ví dụ như có những trường hợp hôm rồi Phật tử lên kể với thầy là Phật tử dưới Văn Điển ấy, ở dưới đấy gọi Thanh Trì, huyện Thanh Trì, ở gần chỗ khu Văn Điển ấy, lên nói với thầy rằng có đứa con dâu của đứa con trai nó sinh mấy cô con gái rồi. Thế là vừa qua về thì nó có đầu pháp hội đầu năm, tức là pháp hội đầu năm vừa rồi á, nó lên vợ chồng gia đình lên cầu sinh con, sinh con trai. Nhưng mà về nó lại gì ạ? Mang thai 5 tháng sau đi khám, bác sĩ lại bảo là gì ạ? Lại con gái tiếp, lại con nhà người ta tiếp. Cho nên á, về thằng chồng nói gì ạ? Thằng chồng tức là thằng con trai của bà cụ ấy là gì? Chán, bỏ mặc vợ kệ, cha để ý gì nữa. Đi khám lần thứ hai, tức là sau tháng sáng thứ 5, thứ 6 rồi thì phải. Tức là tháng 6 thì còn có 3 tháng là sinh thôi. Lúc đó nó rõ hết rồi, đi khám, bác sĩ vẫn bảo là gì? 100% là con trai. À con gái chứ, xin lỗi. Đấy, nói nhiều quá, hóa là thành gì ạ? Thành sai. Thế là về nó buồn quá, vợ cũng buồn, nhưng mà gì? Được mẹ động viên, mẹ chồng động viên, thôi con ạ, nghe lời thầy giảng đi. Cũng có những trường hợp đấy, ở trước đây ở chỗ gần chỗ Pháp Vân ấy, gần chỗ bến xe nước ngầm cũng có một trường hợp sinh 1-2 cô con gái rồi, xong rồi thì ông chồng thì cứ muốn sinh con trai, thì xong cũng trường hợp như thế, đi khám đến 3-4 tháng đi khám, bác sĩ bảo là con gái, cho nên về bà vợ với thì cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, thế thì trái là đến ngày đi sinh hóa lại sinh con trai. Thế thì biết đâu được nhà mình nhá, cứ tụng thì hai mẹ con mình cứ phát nguyện tụng và từ giờ không đi khám nữa, không khám nữa, và hai mẹ con cứ thế là tụng cho đến ngày đi sinh. Ra sinh tự nhiên thì đứa trẻ vừa lọt lông ra khóc oe oe chào đời, thì bác sĩ bế đứa trẻ lên là gì? Ô, con trai. Đó. Đây là những cái câu chuyện rất là gì, ly kỳ mà tôi không tin được. Nhưng mà câu chuyện thì bà cụ nói rất thật thầy ạ, câu chuyện thật 100%. Thì tôi bảo, thì mình lúc đó mới bảo là thì chắc bác sĩ thì máy lúc đó nó hỏng. Cái máy vi tính, cái máy soi của người ta bị chập mạch. Cho nên thì nhìn đứa con trai của người ta rõ ràng là bảo con gái, thế là máy nó chập mạch thôi, thế hoan hỉ chúc mừng gia đình. Mình nói như thế để cho nó gì ạ, người ta tin vào khoa học một chút. Người ta tin vào khoa học. Còn bây giờ mình là bảo là tụng kinh từ con gái biến thành con trai á, chết. Người khác nó tụng mà không được, nó lên là nó giết tôi mất nó. Chồng nó vác dao nó đuổi tôi quanh chùa, tôi chạy không nhanh, tôi vấp gốc cây nó chém tôi chết. Cho nên nói như thế không được. Nhưng mà chúng ta biết trong Phật Pháp cũng có những chuyện gì ly kỳ, những chuyện gì vi diệu lắm. Hôm rồi tôi lên Tản Viên cái lễ Dát Vàng ấy, Dát Vàng tôn tượng Bồ Tát Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn ở trên điện Quan Âm Thập Nhị Diện ấy, có cái anh thanh niên chạc từng khoảng 40 tuổi, nói thanh niên thì khoảng 40 tuổi, lên nhìn thấy tôi mà nó lễ từ ngoài lễ vào. Hôm đấy thì trời nó là mưa lâm râm ướt mà gì, nó lễ từ ngoài luôn, nó nhìn thấy một cái là nó lễ rồi. Nó lễ từ ngoài nó lễ vào, cứ lễ xì xụp lễ đến ướt hết cả một cái vạt quần áo này như thế. Thế là vào nó khóc tu tu ra, mình mới tưởng nó vong nhập. Thì mình mới hỏi thôi làm sao, chú đứng dậy đi. Thế nó không đứng thì nó cứ thế nó khóc thôi. Thế hỏi nó làm sao, thì nó bảo rằng á, đời của con may mà gặp được gì, gặp được Phật Pháp, may mà gặp được thầy, không có thì con không biết con tạo ra cái tội lỗi gì nữa. Thế hỏi làm sao, cứ bình tĩnh nói đi xem nào. Nó bảo á, vợ chồng chúng con cưới nhau hơn 12 năm nay, bố mẹ chúng con gì, cả hai bên đều mong cho chúng con gì ạ, sớm có một đứa cháu nội, một đứa cháu ngoại, nhưng mà chúng con gì
làm đủ mọi cách rồi không được, đi khám, đi chữa rồi chạy các nơi rồi không được, mà kể cả gì ạ, đi nhân tạo rồi á, tức là đi thụ tinh nhân tạo các thứ rồi đó cũng không được, không có một chút hy vọng nào nữa. Và gia đình nhà con đều gì ạ, ý là đều muốn con bỏ cô ấy và đi lấy người khác. Mà sám hối thầy là con cũng đã nghĩ đến điều đó rồi, nhưng mà may mắn là gì, con nghe được bài pháp của thầy, nghe được một cái câu chuyện mà thầy kể, là có một ở bên Vĩnh Phúc, nó nghe câu chuyện Vĩnh Phúc vợ chồng cưới nhau mười mấy năm á, xong rồi á xin nghỉ một tháng để sang đây để tụng kinh Địa Tạng mà về có mà cầu sinh con, rồi sinh con á. Chúng con nghe thấy và pháp hội đầu năm vợ chồng chúng con á sang đây cũng giữ chọn cả ba ngày, giữ chọn ba ngày, và chúng con về chúng con cũng gì, cũng nghe lời thầy, và vợ chồng chúng con á tách nhau ra, mỗi người ngủ một phòng, 21 ngày chuyên tụng kinh Địa Tạng. Sau 21 ngày chúng con lên chùa Tản Viên để xin nước, và về một cái thì gì, vợ con có thai. Và cách đây gì, cách đây hơn một tháng thì vợ con đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh và bụ bẫm rồi, rất là ngoan. Cho nên nay con lên con nhìn thấy thầy mà là con nhìn như là nhìn thấy Phật. Cho nên thôi thầy cho con lễ thêm mấy cái nữa. Thế chứ là... đấy, cái trường hợp này có thể gì làm chương trình Phật pháp nhiệm màu được đấy, hơn 12 năm đó. Chúng ta thấy tâm thành, có cầu thì có cảm, có cảm thì có ứng, có ứng thì tất sẽ gì ạ, sẽ được thông. Chư Phật Bồ Tát không bỏ rơi chúng sinh, nếu như chúng ta gì ạ, nhất tâm bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm tất cả các việc thiện để gieo duyên với Tam Bảo, gieo duyên với chúng sinh, thì công đức phúc báo của chúng ta sẽ dần dần được tăng trưởng mà thôi. Đó, cho nên ở đây chúng ta làm tất cả các công việc Phật sự ở ngôi chùa này hoặc bất cứ một ngôi chùa nào khác, chúng ta đừng bao giờ kể công. Tôi cũng vậy, tôi xây dựng 7-8 ngôi chùa rồi, nhưng tôi không được bao giờ là tôi kể công là tôi gì ạ, tôi có công với Phật. Nếu không có tôi thì những ngôi chùa đó là đổ nát, rách nát. Những ngôi chùa đó là gì? Phật Long, tường lở rồi, vân vân. Không được kể như thế. Không có ta, Phật vẫn như thế. Có chùa nó nát, Phật tượng Phật nó hư thôi, nhưng còn Phật vẫn như thế. Nhưng không có Phật á thì ta vẫn trầm luân mãi ở trong sinh tử luân hồi khổ đau các quý vị. Cho nên á, chúng ta phải gì ạ, tri ân Phật, cảm ơn Đức Phật đã xuất hiện ở nơi đời, vì chúng sinh mà xuất hiện nơi đời, vì chúng sinh khổ nạn mà xuất hiện ở nơi đời để thuyết pháp độ sinh, giúp cho chúng ta hiểu được chính pháp, phá mê khai ngộ, bỏ dần những khổ đau tham ái tham dục chồng chất ở thế gian, mà hướng tới gì, cái tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh và gì ạ, ý nghĩ thanh tịnh, để cho tiến tới cái đạo quả giải thoát vô thượng bồ đề, thành tựu viên mãn cái quả Phật trong tương lai của chúng ta. Đó, cho nên đây thì chúng ta phải thầm cảm ơn Phật, chứ đừng nghĩ rằng chúng ta mang ơn đến cho Phật, có chúng ta mới có chùa, mới có tượng Phật, mới có vân vân thế này thế khác. Có người ta gì, người ta đọc thấy những cái thông tin đạo tràng chúng ta xây dựng một đại tượng A Di Đà Phật vừa bình thế giới lớn nhất Đông Nam Á, để làm chỗ quy thú, chỗ tu tập cho đại chúng, không chỉ một đời này, không chỉ một năm này, một trăm năm này, mà hàng nghìn năm sau. Họ đọc thấy cái thông tin là gì, chúng ta vừa đạo tràng, chúng ta vừa qua phát tâm để thỉnh ở mấy viên ngọc để tạc bốn pho tượng Thích Ca, Di Đà, Quán Âm và Di Lặc, tạo thành một tượng gì ạ, tượng tứ chấn bằng gì ạ, bằng Phật ngọc, thờ bốn ngôi chùa của đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam của chúng ta, đó là chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Quất Lâm và chùa Quan Âm. Đó, chùa Quan Âm ở Hòa Bình, ở Kỳ Sơn Hòa Bình có Phật tử cúng đất rồi, nhưng tới đây nếu mà đủ duyên mà chính quyền lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, các sở ban ngành, ban dân tỉnh Hòa Bình á mà đồng ý á, thì cái ngôi chùa đó sẽ đặt là chùa Quan Âm, thì pho tượng Quan Âm sẽ thờ đó. Thì ở đây sẽ là phía đông, chùa Quan Âm sẽ là phía tây, chùa Quất Lâm sẽ là phía nam, còn chùa Tản Viên sẽ là phía gì,
phía Bắc, Đông, Tây, Nam, Bắc, mà ở gì chung quanh cái núi Tổ, quanh chung quanh cái Tổ Sơn của Việt Nam chúng ta. Đây cũng gì, về mặt tâm linh nó có ý nghĩa rất lớn, chúng ta không thể giải thích được. Về xã hội gọi là về phong thủy tâm linh, nó có ý nghĩa rất lớn, tôi không thể giải thích bằng với các quý vị bằng lời nói được. Không thể giải thích, không thể ai giải thích được. Tôi không thể giải thích được và tất cả chúng ta không ai giải thích được. Nhưng nó có ý nghĩa rất lớn. Ý nghĩa rất lớn không chỉ cho Phật giáo Việt Nam mà còn cho dân tộc, đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng có người họ đọc thấy cái tin đó họ nói là gì? Ở thời buổi bây giờ, sư chỉ đi xây chùa to, Phật lớn, đem cái tiền đó mà làm gì ạ? Mà xây một cái trường học hay là xây một cái cầu cho người nghèo đi, có phải công đức hơn không? Họ đâu có hiểu. Một cái pho tượng này, tôi xây một cái trường học, các quý vị biết, tôi xây một cái, nếu mà đem cái số tiền đấy xây trường học, tôi vận động xây một cái trường học như vậy, các Phật tử cũng chúng ta có hoan hỷ để đóng đủ một cái trường học đó không? Có thể có nhưng phải rất lâu, đúng không? Vì cái phúc báo của họ, đạo tràng của chúng ta trong suốt từ khi thành lập cho đến nay, năm nào chúng ta cũng làm thiện, cũng làm việc thiện, xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ những người nghèo. Tới đây là hướng tới năm nay là chúng ta sẽ xây trường học. Chúng ta có xây trường học năm nay. Năm nay sẽ có quỹ từ thiện xây trường học. Ví dụ là trích tất cả những cái khoản quỹ của các cháu ở câu lạc bộ bán hàng lưu niệm. Tất cả các ngôi chùa chúng ta, các cháu ở trong câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử Hương Tử Bi bán hàng lưu niệm đó, tất cả các tiền lãi đều đem lại để làm từ thiện. Và cái quán cơm chay của đạo tràng của câu lạc bộ Hương Tử Bi đó, mở ra đó cũng là chỉ để dành làm từ thiện. Các Phật tử đến đó để làm công đức, làm từ thiện. Vừa qua thầy nghe mấy Phật tử nói rằng ăn không ngon nhưng mà tiền thì đắt. Nên thôi hôm thầy cũng chấn chỉnh rồi, bảo các Phật tử vì sao ăn không ngon? Vì có một người làm bếp, có mỗi cô Bích, cô Phát Tâm, cô làm bếp thôi. Cho nên ngày Tết các Phật tử chúng ta đến thì đông quá, một mình cô ấy nấu không xuể, cho nên bảo mấy ông thợ làm tượng ra để nấu gì? Nấu bếp khổ cái thân thôi. Mấy cái ông thợ đi làm tượng này nó ra nó đứng nó làm đầu bếp thì làm sao mà ăn ngon được? Một mình cô ấy nấu không xuể, cho nên mấy ông thợ như là bác Luân này, bố sư ông Hạnh này đi ra để vào để đứng bếp. Phát Tâm làm công quả mà. Rồi ông gì nhỉ, ông Bình này cũng ở xưởng tượng, ở bảo vệ, ở tổ bảo vệ đi ra để làm bếp. Rồi mẹ sư ông Tâm này cũng phát tâm lên để gì, để nấu bếp. Một bà thợ may bây giờ đi làm đầu bếp bất đắc dĩ thì làm sao mà nó ngon được. Cho nên mấy Phật tử kêu với tôi là thầy ơi, quán chay từ thiện của nhà chùa ấy mở ra, cái thứ nhất là ăn không ngon, cái thứ hai là gì ạ, đồ ăn ít quá, chỗ thì cái thì nhiều cái thì ít, có người thì nhiều có người thì ít, có người thì kêu ngon có người thì ăn bảo là không ngon thế nào á, mang mất uy tín lắm, mà có khi lại bán là gì còn đắt hơn ở ngoài nữa. Nhưng mà vì làm từ thiện cho nên thầy nói làm từ thiện cho nên chúng con hoan hỉ. Thôi cái này thì tôi thì hôm qua tôi chấn chỉnh rồi, tôi bảo cô Bích là thôi, cái quán chay từ thiện của mình đặt ra hai mục đích. Mục đích thứ nhất là hướng cho các Phật tử gì biết ăn chay, thích ăn chay và thường ăn chay, cho nên nó phải nấu cho gì ạ, nó vừa vặn và nó phải ngoan miệng vào họ mới thích ăn chay. Không có lần đầu tiên họ đến chùa lễ Phật, đặc biệt là các anh các chị gì, thanh niên trẻ trẻ lần đầu tiên họ ăn chay trong đời mà thấy ăn chay như thế này á, ăn chay như thế này các cụ có cái bài hát là gì ạ, ai bao ăn chay là khổ, ăn chay ngon lắm đó. Nhưng mà bây giờ nói gì, tôi thấy ăn chay rất khổ, ăn chay không ngon tí nào, thế thì chết rồi đúng không? Đó, thế là hỏng. Và lần sau nó nhìn thấy gì, nó nhìn thấy một ngôi chùa nào nó lại nghĩ đến chuyện ăn chay của chùa Khai Nguyên rất là khó ăn và rất là tồi tệ, như vậy là nó còn dám ăn chay nữa không? Con muốn ăn chay không? Nó có thường ăn chay không? No. Đó, cho nên tối hôm qua thầy phải chấn chỉnh luôn. Cái mục đích đầu tiên của gì, thầy cho mở cái quán ăn chay, cho các Phật tử mở quán ăn chay đó để là gì? Cho người ta hướng Phật tử, hướng thiện nam tín nữ biết ăn chay, thích ăn chay. Từ chỗ biết ăn chay nhá, xong thì ăn nó thấy ngon miệng mà, và nó thích gì? Thích ăn chay. Và từ thích ăn chay nó tiến lên một bước nữa, đó là thường ăn gì? Thường ăn chay.
Mục đích đầu tiên là như thế. Xong cái mục đích thứ hai đó là gì? Họ ăn chay. Họ biết quán chay này là quán chay làm từ thiện, cho nên thì họ phát tâm. Họ không có tính toán gì cái chuyện đắt rẻ cả. Nhưng mà thôi cũng vừa phải thôi, họ không có, họ lại bảo là nhà chùa chặt chém. Chết, mang tiếng thầy. Đầu tư xây dựng nhà cửa các thứ vào đấy 400-500 triệu từ Tết tới giờ, bảo bán mới được có được gần 200 triệu cả gốc cả lãi. Đầu tư cho nhà cửa rồi tất cả son nồi chảo bát vân vân gần 500 triệu vào đó, mà từ Tết cả gần tháng riêng này mà báo mới được gần 200 triệu, tất cả gốc cả lãi đó. Thế mà tính ra thì tôi cứ cho là lãi thì được 7-8, được 50% là 70-80 triệu hoặc là 80-90 triệu đi. Ăn thua gì chưa? Chưa ăn thua gì cả. Nhưng điều quan trọng là gì? Là cái tiền đó, là cái tiền gì ạ? Các Phật tử hoan hỉ, họ được ăn chay, thích ăn chay và thường ăn chay, họ đóng góp cái tiền đó để mình làm gì? Làm công quả. Mình góp sức để xây trường từ thiện cho các em ở vùng cao. Vừa qua thì thầy thông qua các Phật tử trên Điện Biên là giờ đã tìm được ngôi trường rồi, và sang tháng 3, đầu tháng 2 âm lịch này, đạo tràng sẽ cử người lên đó để thị sát, để đi thực tế, và được thì đầu tháng 3 chúng ta sẽ khởi công xây một cái ngôi trường cấp 2 cho các em, có hơn 400 em học sinh, nhưng mà chỉ có 8 lớp học thôi. Các vị thấy 400 người có 8 lớp học, mà mỗi lớp học chỉ có được 50 em. Bình thường là có 35 em thôi, nhưng mà bây giờ phải ngồi 50 em rồi, phải học cả sáng, cả trưa và cả chiều. Một cái xã, một cái huyện mới thành lập của tỉnh Điện Biên, và cái xã đó cũng mới được tách ra năm ngoái, cho nên nó chưa có điều kiện kinh tế. Và thầy đã quyết định là sẽ cho người lên đó để thăm, để xây dựng cái trường cấp 2 đó, khoảng được chục phòng học cho các em, nó đỡ khổ. Và hàng ngày á, mình xây cái trường đó xong, mình không được bỏ họ, mà mình là để gì? Cái quỹ hàng ngày đó, hàng tháng, hàng năm đó, mình dành cho những các em, cấp học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, để động viên bà con các dân tộc ở vùng cao, vùng sâu như thế, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng họ có công là gì? Giữ nước, giữ biên cương, giữ biên ải của Tổ quốc cho chúng ta ở dưới thành phố này được hòa bình, được thịnh trị, được tu tập như thế này, là một phần nhờ ơn gì? Ơn Đảng, ơn nhà nước, ơn các chiến sĩ bộ đội, các chiến sĩ biên phòng, các chiến sĩ công an, an ninh vân vân. Và một phần là nhờ ơn những bà con ở các dân tộc đầu sóng ngọn gió và ở nơi biên địa Tổ quốc của chúng ta. Họ không trực tiếp cầm súng, cầm gì, cầm vũ khí để bảo vệ Tổ quốc, nhưng họ cầm cày, cầm cuốc, cầm dao rửa để gì? Để giữ cái bờ cõi biên cương Tổ quốc của chúng ta. Cho nên chúng ta được bình yên ở đây phải nhớ tới họ. Làm để động viên gì? Động viên họ. Học sinh nghèo mà họ vượt khó, học sinh giỏi, chúng ta sẽ cấp học bổng cho các em nó gì? Đi học hết cấp 2, cấp 3, thậm chí vào đại học. Gia đình không có điều kiện nuôi các em nó thi đỗ đại học, chúng ta chỉ cung cấp 4 năm học đại học cho các em nó ra trường, gửi về địa phương, huyện. Chúng ta phải có cả một chương trình làm việc với huyện, với tỉnh của họ, phải chiêu dụ nhân tài. Bà con dân tộc thiểu số vùng cao mà thi đỗ đại học, học xong đại học về huyện phải gì ạ? Phải tạo công ăn việc làm cho con em địa phương họ. Và như vậy là gì? Chúng ta làm việc theo cả một cái chuỗi từ thiện, chứ không phải là chúng ta xây ngôi trường bỏ mặc họ, không đoán hỏi gì đến họ nữa. Đó. Nói nôm na xã hội gọi là cái đạo tràng, chúng ta xây một ngôi trường nào, chúng ta kết nghĩa với ngôi trường đó. À, kết nghĩa chứ không phải là gì ạ? Nhận làm con nuôi hay là bố nuôi nhá. Kết nghĩa để hướng cái gì? Cái điều tốt đẹp, chân thiện mỹ cho gì? Cho giới trẻ, cho các bạn trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương của Tổ quốc của chúng ta. Chúng ta hướng đến cái điều đó. Cho nên họ đọc thế tin, họ trách chúng ta là nếu đem một cái gì, mấy cái viên ngọc đó mà xây cái ngôi trường. Xin thưa vị, nếu mà xây ngôi trường nó chỉ được một ngôi trường thôi. Nhưng khi chúng ta xây một pho tượng lớn, xây một đạo tràng lớn, rồi á, có những cái pho tượng quý như vậy để làm cái phương tiện, trước là để cúng dường Phật, sau là phương tiện để cho các Phật tử thập phương quy tụ hướng về, thì khi đó các vị đấy, tôi không chỉ xây một ngôi trường, 2-3 năm nữa, 5-10 năm nữa, chúng ta có thể xây được gì? 10 ngôi trường, thậm chí nhiều hơn gì? Nhiều hơn thế nữa. Không chỉ xây được 10 ngôi trường mà chúng ta còn gì? Còn duy trì cùng với Đảng, nhà nước, các cấp chính quyền ở vùng sâu, vùng xa đó, chúng ta còn duy trì và phát triển cái ngôi trường đó thành cái ngôi trường, một ngôi trường có tương lai cho các em học sinh nghèo vùng sâu, vùng xa. Chúng ta thấy không? Cái tầm nhìn quan trọng, người ta nói là hơn nhau ở cái gì?
ở cái đầu. Chúng ta cho họ một bữa cơm thì họ ăn hết một bữa cơm là xong. Nhưng chúng ta chỉ dạy cho họ cái nghề thì họ sẽ gì ạ? Giống như các cụ ngày xưa chúng ta nói, cho họ con cá thì ăn hết con cá là hết, như cho họ cái cần câu. Sao đây các quý vị? Cho họ cái cần câu, dạy cho họ cách câu thì là gì? Họ câu gì? Không chỉ được một con cá mà được rất nhiều con cá. Nhưng hôm nay chúng ta gì? Muốn xây được nhiều ngôi trường trong tương lai thì hôm nay chúng ta phải thì phải xây một ngôi chùa, xây một đạo tràng, xây một chốn tu tập, phải nói là gì, nó quy mô, nó thu hút được đông đảo tín đồ Phật tử quy kính Tam Bảo và hướng về đã, thì khi đó lời nói của tôi mới hiểu chịu được gì, hàng nghìn, hàng trăm người, hàng nghìn người, hàng vạn người muốn làm việc lớn thì một vài người có làm được không? Không làm được. Một đạo tràng nhỏ chỉ có vài trăm Phật tử có làm được không các quý vị? Không làm được, mà phải vài nghìn, vài chục nghìn, thậm chí hàng vạn Phật tử mới có làm được những việc lớn, có thể làm việc lớn đó. Cho nên họ chỉ trích, họ nói chúng ta thì thôi cứ kệ họ đi. Chúng ta cứ giữ thái độ gì? Mặc nhiên, không giải thích, không tranh cãi. Nhưng đây là tôi nói với các Phật tử thôi, để chúng ta vững cái lòng tin. Thì chúng ta không giải thích với họ. Những người như thế là gì? Chúng ta nói là não của họ chỉ có bằng cái ngón tay út thôi. Thì làm sao họ hiểu được cái việc làm của những cái người não bằng gì ạ? Bằng cái gì? Bằng cái nắm tay. Cái não của con cá thần bơn làm sao to bằng não của cái con cá gì? Con cá heo và con cá gì? Con cá kình được, đúng không? Đó, cho nên chúng ta phải biết điều đó thôi. Cái tùy duyên, họ nói thì nói, chúng ta cứ giữ thái độ bình thản. Quan trọng nhất chúng ta làm lại cái gì? Xây lên một ngôi chùa, hoặc là xây lên một đạo tràng lớn, xây lên pho tượng lớn, hoặc xây lên nhiều pho tượng lớn để làm gì? Nếu xây lên với mục đích là để thu lợi dưỡng, để cho bản thân mình nhé, thì quả thật là không nên, 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 thì quả thật là không nên. Bàn luận trống rỗng vô ích, quỷ thần tính nợ. Lại nói về sư tỷ Trương Thẩm ở Vũ Phong, là một vị đệ tử Tam Bảo đầy đủ trí huệ. Vào 8 năm trước, mới nghe Phật Pháp đã trồng được hạt giống kim can trong ruộng thức thứ 8. Về sau, đầy đủ chánh tri, chánh kiến. Tin Phật chưa được mấy tháng, lại có một lần, ở trong cảnh giới nửa tỉnh nửa mê, tranh biện cùng với quỷ lớn quỷ nhỏ, nguy hiểm chút nữa là bị quỷ đánh chết tươi rồi. Nguyên là A Thẩm, lúc trước khi chưa tin Phật, từng bị bệnh 3 năm, không có ngày nào không chích thuốc, uống thuốc. Ở Vũ Phong 9 năm trước, còn chưa có một ngôi miếu thần nào hay một ngôi chùa nào, chỉ có một ngôi miếu chung của dân rất nhỏ, thờ cúng một bài vị thần chủ bằng ván. A Thẩm vì cầu cho bệnh được mau khỏi, không khỏi cầu thần, cầu quỷ phò hộ. Tự mình thường hay mang giấy tiền vàng mã đến lễ lạy, cầu thần ông phù hộ sức khỏe của bà sớm được bình an vô sự. Nhưng cầu liên tiếp mấy năm vẫn cứ như thế. Đến năm thứ 48, ban hoằng pháp của nữ ở Liên Xã đến cơ sở hoằng pháp tại Vũ Phong. A Thẩm được nghe pháp vị như được uống nước cam lồ, như được của báu. Từ đó hai thời khóa sớm tối rất thành khẩn, không gián đoạn. Đối với ngôi miếu chung của dân kia cũng không còn đi nữa. Biết được tự thân họ, tức thần, còn không cứu được, làm sao có thể cứu người? Cho nên sau khi A Thẩm tin Phật, sức khỏe liền dần dần hồi phục mạnh khỏe. Có một hôm, vị Lâm Thái Thái là bạn tri kỷ tốt, đến muốn A Thẩm dẫn bà ta đi cúng vái ngôi miếu chung của dân kia. A Thẩm liền cùng đi bái với bà ta. Bà Lâm lễ xong nói: "Hôm nay chúng ta quên mua tiền vãng sanh và giấy vàng mã rồi." A Thẩm nói: "Đốt giấy vàng và tiền vãng sanh làm cái gì? Bạn không nên mê tín. Nếu như cần đốt tiền vãng sanh, chi bằng niệm vài chú vãng sanh bố thí cho họ còn hay hơn." A Thẩm gần như nói chơi thôi, rồi cũng không niệm chú vãng sanh. Thắp hương lễ xong, ai về nhà nấy. Đến tối vào lúc nửa đêm nửa hôm, A Thẩm như tỉnh mà không phải tỉnh, như mộng mà không phải mộng. Bỗng nhiên nhìn thấy mấy con quỷ đến nói với bà ta:
Đại vương của chúng tôi muốn mời bà đi nói chuyện. A Thẩm hỏi nó, đại vương các ngươi là ai? Ta không đi. Mấy con quỷ kia cũng chẳng nói lý lẽ gì, không đi thì cưỡng bức lôi đi. Lôi đến ngồi miếu chung của dân kia, thấy trước miếu đứng rất nhiều người, nam nữ lớn bé. Chính giữa ngồi một vị quỷ, thân thể to lớn, mặt mày hung ác. Mấy con quỷ nhỏ kêu A Thẩm quỳ xuống. A Thẩm trong lòng linh cơ sáng suốt, liền to tiếng nói rằng, ta là đệ tử Tam Bảo, Phật Pháp vô biên, các người quỷ đạo chúng sanh, còn phải cần đến Phật Pháp cứu giúp cho các ngươi nữa là. Lời nói chưa dứt, ông đại vương kia nổi giận xung thiên lớn tiếng quát rằng, lôi nó ra đánh chết tươi nó đi, nó dám nói lớn lối, lại không cho chúng ta tiền vàng. Đang lúc cả một bầy quỷ ra tay sắp đánh bà ta, A Thẩm nói, không sợ nhà ngươi đâu, ta thỉnh Bồ Tát lại. Tức thời chắp tay xưng niệm, Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Niệm hết thảy chưa đến 10 tiếng, trên hư không hiện ra một hình tượng bạch y Quán Thế Âm Bồ Tát. Tay phải cầm bình cam lồ, tay trái cầm nhành dương liễu, đạp mây mà xuống. A Thẩm xem thấy rất rõ ràng, bầy quỷ lớn nhỏ kia thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát đều quỳ xuống hết, đầu mặt đập xuống đất. Khi đó A Thẩm vẫn cứ lớn tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó chồng của A Thẩm là cư sĩ Trần Nhiên Trụ nghe tiếng vợ mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát quá lâu, nghĩ chắc là nằm thấy quái mộng gì rồi, liền kêu A Thẩm thức dậy. A Thẩm thức dậy liền đem cảnh giới trong mộng tranh biện cùng với quỷ kể cho cả nhà nghe. Nếu như không biết niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, có lẽ tiêu mạng rồi, âm dương vĩnh viễn cách biệt. Câu chuyện trên đây cũng là tự miệng A Thẩm nói với tôi. Tục ngữ có câu, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Thánh nhân cũng có nói, kính quỷ thần mà xa họ ra. Xin khuyên chư vị là đệ tử của Phật, ngàn vạn lần trở nên tự khoe mình hay giỏi. Nói giỡn chơi với quỷ thần, nếu lâm vào tình trạng giống như A Thẩm, trong mộng biết niệm thánh hiệu Bồ Tát thì không sao, còn như công phu chưa đến thì tự rước lấy phiền toái vào thân rồi. Có một câu chuyện thương tâm ở trong miền Nam cách đây 2-3 năm trước. Đó là ông bố có thằng con nó hay hư, nó hay đi chơi bời cờ bạc rượu chè với đám bạn xấu. Bố dạy nhiều quá không được, tức quá rồi, không biết làm kiểu nào. Thế một hôm á, ông đi làm về thì ông lại thấy cả một đám bạn bè con trai con gái ở trong nhà đang tụ tập, đang làm để gì, nó đang làm đồ ăn ở trong bếp cùng với đám bạn bè để gì, hôm đấy là ngày sinh nhật của nó. Ông bố về thấy thế tức quá, làm nó chạy đi làm, thức ăn để sẵn trong tủ, mọi cái nó lấy ra nó ăn với nhau, nó lại còn cười đùa hố hố với nhau nữa, bực mình quá đi thôi. Cho nên gì, ông bố vào gì chửi nó thẳng cánh cò bay luôn ở ngay trước mặt đám bạn bè của nó, và nguyền rủa nó, chửi nó bới nó. Nhưng mà gì, nó thằng cu ấy gì, tuy nó lêu lổng, nó chơi bời nhưng mà gì, nó cũng chưa đến nỗi là ác dám đánh lại bố nó. Nó có cái thôi nhưng mà gì, chưa dám đánh lại bố nó. Cho nên bố nó gì, chửi đuổi hết đám bạn bè của nó trong ngày sinh nhật của nó. Người ta tế nhị thì có khi lại bảo được nó. Cho nên nguyền rủa nó, đuổi hết đám bạn nó, rồi nguyền rủa nó, thề bồi nó vào, chửi nó đến những cái lời gì, cái lời mà độc ác nhất, không còn cái gì để nói nữa. Nó tức quá, nó lên phòng, nó đấm sòng cửa vào gì, vào trong phòng nó gì, nó ở. Và ông cứ nghĩ là thôi nó ở trong phòng. Qua đêm sáng ngày hôm sau, mọi khi thấy gì, nó ra cửa phòng không thấy đâu, cũng đi làm. Về vẫn thấy gì, nó đóng cửa phòng, không nói gì. Đến chiều tối vẫn thấy đóng cửa phòng. Và đến ngày hôm sau ông thấy lạ quá. Ông đi làm ông gì, vẫn thấy nó đóng cửa phòng, không thấy nó ăn cơm, phần cơm không thấy nó ăn. Và đến trưa đi làm về ông gì, ông đi làm ông thấy sốt ruột, nóng ruột quá, ông đi về. Về ông vẫn thấy cửa phòng, ông gọi cửa không thấy đâu, ông đạp cửa. Và đi vào thì các vị biết cái gì không? Ông nguyền rủa, ông thề nó bảo gì, mày như thế gì, mày uống thuốc độc hay mày treo cổ, mày chết đi cho gì? Cho rồi. Và đấy là gì, ông có thằng con trai duy nhất. Và ông nguyền rủa nó như thế. Và ngay đêm hôm đó quả thật là nó gì, nó tức lên, nó không thể nào có con đường nào nữa. Và đúng là nó đã treo cổ, nó chết ngay cái đêm hôm đó. Mà đến tận đêm hôm sau,
Qua đến ngày hôm sau nữa thì ông mới gì? Phát hiện ra thằng con trai duy nhất của mình bị lời nguyền rủa của ông bố đã treo cổ tự tử và đã chết từ lúc nào không hay biết. Đó, chúng ta thấy cái lời nói ác nó có thể gì? Hại mạng sống của một gì? Một người khác hoặc nhiều người khác như thế. Cho nên người tu hành chúng ta muốn được cát bảo bình an, muốn được cát tường như ý, phúc lộc thọ suốt cả năm á, thì những lời nói gì? Nói dối, nói trêu diệt, nói lưỡi đôi chiều và nói lời hung ác đó đừng có nói và đừng có làm những cái điều đó. Rồi đấy là nghiệp về gì? Về khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp ngoài cái gì? Cái lời nói ác đó, chúng ta còn hay thích ăn gì? Thích ăn ngon. Mà ăn ngon tức là tạo gì? Tạo nghiệp. Đấy. Ăn ngon tức là tạo nghiệp đó các quý vị. Mà tạo nghiệp bây giờ cái nghiệp nó đổ ngay trước mắt đó. Cứ ăn nhiều thịt, nhiều cá, nhiều các loại sơn hào hải vị vào á. Nhẹ thì bị bệnh gì ạ? Bệnh gút hoặc là bệnh gì? Bệnh béo phì hoặc là bệnh máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, rồi các thứ trong lục phủ ngũ tạng sẽ bị bệnh. Nặng thì bị bệnh ung gì? Ung thư đường ruột, ung thư phổi, ung thư đủ các thứ ở trong gì? Trong ngũ tạng, lục phủ ngũ tạng của chúng ta. Đấy là gì? Do nghiệp về thích ăn ngon đó. Mà nông dân chúng ta bây giờ, người Việt Nam chúng ta bây giờ ăn uống sinh ra bệnh là nhiều lắm. Vì đại đa số các thức ăn của chúng ta bây giờ chiếm đến 70-80% là dính đến các loại hóa gì ạ? Hóa chất độc hại. Đó, chúng ta thấy. Cho nên các Phật tử chúng ta ăn uống bây giờ cũng phải vừa thôi. Đó, đấy là nghiệp về khẩu. Là khẩu họa. Cái họa gì ạ? Từ khẩu mà gì mà vào vậy? Tức cái họa đó từ miệng chúng ta mà nó tới vậy, nó vào vậy. À, nghiệp về khẩu, còn nghiệp ý. Ý thì Đức Phật nói ở trong kinh, và đây chúng tôi dẫn ra lời Phật nói trong kinh, ý thì thường khởi gì ạ? Tham sân si. Đó là ba nghiệp về ý, là tham sân si. À, ý thì thường khởi tham sân si, nặng lòng tham ái. Tham ái ở đây tức là gì ạ? Ái ở đây tức là gì? Chữ ái có nghĩa là yêu. Yêu ở đây không phải là cái tình yêu đồng thể, mà ta cái tình yêu ở đây là cái tình yêu gì ạ? Tình yêu cá nhân, tình yêu vị kỷ, tình yêu chỉ muốn cho bản thân mình thôi, chứ còn mọi người thì mặc cha chúng gì? Chúng nó. Thế là hỏng rồi. Còn tình yêu của Đức Phật, tình yêu của các vị Bồ Tát dành cho tất cả chúng sinh thì nó là gì? Là khác. Tình yêu của người cha, người mẹ dành cho con, hoặc tình yêu người con dành cho cha mẹ, nó gì? Nó khác. Tình yêu của chúng ta dành cho chúng sinh, dành cho đồng loại á, khi chúng ta biết học Phật, biết nuôi lớn tâm tử bi á, nó gì? Nó khác. Đó. Còn cái tình yêu vị kỷ thường là đem đến cho chúng ta sự đau gì? Đau khổ. Các quý vị thấy một anh một chị nào đó thất tình chưa? Thôi chẳng nói anh chị nào, nói ngay chúng ta ngày xưa có ai ở trong đây đã từng thất tình, tôi giơ tay xem nào. À, đây có mấy cái tay này. Đó. Có đau khổ không? Những người thất tình ở trong này ngày xưa đã từng thất tình có đau khổ không? Thế cái tình nó làm sao, chúng ta có nhìn thấy hình tướng nó thế nào không? Không thấy. Ta yêu một ai đó, ta thương một ai đó, muốn sở hữu một ai đó, một người nào đó, một vật nào đó, vân vân, nhưng mà không đạt được như ý nguyện của mình, chúng ta đau khổ. Mà đau khổ về thất tình nhá, thì ăn không muốn ăn, uống không muốn uống, ngủ không muốn ngủ, mà chỉ muốn gì? Chỉ muốn khóc và chỉ muốn gì? Muốn chết thôi. Cho nên chúng ta mới thấy thỉnh thoảng mới thấy có người nhảy từ tầng 15, tầng 20, tầng 30 nó vẫn gì ạ? Vẫn lao ra nó nhảy xuống vì tội thất gì? Vì cái chuyện thất tình lục dục vậy. Cho nên á, đấy gọi là tình yêu vị kỷ. Cái tình yêu đó là tình yêu gì? Cá nhân. Mà tình yêu vị kỷ cá nhân nó sẽ đem đến cái nhân của nó là không chính, không thật, cho nên sẽ đem đến sự đau khổ lớn hơn là sự an vui. Hôm nay có thể chúng ta đạt được, chúng ta tạm thời ăn vui, chúng ta lấy được một người chúng ta yêu, chúng ta gì rất vui. Cho nên ngày cưới của cái đôi tình nhân đi đến với nhau, ngày cưới đó gọi là cái ngày gì nhỉ? Ngày gì? Song gì? Song hỷ. Tiếng Hán gọi là song hỷ. Ngày Việt Nam chúng ta gọi là ngày gì? Ngày vui. Cho nên ngày tiệc cưới đó gọi là tiệc vui, tiệc mừng.
Nhưng mà năm 10, 2, 3, 4, 50 năm sau, thậm chí 100 năm sau, từ khi cưới có được 100 năm không? Mấy người cưới sau khi cưới chung sống được với nhau 100 năm có không? Ít lắm. 2, 3, 40 năm, 50 năm là cùng thôi. 6, 70 năm là cùng thôi. 70 năm trước chúng ta yêu nhau, chúng ta vui, chúng ta cưới được nhau, chúng ta vui. 70 năm sau chúng ta gì? Đường anh đi, anh đi. Đường em đi, em đi. Nhớ nhung cũng chẳng có gì, đúng không? Lúc đấy chẳng có cái gì nữa. Nếu mà anh đi trước thì anh đi, em đi trước thì em đi. Chúng ta có đi theo được không? Có vào trong quan tài để nằm theo anh ấy được không? Hoặc có vào trong quan tài để nằm theo em ấy được không? Không. Mà thậm chí đến lúc đó đi xem ông thầy nó bảo là trùng tang trùng phục. Lập tức bảo thằng con trai, đứa con gái, đứa con dâu, đứa con rể là gì? Mày đi gọi ngay ông thầy phù thủy đến đây để làm gì ạ? Làm bùa trấn yểm, đừng cho ông về, ông bắt cả nhà mình đi đấy. Đau chưa? Nếu là ông của 70 năm trước, bà ấy nói rằng á, anh là cái gì? Là tất cả cuộc đời của em hay là gì? Em là tất cả cuộc đời của anh. Chúng ta nguyện nó hơi kiếm hiệp một chút đúng không? Nguyện không sống cùng ngày, không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Chúng ta nguyện chung sống cùng nhau đầu bạc răng long. Nguyện gì? Cùng chết cùng nhau, cùng tháng, cùng ngày, cùng năm. Bố nó chứ nó có chết đâu. 70 năm trước nó hứa như thế, 70 năm sau nó đi dùng bùa, dùng chú, nó dán đầy vào trong quan tài, đầy cửa nhà, đầy ở ngoài mộ gì. Vì nó sợ chúng ta về gì? Về bắt nó đi. Chúng ta thấy bội bạc chưa? Bội bạc chưa? Bội bạc rồi. Bây giờ nếu có xuống ở dưới âm phủ thì chúng ta lúc đó chỉ là lất thất lều thều mà gì? Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn mà thôi. Lúc đó chỉ có hát bài đời tôi cô đơn thôi. Đó. Không còn gì nữa. Đó, chúng ta thấy. Đó, tình yêu vị kỷ nó chỉ theo nhau một thời gian nhất định nào đó thôi. Không có gì là trường cửu, không có gì là bền lâu và không có gì là mãi mãi cả. Cho nên ở đây mới nói là gì? Nhân của nó không thật thì nó sẽ đem đến sự đau khổ trong tương lai. 70 năm trước chúng ta thì hứa hẹn với nhau đầu bạc răng long không bao giờ thay đổi, mấy năm sau nó đã đi cắm sừng mình rồi, có không? Cho nên nhiều bà vợ đến đây mà nói thì bà vợ trẻ trẻ đến đây nói: thầy ơi, chồng của con ấy, có đồng nào nó mang đi cho gái hết rồi đấy. Thầy làm sao có cái chú thì không để cho con gì, để con lấy chồng con về với. Khổ thân. Tôi có cái chú gì đâu. Cái bắt đền ông sư là phải có cái chú gì để cho gì lôi chồng về cho con. Khổ thân. Ngài bảo ngày xưa gì? Mắt nhắm mắt mở không chọn cho nó kỹ vào, không tìm hiểu cho kỹ vào. Đúng không? Thế chúng ta đi tìm hiểu chứ. Có phải tôi tìm hiểu đâu vào đây bây giờ đến bắt đền tôi. Cứ bảo thầy có cái chú gì không thì để cho con chú một cái cho chồng con nó về với con. Có người đến phải chú chứ vợ con nó về với con đâu. Là thôi nó không thương con, thôi nó thương gì hai đứa con nhỏ. Thế có cái trường hợp năm ngoái đến như thế, bà vợ bà cắm sừng ông chồng và bà đi với thằng khác. Thế ông chồng đau khổ quá đến đây bảo là con không muốn sống nữa, con muốn tự tử, nhưng mà lại thương đấy hai đứa con nhỏ, một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi. Giờ con mà chết thì ông bà nội thì cũng chết rồi, ông bà ngoại thì bảo rằng á, chúng mày đẻ nó ra chúng mày đi mà lo. Thế bây giờ nó đi, nó cắm sừng đi với thằng khác rồi, con bây giờ con tự tử con chết thì hai đứa con ai nuôi? Cho nên nó đau khổ quá, con chỉ muốn chết thôi. Thế hỏi là ngày xưa, thế thì bố mẹ tìm hiểu cho hay là hai anh chị tự tìm hiểu nhau? Và ngày xưa chúng con thì làm sinh viên yêu nhau thì 4 năm trời tìm hiểu nhau. Sau khi học xong đi làm 2 năm chúng con mới cưới nhau, tức là 6 năm yêu nhau, tìm hiểu rất kỹ rồi. Nhưng mà chúng ta thấy không, 6 năm trời đã kỹ chưa? Chưa kỹ. Kết quả sống với nhau 6-7 năm sau, cô ấy thấy một người khác phong độ hơn, đẹp trai hơn, ga lăng hơn. Cô ấy vẫn bỏ ông chồng của mình để đi gì? Đi với một người con trai khác. Cho nên
những cái tình yêu của thế gian của chúng ta không có gì là bền lâu, không có gì trường cửu cả. Đời nay chúng ta có thể nguyện yêu thương nhau đến đầu bạc răng long, đến mà 100 năm, nhưng đời sau chúng ta hẹn là gì? Đời đời kiếp kiếp sinh ra đều nguyện được chung sống bên nhau. Nhưng mà cái nghiệp của chúng ta tạo nó không cho chúng ta được như nguyện. Đời nay chúng ta làm vợ làm chồng, đời sau có thể lại làm gì ạ? Là người dâng nước lã. Đấy, có đây các quý vị, nhân quả Đức Phật nói có cái điều đó. Cho nên á, ở đây chúng ta nếu mà cứ si mê nặng, chấp trước vào cái gì, cái tình ái của thế gian, từ chúng ta buộc ràng lấy cái sợi dây đau khổ chặt, cột chặt vào chúng ta mà thôi. Cột chặt, từ chúng ta cột chặt lấy nó mà thôi. Cho nên ở đây, ở trong bài khai thị mới nói gì? Bởi do ba nghiệp trói buộc vọng duyên. Ba nghiệp ở đây là gì? Thân khẩu ý của chúng ta lúc nãy nói đó. Thân thì ba nghiệp là sát, đạo, dâm. Khẩu thì bốn là vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng, thiệt, ác khẩu đó. Ý thì ba nghiệp là tham, sân, si, cộng, là thành 10 nghiệp ác. Mười nghiệp ác do ba nơi là thân khẩu ý của chúng ta tạo tác đó. Là nói gì? Bởi do ba nghiệp trói buộc vọng duyên. Nó bị trói buộc bởi đâu? Bởi các vọng duyên. Vọng duyên ở đâu mà ra? Ở đây các cụ, các ông, các bà mà 70 rồi, 60 rồi thì hãy nhìn gì? Nếu các cụ 60 thì hãy nhìn về 40, 42 năm trước. Vọng duyên từ đâu mà sinh ra? Cô kia áo thấm chỉ hồng, mắt xanh môi đỏ, tóc dài ngang lưng. Anh nhìn, anh thấy gì? Anh thấy thương thương. Đêm về nằm mộng vẫn vương trong lòng. Kiểu như thế. Cho nên thì cô kia thì gì? Thấy anh gì? Xinh đẹp, ga lăng, phong độ, tài ba hơn người. Vừa nhìn em thấy gì? Anh tươi. Đấy, kiểu như thế. Cho nên gì? Trong lòng sao xuyến, rụng rời chân tay. Đó, kiểu như thế. Cho nên đó, bây giờ chúng ta mới gì? Chúng ta mới, chính vì ngày đó chúng ta nhìn thấy như thế, vì vậy mới gì? Ồ, đẹp trai ha, phong độ ha, nói năng ha, cái gì cũng được. Đấy, nó mới kết vào cái, do thấy cái vọng duyên nó mới kết vào. Cho nên bây giờ thì có những cụ đấy nói rồi, thầy ơi con khổ quá, biết thế ngày xưa con không lấy chồng nữa, con đi gì? Con đi tu. Thế nó bảo ơ được, bây giờ đi tu đi. Nhưng mà thầy ơi, bây giờ con mà đi tu ông ấy không cho con đi. Ông ấy bắt con phải ở nhà để gì à? Nấu cơm để hầu hạ cho ông ấy. Khổ lắm. Có bỏ được đâu. Miệng thì nói như thế thôi, nhưng bỏ được thì khó lắm. Bằng chứng ấy, tôi sẽ chứng minh cho các vị sau 3 ngày nữa. 4, 5, 6, 7, 8, 9 nghìn, 10 nghìn người ở đây gì? Đều về với ông, với bà hết. Bà thì về với ông. Ông thì về với gì? Với bà. Ông bà thì về với con cháu, mà con cháu thì về với gì? Với ông bà. Để lại mấy thầy chùa với nhau ở đây thôi. Đó. Minh chứng cho các vị 3 hôm nữa. Các vị cứ lên đây mà xem. Hôm nay thì gì ạ? Hội trường đầy người như thế. Sau 3 hôm nữa lên đây mà xem. Bóng chùa quạnh vắng, mỗi thiền tăng. Trên chùa thì chỉ có gì ạ? Có Phật. Dưới bếp thì có mấy sư, và mấy góc thì có mấy thầy thế thôi. Cảnh chùa lại trở về gì? Không thể nói là điều hiu quạnh quẽ được. Cảnh chùa lại trở về cái cảnh gì ạ? Thanh tịnh như mọi khi thôi. Đó, cho nên đấy, chúng ta thấy vọng duyên là ở chỗ đấy. Cho nên Đức Phật nói chúng ta muốn thoát khổ thì phải gì ạ? Đoạn cái vọng duyên ấy. Chính vì vậy cho nên Đức Phật mới xả tục xuất gia cầu đạo khổ hạnh. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở trong Tuyết Sơn, 49 ngày ngồi thiền nhập định dưới cội Bồ Đề, mới thành được vô thượng chính đẳng chính giác. Nay đem chính pháp giải thoát nói cho chúng ta nghe. Chúng ta nghe thì vui tai đấy, nhưng mà làm có làm được không? Khó lắm. Khó lắm. Kể cả người xuất gia như chúng tôi vẫn còn khó, chứ đừng nói là các quý vị ở gì, ở tại gia.
Xuất gia thì tình lưu luyến thầy trò, anh em huynh đệ, thậm chí là gì, vẫn quản vương vấn về gia đình, về bố mẹ, về người thân nữa. Thậm chí là gì, lại kết thêm cái tình thân với tín đồ Phật tử nữa, bỏ cha mẹ để đi nhận cha mẹ nuôi nữa. Có không? Có. Nhiều vị sư, nhiều vị tăng, nhiều vị ni bây giờ cha mẹ đẻ thì bỏ được, nhưng bây giờ đi tu được vài năm rồi, vì muốn có tiền để xây chùa, vì muốn có tiền để tiêu pha, cho nên thấy một vài người giàu giàu có thì kết thâm tình thâm giao, và kết là gì ạ, cha nuôi mẹ nuôi, nhận cha mẹ nuôi. Ngày xưa chúng tôi đi học ở ngoài học viện có rất nhiều những trường hợp đó, đặc biệt là mấy thầy trong miền Nam. Đây là tôi nói thật, không phải nói sai. Các thầy miền Bắc á, thì ít nhận cha mẹ nuôi hơn. Trong lớp học của tôi á, khóa 4 Học viện Phật giáo Việt Nam của chúng tôi, khóa 202 và 206 của tôi ở tại Học viện Quán Sứ á, thì có rất nhiều người nhận cha mẹ nuôi. Đặc biệt một số các quý thầy ở trong miền Nam ra miền Bắc học. Tôi nghĩ là có thể hoặc thiếu thốn tình cảm giữa thầy trò, hoặc là gì, có thể là thiếu thốn cả kinh tế nữa. Cho nên á, nhận cha mẹ nuôi để mỗi tháng nhận cái sự cung cấp và cúng dường vài ba triệu cho con nuôi là các sư. Sư mà bây giờ tự nhiên lại có cha mẹ nuôi. Sư là gì ạ? Chứ sư ở trong nhà Phật của chứ sư có nghĩa là thầy. Ở ngoài đời ấy là thầy giáo. Ở trong đạo thì thầy gì ạ? Thầy của trời, thầy của người, thầy của cả trời người, gọi là sư. Chứ sư có nghĩa là thầy. Mà chứ thầy ở đây là thầy về đạo đức, thầy về nhân cách, thầy về trí tuệ. Nếu trí tuệ không được viên mãn thì ít nhất cái đạo đức, cái nhân cách của một người xuất gia cũng phải đầy đủ để cho gì ạ? Cho xã hội, cho mọi người họ kính ngưỡng, họ tôn trọng, họ quy kính, họ có gì phát khởi niềm tin và tam bảo. Nhưng đằng này là gì? Vì một tháng vài đồng bạc mà nhận thâm tình, thâm giao, kết nghĩa cha mẹ nuôi, sai hoàn toàn. Cho nên ở đây các sư, ở các Phật tử chúng ta ở trong hội trường này, trong nhà pháp hội này, đến dự pháp hội này hoặc nghe bài giảng này, mà có ai đã từng nhận sư, một vị sư nào để làm mình làm cha nuôi hoặc mẹ nuôi, thì nay về gì phải bỏ ngay, bỏ ngay, sám hối Phật tổ, thì con đã làm sai, do vô minh con đã làm sai, nay con biết rồi, con xin sám hối, và từ nay trở đi con không gì, gì không dám nhận bất cứ một vị sư nào làm gì, làm con nuôi nữa. Vì sư là con của ai các vị biết không? Con của Phật. Con của Phật xuất gia, cạo tóc, mặc áo cà sa trên mình, thọ 250 giới là tăng, 348 giới là ni, hoặc 10 giới tỷ khiêu, 10 giới sa di tăng, hoặc 10 giới sa di ni, đó là con của Phật rồi. Nay chúng ta gì? Còn muốn là gì ạ? Ngang hàng với Phật hay sao? Mà nhận một vị gì? Mà nhận con của Đức Phật là con nuôi của gì? Của mình. Một tháng mình cung cấp vài triệu bạc mà làm con của, mà là người đẻ ra con của Phật hay sao? Không có. Sư đã mê lầm vì họ gì? Vì lòng tham. Nay chúng ta gì được học, được biết rồi thì chắc chắn không phải vì một cái gì đó, mà phải vì chính pháp để xương minh. Cho nên về thì từ nay trở đi sẽ không nhận một vị sư nào làm gì ạ? Làm con nuôi nữa. Đấy là gì? Bất kính. Đấy là sai pháp, sai với luật Phật chế. Làm như thế là gì? Cả ta với sư đều gì ạ? Có tội. Cho nên nhất định phải, ai mà đã từng làm điều đó thì phải sám hối ngay. Ngày xưa chúng tôi học ở Quán Sứ, có rất nhiều Phật tử đến đó chấp tác làm công quả và nhận sư làm con nuôi. Nhiều chứ không phải là không. Cho nên cái đây là một cái điều đáng buồn, đáng báo động đối với gì? Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta nói chung, và một số các vị sư không hiểu rõ chính pháp của Đức Phật, làm sai với giáo pháp của Đức Phật như vậy nói riêng. Và đặc biệt các Phật tử chúng ta nếu có cái điều đó thì phải bỏ ngay, phải sám hối ngay và bỏ ngay cái điều đó. Đừng kết cái vọng duyên vào gì? Vào nữa. Nay nếu chúng ta muốn thoát ly sinh tử chúng khổ, muốn vãng sinh về Tây Phương cực lạc một đời, thì tất cả những cái vọng duyên đó đều phải gì? Dần dần buông xuống. Ta nhìn cuộc đời đầy khổ đau, muốn hết luân hồi vạn kiếp sau, nay phải tu tỉnh, không tham đắm, không kết vọng duyên, thì sẽ được gì? Thì sẽ được giải thoát sinh tử ở kiếp sau mà thôi, thậm chí ngay kiếp này mà thôi. Đó, cho nên ở đây mới nói là gì? Bởi do ba nghiệp trói buộc vọng duyên,
Vì trói buộc vòng duyên cho nên á, thường chìm đắm nơi trần lao, rồi mờ mịt theo tháng gì? Tháng ngày. Các vị có hiểu không? Hiểu không? Thế ta nói từ sáng bây giờ không biết có hiểu gì không? Các Phật tử ở hội trường lớn ở bên ngoài có hiểu gì không? Tuy không nhìn thấy người người thầy bằng xương bằng thịt, nhưng mà nhìn qua màn ảnh thì cũng hoan hỉ nhá. Khổ thân đi sau thì phải ngồi ngoài thôi. Muốn ngồi trong thì tối nay ngủ lại ở đây. Sáng mai 7 giờ ngồi lên ngồi rồi thì sẽ được ngồi trong thôi nhá. Nó khổ. Các cụ ngày xưa nói rồi. Đi trước thì ngồi mâm trên, đi sau thì ngồi mâm gì? Mâm dưới. Thế thì phải thì ngồi sau thì do đi sau cho nên phải ngồi ngoài cũng hoan hỉ. Nhưng mà trong ngoài thì gì? Như nhau hết. Nhìn thấy thầy hay là chỉ nhìn qua hình ảnh cũng như nhau hết. Nếu mà người ngồi trong này nhìn thấy thầy em là được công đức nhiều hơn á, không có cái chuyện đó. Người ngồi ở đằng xa, ở đằng ngoài á, chỉ nhìn thấy gì hình ảnh của thầy qua cái màn hình thôi á, hoặc là chỉ nghe thấy tiếng thôi á, mà không được công đức bằng những người ngồi trong á, không đúng. Công đức hay không á, đều do cái tâm của chúng ta phát khởi. Nghe thấy tiếng thầy nói hoặc nhìn thấy gì hình của thầy qua hình ảnh mà chúng ta phát cái tâm bồ đề, nhất tâm để gì nghe giảng, nhất tâm để tụng kinh, nhất tâm niệm Phật, nhất tâm để hành lễ, thì công đức vô lượng, phúc báo gì không kém gì những người ngồi ở trong, không kém một mảy may, một tí ti, một vi trần nào cả, các quý vị ạ. Cho nên ngồi trong ngồi ngoài hãy cứ hoan, hãy đều hoan hỉ với nhau đi. Coi mình đi sau thì mình phải trong cái này hội trường chật rồi mình phải ngồi ngoài thôi, chứ không phải là thầy gì ạ, thầy ghét các quý vị bắt các vị ngồi ngoài. Đó, hoan hỉ cho như thế. Cho nên ở đây mới nói gì, chúng ta cởi bỏ vọng duyên, cái trói buộc các vọng duyên đó thì không bị chìm đắm nữa. Còn á không thì chúng ta cứ chìm đắm trong đó, cứ mờ mịt hết ngày này qua gì, qua tháng khác, qua năm nọ, rồi qua đời kia kiếp khác mà thôi. Cho nên á, đấy, đạo Phật là đạo giải thoát, đạo giác ngộ, đạo trí tuệ, đưa con người ta thoát ly sinh tử chúng khổ, không phải bằng cầu nguyện mà bằng gì ạ? Bằng thực hành chính ở trong tâm. Tâm mình giác ngộ, hiểu biết thì nó gì sẽ bớt khổ đau, thực hành nữa thì sẽ gì sẽ hết khổ đau. Nay chúng ta thấy bài khai thị gì, nay nếu muốn thoát ly những khổ nạn ấy, thời phải nên nhiếp chọn sáu căn. Sáu căn là gì? Mắt. Hai là gì? Tai. Ba là gì? Mũi. Bốn là gì? Lưỡi. Năm là gì? Thân thể. Và sáu là tâm gì? Tâm ý ở trong gì? Bên trong này. Ý ở đây tức là suy nghĩ của chúng ta. Đó, là ý thức của chúng ta gọi là ý. Đó, sáu căn ấy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ấy, đều phải giữ cho gì? Giữ cho trong sạch. Giữ cho nó trong sạch, giữ cho nó thanh tịnh. Và phải đối trước Tam Bảo. Đối trước Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Đối trước Tam Bảo Thánh Hiền mà cầu xin sám hối. Thái tử sám hối, nghe thì quen, đọc thì gì? Thì dễ. Nhưng mà làm thì khó. Sám có nghĩa là gì? Cái từ sám ở trong nhà Phật đó có nghĩa là bày ra. Chứ sám có nghĩa là bày ra. Bày ra cái gì? Bày ra có nghĩa là gì? Đem bày ra đối trước Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, Thánh Hiền đó, để bày ra là con, là đệ tử, tên là, pháp danh là, địa chỉ ở đâu, vân vân đó. Từ vô kỳ thỉ kiếp cho đến nay, đặc biệt là đời này kiếp này, từ khi sinh ra, do ba nghiệp thân khẩu ý, tham sân si, do sát đạo dâm vọng, do nói rời ác khẩu thêu dệt đôi chiều hung ác đó, và tham sân si ở trong tâm ý đó, nó gì? Nó huân tập, nó giấy khởi, nó tạo tác. Cho nên á, nay con gì đối trước Tam Bảo Thánh Hiền, Phật, Pháp, Tăng, con gì bày ra, con không giấu một cái gì cả. Cho nên lúc nãy thầy mới hỏi ai đã từng sát sinh thì giơ tay, thì tất cả chúng ta đều gì ạ? Giơ tay. Và ai đã từng trộm cắp? Giơ tay. Chỉ có được một số nhỏ người giơ tay. Ai đã từng tà dâm? Giơ tay.
thậm chí chẳng ai dám giơ tay vì sợ cái bà bên cạnh nó bảo gì. Nó về nó nói với ông: "Ông ơi, hôm nay tôi đi lên chùa thầy hỏi ai đã từng giơ tay, tôi thấy gì? Thấy vợ của ông giơ tay, chết cha tôi rồi." Cho nên không giơ tay, đúng không? Đó. Cái bà hàng xóm nó về nó mách cái ông chồng của mình là bà gì ạ? Có tà dâm hôm nay bà gì ạ? Giơ tay. Hoặc là ông hôm nay có tà dâm ông giơ tay, thôi thì về thôi, ngày mai thì thôi. Vẫy tay ta chào nhau, chết, nguy hiểm quá. Hai ông bà 80 tuổi còn đưa nhau ra tòa vì cái tội gì ạ? Bà lên chùa thầy hỏi có tà dâm không? Bà ấy giơ tay có nghĩa là bà ấy trộm mình, bà ấy đi làm cái việc xấu. Hoặc là ông giơ tay và ông ấy gì, 80 năm nay ông giấu tôi, cho nên gì, quyết định đâm đơn ra tòa, đường anh đi em đi. Thế thì nguy hiểm, cho nên thôi, cái đó có làm thì hiểu biết trong lòng, ăn năn sám hối trước Tam Bảo là được. Giơ tay cái đó cũng hơi nguy hiểm. Hơi nguy hiểm, cho nên cái đó thì, cho nên các vị thấy tôi có câu đấy, tôi có hỏi giơ tay không? Có không? Không, tôi chỉ hỏi sát sinh và trộm cắp thôi, còn tà dâm tôi đâu có dám hỏi. Vì nếu hỏi mà ai giơ tay thì chắc chắn cái người bên cạnh sẽ nhìn chúng ta. Và cái người đi cùng chúng ta sẽ về, sẽ báo với gì, với chồng, hay báo với vợ mình: "Chết, ông sư này là ông sư gì ạ? Phá hoại hạnh phúc gia đình của các Phật tử rồi, không được." Cho nên cái này nó rất tế nhị, cho nên tôi có hỏi giơ tay đâu. Nhưng mà chúng ta phải gì ạ? Ăn năn sám hối. Nếu có làm cái việc đó, vợ dối chồng mà đi làm việc đó, và chồng lừa vợ đi làm, dối vợ đi làm việc đó, thì nay học Phật rồi phải ăn năn sám hối, nguyện đừng bao giờ tái phạm, đừng bao giờ làm điều đó nữa. Gọi là gì? Sám là bày ra những lỗi lầm đối trước Tam Bảo, là tất cả những việc xấu về ba nghiệp thân khẩu ý của con, từ vô kỷ thì kiếp cho đến kiếp này con đã từng làm những việc ác, việc xấu rất rất nhiều như thế, nay đối trước Tam Bảo con xin gì? Sám. Có nghĩa là bày tất cả những cái lỗi trước đã làm ra, gọi là sám. Chứ hối có nghĩa là ăn năn, là hối cải và phát nguyện chừa bỏ, không làm những lỗi lầm đó tái phạm, không để những lỗi lầm đó tái phạm nữa, gọi là hối. Hai từ sám hối ở trong đạo Phật nghe thì dễ mà làm thì không dễ đâu. Tập khí của chúng sinh nhá, từ vô tỷ kiếp đến nay nó quá nhiều rồi, cho nên nói thì dễ mà giữ lễ thì rất là khó. Nhưng khó chúng ta có làm không? Phải làm. Hôm nay chưa làm được, ngày mai chúng ta nguyện làm tiếp. Năm nay chúng ta chưa làm được, năm sau chúng ta nguyện làm tiếp. Cứ nguyện làm dần, bỏ dần những tập khí xấu ác về ba nghiệp thân khẩu ý ấy. Dần dần nó khiến cho chúng ta được thanh tịnh thôi. Cho nên ở đây mới nói là gì? Giữ cho tâm ý được trong sạch đối trước Tam Bảo Thánh Hiền mà cầu xin sám hối. Khi chúng ta thành tâm sám hối thực sự, lỗi trước bày ra, lỗi sau không làm nữa, thì khiến cho gì ạ? Khiến cho tất cả những tội lỗi nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trong đời quá khứ lập tức được tiêu, lập tức được tiêu tan. Các quý vị thấy tôi lấy một cái ví dụ. Một con sông nước nó chảy gì ạ? Nó chảy từ trên thượng nguồn xuống. Nó theo cái thế dốc của gì ạ? Của một quả đồi. Ta nay muốn gì? Nếu như mà chúng ta gì ạ? Muốn có một người, muốn thấy một cái đàn cá ở trong cái gì? Cái vực này rất là nhiều, chúng ta muốn bắt nó. Thì chúng ta phải gì? Ngăn cái dòng nước ở trên, trên đầu nguồn, và lái cho nó chảy sang một gì? Một hướng khác. Nếu chúng ta thì nước ở trên vẫn cứ chảy xuống mà chúng ta lấy gì? Lấy gầu, lấy chậu mà tát cái vực đó, nó có cạn nước không các quý vị? Có cạn không? Không thể cạn. Cho nên á, muốn ngăn một gì, một đoạn sông để tát, để bắt những con cá ấy. Đây là tôi nói người nông dân một chút ha. Muốn, ví dụ như thế thôi, Phật tử chúng ta không được làm cái điều đó. Muốn ngăn một cái đoạn sông một cái, thì chúng ta thì trước tiên là phải đắp cái gì? Đắp ngăn cái dòng chảy lại. Mà ngăn cái dòng chảy đó gọi là tượng trưng cho gì? Chúng ta gì? Sám. Còn hối là gì? Hối có nghĩa là phải làm những cái việc tiếp theo nữa. Sau khi chúng ta ngăn dòng chảy thì phải tạo cho nó một cái dòng chảy khác ra bên gì? Bên cạnh. Không có nó vỡ bờ, tức nước thì sẽ vỡ gì? Vỡ bờ. Chúng ta phải tạo cho nó một cái dòng chảy mới ra bên ngoài. Và chúng ta gì? Sau cái dòng tạo dòng chảy rồi thì
cái vũng kia nó chảy lâu ngày nó xói mòn, nó sâu hơn cái, nó thành một cái vực, một cái hố một cái vực rồi, thì chúng ta muốn bắt được những con cá ở trong đó thì phải lấy chậu, lấy nước, lấy gạo để mà xì xọp để mà tát gì, tát nước đi. Và đó chính là gì, cái nỗ lực cuối cùng của chúng ta, đó chính là gì, là hối, tức là không làm những điều tội lỗi kế tiếp theo nữa. Thì chúng ta gì, tượng trưng như vậy là chúng ta gì, lấy cái chậu để tát sạch, gột sạch cái, tát sạch những cái nước còn lại trong vũng nước đó đi, thì sẽ bắt được những con gì, con cá ở trong đó thôi. Con cá ở đây là tượng trưng cho cái tâm gì, thanh tịnh của chúng ta. Cái nước ở đây, tát nước ở đây là tượng trưng cho nước gì, cái nước tham dục ở trong gì, sẵn trong tâm của chúng ta đó. Ngăn cái dòng chảy, tức là ngăn cái gì, cái tham sân si ở trong gì, trong tâm từ vô thủy kiếp của chúng ta. Tất cả đều quy về cái tâm của chúng gì, chúng ta mà thôi. Cho nên ở đây mới nói là gì, nếu chúng ta thì đối trước thánh hiền mà tam bảo thánh hiền ăn năn sám hối á, thì khiến cho nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta trong đời quá khứ lập tức được tiêu tan, và khiến cho sắc thanh hương vị xúc pháp, sắc tức là sắc chất ở bên ngoài, mắt thì thấy sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm gì, nếm vị, và thân thì chạm xúc, và ý thì cảm biết. Cho nên là khiến cho sắc thanh hương vị xúc pháp tức thời, tức là ngay bây giờ nó được thanh gì, thanh tịnh đó. Đây là bài khai thị đấy. Khai thị ở đây có dạy chúng ta phải đến chùa thì phải đóng nhiều tiền, mua nhiều lễ mới giải trừ được nghiệp chướng không? Bài khai thị có dạy chúng ta thế không? Bài khai thị chúng ta muốn giải được nghiệp thì phải mấy trăm nghìn một người để giải được nghiệp không? Không có. Không có. Cho nên giải nghiệp không phải là tiền nhiều mà giải được nghiệp, không phải lễ ca lễ to mà giải được nghiệp, mà giải nghiệp ở đây chính là gì? Phải tu tâm dưỡng tính, phải hiểu được lời dạy của Đức Phật mà tu tâm dưỡng tính, ăn năn sám hối lỗi trước và gì, chừa bỏ, không làm những lỗi sau. Đó, sám hối như vậy ba nghiệp được thanh tịnh, khiến cho gì, sắc thanh hương vì xúc pháp ở đời bây giờ cũng được thanh tịnh, quá khứ được tiêu diệt, đời này được thanh tịnh. Cho nên nói lại nữa, việc cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, khi được thanh tịnh rồi thì chúng ta phải cầu hướng đến một cái việc cao hơn, đó là cầu thoát ly sinh tử chúng khổ. Nếu không cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, chúng ta cứ mãi chìm đắm ở trong luân hồi, chìm đắm ở trong đời này và kiếp này mà thôi. Cho nên ở đây bài khai thị mới nói gì, mọi việc chúng ta gì được tốt đẹp rồi thì phải hướng đến gì, đến cái việc đó là cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, cầu được bình an. Đó, có bình, có thoát ly sinh tử chúng khổ, muốn thoát ly sinh tử chúng khổ thì trước tiên phải cầu gì, được bình an tâm, thân tâm chúng ta được bình an thì chúng ta mới gì, mới có thể làm được nhiều việc tốt hơn. Đó, tất cả những việc đó đây nói là đều nhờ vào sự trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà được như nguyện. Ở đây là gì, vì ở đây là pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm, cho nên chúng tôi mới gì, mới viết là đều nhờ vào sự trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà được như nguyện. Nhưng thực tế là gì, là trì niệm bất cứ danh hiệu Đức Phật nào, danh hiệu vị Bồ Tát nào, hoặc là gì, làm tất cả các việc thiện nào cũng đều được như nguyện cả. Chúng ta niệm thay bằng niệm Quán Âm Bồ Tát, bằng niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được như nguyện. Thay bằng niệm Quán Âm Bồ Tát, niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, niệm A Di Đà Phật, niệm Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm gì, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật cũng đều được như nguyện. Chứ không có, các vị lại nghĩ rằng gì, thế thì chỉ có niệm Quán Âm Bồ Tát thì chúng tôi niệm A Di Đà là sai à? Chúng tôi không tu tịnh độ, chúng tôi niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì không được như nguyện à? Không phải, đây là pháp tu Quán Âm Tam Thể Niệm. Cho nên chúng tôi mới ghi là niệm danh hiệu của Quán Âm Bồ Tát. Thực tế là niệm danh hiệu của bất cứ vị Phật, vị Bồ Tát nào đều được như nguyện cả. Chuyên tâm nhất trí, một lòng trì niệm danh hiệu chư Phật và Bồ Tát. Danh hiệu vị Phật Bồ Tát, chúng ta niệm một danh hiệu, nhất tâm niệm danh hiệu một vị Bồ Tát thì đồng nghĩa là chúng ta đang niệm danh hiệu của tất cả các vị Bồ Tát. Chúng ta niệm danh hiệu một vị Bồ Tát tức là niệm danh hiệu của tất cả danh hiệu các vị Phật và Bồ Tát. Nếu như nhất tâm bất loạn thì sẽ đạt đến cảnh giới tương thông như nhau, không có khác, không một chút
chướng ngại, không một chút ngăn che, không có khác một chút nào cả. Cho nên ở đây mới nói là gì? Ở đây pháp hội chúng ta pháp hội Quan Âm, cho nên chúng ta niệm danh hiệu Quan Âm. Vì đại chúng hiện tiền nơi đây, hãy nhất tâm khác miệng cùng âm, đều đối trước Thánh Dung mà cùng nhau chí tâm sám hối phát nguyện. Đây là bài gì? Khai thị thứ 6. Nói là tất cả chúng ta khác miệng. Miệng tôi có giống với miệng các ông các bà không? Nó có giống nhưng nó có phải là miệng các ông các bà không? Miệng các quý vị thiền nam thiền nữ đây không? Không. Miệng tôi đang nói, còn miệng các quý vị có vị thì đang gì? Đang lẩm nhẩm niệm Phật. Có vị thì đang ở ngoài hoặc ở dưới có mấy cụ thì có khi là ăn, đang ăn trầu, thèm trầu, có đang ăn, đang nhai trầu, nhai trộm ở trong hội trường. Đó. Tuy là khác miệng nhưng hãy cùng một âm. Một âm ở đây là gì? Một âm ở đây thì bài sau bài khái thị này thì sẽ đến bài sám hối, đúng không? Đó, cho nên khi mà bài sám hối tất cả cùng đọc sám hối thì chúng ta cùng đọc sám gì? Cái bài sám hối ấy, đó gọi là khác miệng cùng âm, đều đối trước Thánh Dung. Thánh Dung tức là hình tượng của Bồ Tát Quán Thế gì? Quán Thế Âm và các vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, hoặc là tượng Phật A Di Đà, tượng Bồ Tát Đại Thế Chí và tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Dược Sư vân vân. Đó để mà sám hối. Thánh Dung ở đây là chỉ cho gì? Tôn tượng hoặc hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm và các vị Phật Bồ Tát khác. Đó, để mà cùng nhau chí tâm sám hối phát nguyện. Đó là ý nghĩa tổng quát của bài khai thị số 6. Hết bài khai thị số 6 thì chúng ta cùng nhau để đọc bài gì? Bài văn sám hối. Xưa kia gây nên bao ác nghiệp, đều vì vô thỉ tham sân si ấy. Nhấn cho đến gì? Nhấn cho đến gì? Là Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát trong bài sám hối. Chúng ta xem kinh văn trang 60 mà chúng ta hay đọc ấy. À, đó là gì? Đó chính là đọc cái bài sám hối ấy để cảnh tỉnh tâm mình. À, để cảnh tỉnh tâm mình. Và để gì? Phát nguyện làm theo, hành theo, thực hành theo. Như cái bài sám hối chúng ta đọc ấy, thì dần dần tâm của chúng ta sẽ được thanh tịnh, mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta sẽ được thanh tịnh mà thôi. À, hôm nay thì còn 10 phút nữa thì không kịp giảng bài số 7, mai sẽ đọc giảng bài khai thị số 7. À, hôm nay là cái buổi đầu xuân năm mới, cũng là pháp hội đầu tiên của đạo tràng chúng ta. À, thì thầy mong rằng chúng ta sẽ giảng, nếu mà được thì chúng ta sẽ giảng 2 ngày đầu bằng những bài khai thị. Mỗi một pháp hội Quan Âm chúng ta sẽ giảng 2-3 bài khai thị như vậy. Còn sang ngày thứ 3 thì sẽ dành cho các Phật tử là gì? Vấn đáp. Thầy sẽ dành cho cái thời gian để các Phật tử viết câu hỏi, thầy sẽ trả lời. Hoặc rằng chúng ta sẽ, nếu mà có những câu chuyện hay trong một vài tháng qua, các Phật tử trong đạo tràng chúng ta do nghe lời thầy giảng và chúng ta về nhất tâm tu tập tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Phổ Môn vân vân đó, làm việc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, mà gặp được nhiều những cái gì ạ, cái sự thù thắng bất khả tư nghị ở trong gì, trong đạo Phật của chúng ta có những câu chuyện rất là gì ạ, là hay, những câu chuyện rất là gì, thù thắng. Ví dụ như có những trường hợp hôm rồi Phật tử lên kể với thầy là Phật tử dưới Văn Điển ấy, ở dưới đấy gọi Thanh Trì, huyện Thanh Trì, ở gần chỗ khu Văn Điển ấy, lên nói với thầy rằng có đứa con dâu của đứa con trai nó sinh mấy cô con gái rồi. Thế là vừa qua về thì nó có đầu pháp hội đầu năm, tức là pháp hội đầu năm vừa rồi á, nó lên vợ chồng gia đình lên cầu sinh con, sinh con trai. Nhưng mà về nó là gì ạ? Mang thai 5 tháng sau đi khám, bác sĩ lại bảo là gì? Lại con gái tiếp, lại con nhà người ta tiếp. Cho nên á, về thằng chồng nói gì ạ? Thằng chồng tức là thằng con trai của bà cụ ấy là gì? Chán, bỏ mặc vợ kệ, cha để ý gì nữa. Đi khám lần thứ hai, tức là sau tháng sáng thứ 5, thứ 6 rồi thì phải, tức là tháng 6 thì còn có 3 tháng là sinh thôi. Lúc đó nó rõ hết rồi, đi khám bác sĩ vẫn bảo là gì? 100% là con trai. À, con gái chứ, xin lỗi. Đấy, nói nhiều quá là hóa là thành gì ạ? Thành sai. Thế là về nó buồn quá, vợ cũng buồn, nhưng mà gì? Được mẹ động viên, mẹ chồng động viên, thôi con ạ, nghe lời thầy giảng đi,
cũng có những trường hợp đấy, ở trước đây ở chỗ gần chỗ Pháp Vân ấy, gần chỗ bến xe nước ngầm cũng có một trường hợp sinh một hai cô con gái rồi, xong rồi thì ông chồng thì cứ muốn sinh con trai, thì xong cũng trường hợp như thế, đi khám đến 3-4 tháng đi khám, bác sĩ bảo là con gái, cho nên về bà vợ với thì cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, thế thì trái rồi đến ngày đi sinh hóa lại sinh con trai. Thế thì biết đâu được nhà mình nhá, cứ tụng thì hai mẹ con mình cứ phát nguyện tụng và từ giờ không đi khám nữa, không khám nữa, và hai mẹ con cứ thế là tụng cho đến ngày đi sinh. Ra sinh tự nhiên thì đứa trẻ vừa lọt lông ra khóc oe oe chào đời, thì bác sĩ bế đứa trẻ lên là gì, ô con trai đó. Đây là những cái câu chuyện rất là gì, ly kỳ mà tôi không tin được, nhưng mà câu chuyện thì bà cụ nói rất thật thầy ạ, câu chuyện thật 100%. Thì tôi bảo thế thì mình lúc đó mới bảo là thì chắc bác sĩ thì máy lúc đó nó hỏng, cái máy vi tính, cái máy soi của người ta bị chập mạch cho nên thì nhìn đứa con trai của người ta rõ ràng là bảo con gái, thế là máy nó chập mạch thôi, thế hoan hỉ chúc mừng gia đình. Mình nói như thế để cho nó gì ạ, người ta tin vào khoa học một chút, người ta tin vào khoa học. Còn bây giờ mình là bảo là tụng kinh từ con gái biến thành con trai á, chết, người khác nó tụng mà không được nó lên là nó giết tôi mất, nó chồng nó vác dao nó đuổi tôi quanh chùa, tôi chạy không nhanh tôi vấp gốc cây nó chém tôi chết, cho nên nói như thế không được. Nhưng mà chúng ta biết trong Phật Pháp cũng có những chuyện gì ly kỳ, những chuyện gì vi diệu lắm. Hôm rồi tôi lên Tản Viên cái lễ dát vàng ấy, dát vàng tôn tượng Bồ Tát Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn ở trên điện Quan Âm Thập Nhị Diện ấy, có cái anh thanh niên chạc từng khoảng 40 tuổi, nói thanh niên thì khoảng 40 tuổi, lên nhìn thấy tôi mà thì nó lễ từ ngoài lễ vào. Hôm đấy thì trời nó là mưa lâm râm ướt mà gì, nó lễ từ ngoài luôn, nó nhìn thấy một cái là nó lễ rồi. Nó lễ từ ngoài nó lễ vào, cứ lễ xì xụp lễ đến ướt hết cả một cái vạt quần áo này như thế. Thế là vào nó khóc tu tu ra, mình mới tưởng nó vong nhập. Thì mới hỏi thôi làm sao, chú đứng dậy đi. Thế nó không đứng thì nó cứ thế nó khóc thôi. Thế hỏi nó làm sao, thì nó bảo rằng á, đời của con may mà gặp được gì, gặp được Phật Pháp, may mà gặp được thầy, không có thì con không biết con tạo ra cái tội lỗi gì nữa. Thế hỏi làm sao, cứ bình tĩnh nói đi xem nào. Nó bảo á, vợ chồng chúng con cưới nhau hơn 12 năm nay, bố mẹ chúng con gì, cả hai bên đều mong cho chúng con gì á, sớm có một đứa cháu nội, một đứa cháu ngoại, nhưng mà chúng con gì làm đủ mọi cách thì không được, đi khám đi chữa rồi chạy các nơi rồi không được, mà kể cả gì ạ, đi nhân tạo rồi á, tức là đi thụ tinh nhân tạo các thứ nào đó cũng không được, không có một chút hy vọng nào nữa, và gia đình nhà con đều gì ạ, ý là đều muốn con bỏ cô ấy và đi lấy người khác. Mà sám hối thầy là con cũng đã nghĩ đến điều đó rồi, nhưng mà may mắn là gì, con nghe được bài pháp của thầy, nghe được một cái câu chuyện mà thầy kể, là có một ở bên Vĩnh Phúc, nó nghe câu chuyện Vĩnh Phúc vợ chồng cưới nhau mười mấy năm á, xong rồi á xin nghỉ một tháng để sang đây để tụng kinh Địa Tạng mà về có mà cầu sinh con rồi sinh con á. Chúng con nghe thấy vào pháp hội đầu năm vợ chồng chúng con á sang đây cũng giữ chọn cả ba ngày, giữ chọn ba ngày, và chúng con về chúng con cũng gì, cũng nghe lời thầy, và vợ chồng chúng con á tách nhau ra mỗi người ngủ một phòng 21 ngày chuyên tụng kinh Địa Tạng. Sau 21 ngày chúng con lên chùa Tản Viên để xin nước, và về một cái thì gì, vợ con có thai. Và cách đây gì, cách đây hơn một tháng thì vợ con đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh và bụ bẫm rồi, rất là ngoan. Cho nên nay con lên con nhìn thấy thầy mà là con nhìn như là nhìn thấy Phật, cho nên thôi thầy cho con lễ thêm mấy cái nữa. Đấy, cái trường hợp này có thể gì làm chương trình Phật Pháp nhiệm màu được đấy, hơn 12 năm đó. Chúng ta thấy tâm thành, có cầu thì có cảm, có cảm thì có ứng, có ứng thì tất sẽ gì ạ, sẽ được thông. Chư Phật Bồ Tát không bỏ rơi chúng sinh, nếu như chúng ta gì ạ, nhất tâm bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm tất cả các việc thiện để gieo duyên với Tam Bảo, gieo duyên với chúng sinh, thì công đức phúc báo của chúng ta sẽ dần dần được tăng trưởng mà thôi. Đó, cho nên ở đây
chúng ta làm tất cả các công việc Phật sự ở ngôi chùa này hoặc bất cứ một ngôi chùa nào khác, chúng ta đừng bao giờ kể công. Tôi cũng vậy, tôi xây dựng 7-8 ngôi chùa rồi, nhưng tôi không được bao giờ là tôi kể công là tôi gì ạ, tôi có công với Phật. Nếu không có tôi thì những ngôi chùa đó là đổ nát, rách nát. Những ngôi chùa đó là gì? Phật Long, tường lở rồi, vân vân. Không được kể như thế. Không có ta, Phật vẫn như thế. Có chùa nó nát, Phật tượng Phật nó hư thôi, nhưng còn Phật vẫn như thế. Nhưng không có Phật á, thì ta vẫn trầm luân mãi ở trong sinh tử luân hồi khổ đau các quý vị. Cho nên á, chúng ta phải gì ạ? Tri ân Phật, cảm ơn Đức Phật đã xuất hiện ở nơi đời, vì chúng sinh mà xuất hiện nơi đời, vì chúng sinh khổ nạn mà xuất hiện ở nơi đời để thuyết pháp độ sinh, giúp cho chúng ta hiểu được chính pháp, phá mê khai ngộ, bỏ dần những khổ đau tham ái tham dục chồng chất ở thế gian, mà hướng tới gì? Cái tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh và gì ạ, ý nghĩ thanh tịnh, để cho tiến tới cái đạo quả giải thoát vô thượng bồ đề, thành tựu viên mãn cái quả Phật trong tương lai của chúng ta đó. Cho nên đây thì chúng ta phải thầm cảm ơn Phật, chứ đừng nghĩ rằng chúng ta mang ơn đến cho Phật, có chúng ta mới có chùa, mới có tượng Phật, mới có vân vân thế này thế khác. Có người ta gì, người ta đọc thấy những cái thông tin đạo tràng chúng ta xây dựng một đại tượng A Di Đà Phật vừa bình thế giới lớn nhất Đông Nam Á, để làm chỗ quy thú, chỗ tu tập cho đại chúng, không chỉ một đời này, không chỉ một năm này, một trăm năm này, mà hàng nghìn năm sau. Họ đọc thấy cái thông tin là gì? Chúng ta vừa đạo tràng, chúng ta vừa qua phát tâm để thỉnh ở mấy viên ngọc để tạc bốn pho tượng Thích Ca, Di Đà, Quán Âm và Di Lặc, tạo thành một tượng gì ạ? Tượng tứ chấn bằng gì ạ? Bằng phần ngọc thờ bốn ngôi chùa của đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam của chúng ta, đó là chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Quất Lâm và chùa Quan Âm. Đó, chùa Quan Âm ở Hòa Bình, ở Kỳ Sơn Hòa Bình, các Phật tử cúng đất rồi. Nhưng tới đây nếu mà đủ duyên, mà chính quyền lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, các sở ban ngành, ủy ban dân tỉnh Hòa Bình á, mà đồng ý á, thì cái ngôi chùa đó sẽ đặt là chùa Quan Âm, thì pho tượng Quan Âm sẽ thờ đó. Thì ở đây sẽ là phía đông, chùa Quan Âm sẽ là phía tây, chùa Quất Lâm sẽ là phía nam, còn chùa Tản Viên sẽ là phía gì? Phía bắc, đông tây nam bắc, mà ở gì, chung quanh cái núi tổ, quanh chung quanh cái tổ sơn của Việt Nam chúng ta. Đây cũng gì, về mặt tâm linh nó có ý nghĩa rất lớn, chúng ta không thể giải thích được. Về xã hội hoặc là về phong thủy tâm linh nó có ý nghĩa rất lớn, tôi không thể giải thích bằng với các quý vị bằng lời nói được, không thể giải thích, không thể ai giải thích được, tôi không thể giải thích được và tất cả chúng ta không ai giải thích được. Nhưng nó có ý nghĩa rất lớn, ý nghĩa rất lớn, không chỉ cho Phật giáo Việt Nam mà còn cho dân tộc đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng có người họ đọc thấy cái tin đó, họ nói là gì? Ở thời buổi bây giờ, sư chỉ đi xây chùa to Phật lớn, đem cái tiền đó mà làm gì ạ? Mà xây một cái trường học hay là xây một cái cầu cho người nghèo đi, có phải công đức hơn không? Họ đâu có hiểu. Một cái pho tượng này, tôi xây một cái trường học, các quý vị biết, tôi xây một cái, nếu mà đem cái số tiền đấy xây trường học, tôi vận động xây một cái trường học như vậy, các Phật tử cũng chúng ta có hoan hỷ để đóng đủ một cái trường học đó không? Có thể có, nhưng phải rất lâu, đúng không? Vì cái phúc báo của họ, đạo tràng của chúng ta trong suốt từ khi thành lập cho đến nay, năm nào chúng ta cũng làm thiện, cũng làm việc thiện, xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ những người nghèo. Tới đây là hướng tới năm nay là chúng ta sẽ xây trường học, chúng ta có xây trường học năm nay, năm nay sẽ có quỹ từ thiện xây trường học. Ví dụ là trích tất cả những cái khoản quỹ của các cháu ở câu lạc bộ bán hàng lưu niệm, tất cả các ngôi chùa chúng ta, các cháu ở trong câu lạc bộ thanh niên Phật tử Hương Tử Bi bán hàng lưu niệm đó, tất cả các tiền lãi đều đem lại để làm từ thiện. Và cái quán cơm chay của đạo tràng của câu lạc bộ Hương Tử Bi đó, mở ra đó cũng là chỉ để dành làm từ thiện. Các Phật tử đến đó để làm công đức, làm từ thiện. Vừa qua thầy nghe mấy Phật tử nói rằng ăn không ngon, nhưng mà tiền thì đắt. Thế thôi, hôm thầy cũng chấn chỉnh rồi, bảo các Phật tử vì sao ăn không ngon,
vì có một người làm bếp, có mỗi cô Bích, cô Phát Tâm, cô làm bếp thôi. Cho nên ngày Tết các Phật tử chúng ta đến thì đông quá, một mình cô ấy nấu không xuể, cho nên á bảo mấy ông thợ làm tượng ra để nấu gì? Nấu bếp khổ cái thân tôi. Mấy cái ông thợ đi làm tượng này nó ra nó đứng nó làm đầu bếp thì làm sao mà ăn ngon được? Một mình cô ấy nấu không xuể, cho nên mấy ông thợ như là bác Luân này, bố sư ông Hạnh này đi ra để vào để đứng bếp. Phát Tâm làm công quả mà. Rồi ông gì nhỉ, ông Bình này cũng ở xưởng tượng, ở bảo vệ, ở tổ bảo vệ đi ra để làm bếp. Rồi mẹ sư ông Tâm này cũng phát tâm lên để gì, để nấu bếp. Một bà thợ may bây giờ đi làm đầu bếp bất đắc dĩ thì làm sao mà nó ngon được. Cho nên mấy Phật tử kêu với tôi là thầy ơi, quán chay từ thiện của nhà chùa ấy mở ra, cái thứ nhất là ăn không ngon, cái thứ hai là gì ạ, đồ ăn ít quá, chỗ thì cái thì nhiều cái thì ít, có người thì nhiều có người thì ít, có người thì kêu ngon có người thì ăn bảo là không ngon thế nào á, mang mất uy tín lắm, mà có khi lại bán là gì còn đắt hơn ở ngoài nữa. Nhưng mà vì làm từ thiện cho nên thầy nói làm từ thiện cho nên chúng con hoan hỉ thôi. Cái này thì tôi thì hôm qua tôi chấn chỉnh rồi, tôi bảo cô Bích là thôi à, cái quán chay từ thiện của mình đặt ra hai mục đích. Mục đích thứ nhất là hướng cho các Phật tử gì biết ăn chay, thích ăn chay và thường ăn chay, cho nên nó phải nấu cho gì ạ, nó vừa vặn và nó phải ngoan miệng vào họ mới thích ăn chay. Không có lần đầu tiên họ đến chùa lễ Phật, đặc biệt là các anh các chị gì, thanh niên trẻ trẻ lần đầu tiên họ ăn chay trong đời mà thấy ăn chay như thế này á, ăn chay như thế này các cụ có cái bài hát là gì ạ, ai bao ăn chay là khổ, ăn chay ngon lắm đó. Nhưng mà bây giờ nói gì, tôi thấy ăn chay rất khổ, ăn chay không ngon tí nào, thế thì chết rồi đúng không? Đó, thế là hỏng. Và lần sau nó nhìn thấy gì, nó nhìn thấy một ngôi chùa nào nó lại nghĩ đến chuyện ăn chay của chùa Khai Nguyên rất là khó ăn và rất là tồi tệ, như vậy là nó còn dám ăn chay nữa không? Con muốn ăn chay không? Nó có thử ăn chay không? No. Đó, cho nên tối hôm qua thầy phải chấn chỉnh luôn. Cái mục đích đầu tiên của gì, thầy cho mở cái quán ăn chay, cho các Phật tử mở quán ăn chay đó để là gì, cho người ta hướng Phật tử, hướng thiện nam tín nữ biết ăn chay, thích ăn chay, từ chỗ biết ăn chay nhá, xong thì ăn nó thấy ngon miệng mà, và nó thích gì, thích ăn chay, và từ thích ăn chay nó tiến lên một bước nữa, đó là thường ăn gì, thường ăn chay. Mục đích đầu tiên là như thế. Xong với mục đích thứ hai đó là gì, họ ăn chay, họ biết quán chay này là quán chay làm từ thiện, cho nên thì họ phát tâm, họ không có tính toán thì cái chuyện đắt rẻ cả, nhưng mà thôi cũng vừa phải thôi, họ không có, họ lại bảo là nhà chùa chặt chém, chết, mang tiếng thầy, đầu tư xây dựng nhà cửa các thứ vào đấy 400-500 triệu từ Tết tới giờ, bảo bán mới được có được gần 200 triệu cả gốc cả lãi, đầu tư cho nhà cửa rồi tất cả son nồi chảo bát vân vân gần 500 triệu vào đó, mà từ Tết cả gần tháng riêng này mà báo mới được gần 200 triệu à, tất cả gốc cả lãi đó. Thế mà tính ra thì tôi cứ cho là lãi thì được 7-8, được 50% là 70-80 triệu hoặc là 80-90 triệu đi, ăn thua gì chưa? Chưa ăn thua gì cả. Nhưng điều quan trọng là gì? Là cái tiền đó, là cái tiền gì ạ? Các Phật tử hoan hỉ, họ được ăn chay, thích ăn chay và thường ăn chay, họ đóng góp cái tiền đó để mình làm gì? Làm công quả. Mình góp sức để xây trường từ thiện cho các em ở vùng cao. Vừa qua thì thầy thông qua các Phật tử trên Điện Biên là giờ đã tìm được ngôi trường rồi, và sang tháng 3, đầu tháng 2 âm lịch này, đạo tràng chúng ta sẽ cử người lên đó để thị sát, đi thực tế, và được thì đầu tháng 3 chúng ta sẽ khởi công xây một cái ngôi trường cấp 2 cho các em, có hơn 400 em học sinh, nhưng mà chỉ có 8 lớp học thôi. Các vị thấy 400 người có 8 lớp học, mà mỗi lớp học chỉ có được 50 em, bình thường là có 35 em thôi, nhưng mà bây giờ phải ngồi 50 em rồi, phải học cả sáng, cả trưa và cả gì, cả chiều. Một cái xã, một cái huyện mới thành lập của tỉnh Điện Biên. À, và cái xã đó cũng mới được tách ra năm ngoái, cho nên nó chưa có điều kiện kinh tế. Và thầy đã quyết định là sẽ cho người lên đó để thăm, để xây dựng cái trường cấp 2 đó, khoảng được chục phòng học cho các em, nó đỡ khổ. À, và hàng ngày á, mình xây cái trường đó xong mình không được bỏ họ, mà mình là để gì ạ? Cái quỹ hàng ngày đó, hàng tháng, hàng năm đó mình dành cho những các em, cấp học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, để động viên bà con các dân tộc
ở vùng cao, vùng sâu như thế, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng họ có công là gì? Giữ nước, giữ biên cương, giữ biên ải của Tổ quốc cho chúng ta ở dưới thành phố này được hòa bình, được thịnh trị, được tu tập như thế này, là một phần nhờ ơn gì? Ơn Đảng, ơn nhà nước, ơn các chiến sĩ bộ đội, các chiến sĩ biên phòng, các chiến sĩ công an, an ninh, vân vân. Và một phần là nhờ ơn những bà con ở các dân tộc đầu sóng ngọn gió và ở nơi biên địa Tổ quốc của chúng ta. Họ không trực tiếp cầm súng, cầm gì, cầm vũ khí để bảo vệ Tổ quốc, nhưng họ cầm cày, cầm cuốc, cầm dao rửa để gì? Để giữ cái bờ cõi biên cương Tổ quốc của chúng ta. Cho nên chúng ta được bình yên ở đây phải nhớ tới họ. Làm để động viên gì? Động viên họ. Học sinh nghèo mà họ vượt khó, học sinh giỏi, chúng ta sẽ cấp học bổng cho các em đó gì? Đi học hết cấp 2, cấp 3, thậm chí vào đại học. Gia đình không có điều kiện nuôi các em nó thi đỗ đại học, chúng ta chỉ cung cấp 4 năm học đại học cho các em nó ra trường, gửi về địa phương, huyện. Chúng ta phải có cả một chương trình làm việc với huyện, với tỉnh của họ, phải chiêu dụ nhân tài. Bà con dân tộc thiểu số vùng cao mà thi đỗ đại học, học xong đại học về huyện phải gì ạ? Phải tạo công ăn việc làm cho con em địa phương họ. Và như vậy là gì? Chúng ta làm việc theo cả một cái chuỗi từ thiện, chứ không phải là chúng ta xây ngôi trường bỏ mặc họ, không đoán hỏi gì đến họ nữa. Đó. Nói nôm na xã hội gọi là cái đạo tràng, chúng ta xây một ngôi trường nào, chúng ta kết nghĩa với ngôi trường đó. À, kết nghĩa chứ không phải là gì ạ? Nhận làm con nuôi hay là bố nuôi nhá. Kết nghĩa để hướng cái gì? Cái điều tốt đẹp, chân thiện mỹ cho gì? Cho giới trẻ, cho các bạn trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương của Tổ quốc của chúng ta. Chúng ta hướng đến cái điều đó. Cho nên họ đọc thế tin, họ trách chúng ta là nếu đem một cái gì, mấy cái viên ngọc đó mà xây cái ngôi trường. Xin thưa vì nếu mà xây ngôi trường, nó chỉ được một ngôi trường thôi. Nhưng khi chúng ta xây một pho tượng lớn, xây một đạo tràng lớn, rồi có những cái pho tượng quý như vậy để làm cái phương tiện, trước là để cúng dường Phật, sau là phương tiện để cho các Phật tử thập phương quy tụ hướng về, thì khi đó các vị đấy, tôi không chỉ xây một ngôi trường, 2-3 năm nữa, 5-10 năm nữa, chúng ta có thể xây được gì? 10 ngôi trường, thậm chí nhiều hơn gì? Nhiều hơn thế nữa. Không chỉ xây được 10 ngôi trường mà chúng ta còn gì? Còn duy trì cùng với Đảng, nhà nước, các cấp chính quyền ở vùng sâu vùng xa đó, chúng ta còn duy trì và phát triển cái ngôi trường đó thành cái ngôi trường, một ngôi trường có tương lai cho các em học sinh nghèo vùng sâu vùng xa. Chúng ta thấy không? Cái tầm nhìn quan trọng, người ta nói là hơn nhau ở cái gì? Ở cái đầu. Chúng ta cho một bữa cơm thì họ ăn hết một bữa cơm là xong. Nhưng chúng ta chỉ dạy cho cái nghề thì họ sẽ gì ạ? Giống như các cụ ngày xưa chúng ta nói, cho con cá thì ăn hết con cá là hết, như cho cái cần câu. Sao đây các quý vị? Cho cái cần câu, dạy cho cách câu thì là gì? Họ câu gì? Không chỉ được một con cá mà được rất nhiều con cá. Nhưng hôm nay chúng ta gì? Muốn xây được nhiều ngôi trường trong tương lai thì hôm nay chúng ta phải gì? Phải xây một ngôi chùa, xây một đạo tràng, xây một chốn tu tập, phải nói là gì? Nó quy mô, nó thu hút được đông đảo tín đồ Phật tử quy kính Tam Bảo và hướng về đã. Thì khi đó lời nói của tôi mới hiểu triệu được gì? Hàng trăm nghìn, hàng trăm người, hàng nghìn người, hàng vạn người. Muốn làm việc lớn thì một vài người có làm được không? Không làm được. Một đạo tràng nhỏ chỉ có vài trăm Phật tử có làm được không các quý vị? Không làm được. Mà phải vài nghìn, vài chục nghìn, thậm chí hàng vạn Phật tử mới có làm được những việc lớn, có thể làm việc lớn đó. Cho nên họ chỉ trích, họ nói chúng ta thì thôi cứ kệ họ đi. Chúng ta cứ giữ thái độ gì? Mặc nhiên, không giải thích, không tranh cãi. Nhưng đây là tôi nói với các Phật tử thôi, để chúng ta vững cái lòng tin. Thì chúng ta không giải thích với họ. Những người như thế là gì? Chúng ta nói là não của họ chỉ có bằng cái ngón tay út thôi. Thì làm sao họ hiểu được cái việc làm của những cái người não bằng gì ạ? Bằng cái gì? Bằng cái nắm tay. Cái não của con cá thần bơn làm sao to bằng não của cái con cá gì? Con cá heo và con cá gì? Con cá kình được, đúng không? Đó, cho nên chúng ta phải biết điều đó thôi. Cái tùy duyên, họ nói thì nói, chúng ta cứ giữ thái độ bình thản. Quan trọng nhất chúng ta làm lại cái gì? Xây lên một ngôi chùa, hoặc là xây lên một đạo tràng lớn, xây lên pho tượng lớn, hoặc xây lên nhiều pho tượng lớn để làm gì? Nếu xây lên với mục đích là để thu lợi dưỡng, để cho bản thân mình nhé, thì quả thật là không nên, 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 thì quả thật là không nên.
thì quả thật là không nên, thì quả thật là không nên. Bàn luận trống rỗng vô ích, quỷ thần tính nợ. Lại nói về sư tỷ Trương Thẩm ở Vũ Phong, là một vị đệ tử Tam Bảo đầy đủ trí huệ. Vào 8 năm trước, mới nghe Phật Pháp đã trồng được hạt giống kim cang trong ruộng thức thứ 8. Về sau, đầy đủ chánh tri, chánh kiến. Tin Phật chưa được mấy tháng, lại có một lần, ở trong cảnh giới nửa tỉnh nửa mê, tranh biện cùng với quỷ lớn quỷ nhỏ, nguy hiểm chút nữa là bị quỷ đánh chết tươi rồi. Nguyên là A Thẩm, lúc trước khi chưa tin Phật, từng bị bệnh 3 năm, không có ngày nào không chích thuốc, uống thuốc. Ở Vũ Phong 9 năm trước, còn chưa có một ngôi miếu thần nào hay một ngôi chùa nào, chỉ có một ngôi miếu chung của dân rất nhỏ, thờ cúng một bài vị thần chủ bằng ván. A Thẩm vì cầu cho bệnh được mau khỏi, không khỏi cầu thần, cầu quỷ phò hộ. Tự mình thường hay mang giấy tiền vàng mã đến lễ lạy, cầu thần ông phù hộ sức khỏe của bà sớm được bình an vô sự. Nhưng cầu liên tiếp mấy năm vẫn cứ như thế. Đến năm thứ 48, ban hoằng pháp của nữ ở Liên Xã đến cơ sở hoằng pháp tại Vũ Phong. A Thẩm được nghe pháp vị như được uống nước cam lồ, như được của báu. Từ đó hai thời khóa sớm tối rất thành khẩn, không gián đoạn. Đối với ngôi miếu chung của dân kia cũng không còn đi nữa. Biết được tự thân họ, tức thần, còn không cứu được, làm sao có thể cứu người. Cho nên sau khi A Thẩm tin Phật, sức khỏe liền dần dần hồi phục mạnh khỏe. Có một hôm, vị Lâm Thái Thái là bạn tri kỷ tốt, đến muốn A Thẩm dẫn bà ta đi cúng vái ngôi miếu chung của dân kia. A Thẩm liền cùng đi bái với bà ta. Bà Lâm lễ xong nói: "Hôm nay chúng ta quên mua tiền vãng sanh và giấy vàng mã rồi." A Thẩm nói: "Đốt giấy vàng và tiền vãng sanh làm cái gì? Bạn không nên mê tín. Nếu như cần đốt tiền vãng sanh, chi bằng niệm vài chú vãng sanh bố thí cho họ còn hay hơn." A Thẩm gần như nói chơi thôi, rồi cũng không niệm chú vãng sanh. Thắp hương lễ xong, ai về nhà nấy. Đến tối vào lúc nửa đêm nửa hôm, A Thẩm như tỉnh mà không phải tỉnh, như mộng mà không phải mộng. Bỗng nhiên nhìn thấy mấy con quỷ đến nói với bà ta: "Đại vương của chúng tôi muốn mời bà đi nói chuyện." A Thẩm hỏi nó: "Đại vương các ngươi là ai? Ta không đi." Mấy con quỷ kia cũng chẳng nói lý lẽ gì, không đi thì cưỡng bức lôi đi, lôi đến ngôi miếu chung của dân kia. Thấy trước miếu đứng rất nhiều người, nam nữ lớn bé. Chính giữa ngồi một vị quỷ, thân thể to lớn, mặt mày hung ác. Mấy con quỷ nhỏ kêu A Thẩm quỳ xuống. A Thẩm trong lòng linh cơ sáng suốt, liền to tiếng nói rằng: "Ta là đệ tử Tam Bảo, Phật Pháp vô biên, các ngươi quỷ đạo chúng sanh, còn phải cần đến Phật Pháp cứu giúp cho các ngươi nữa là." Lời nói chưa dứt, ông đại vương kia nổi giận xung thiên lớn tiếng quát rằng: "Lôi nó ra đánh chết tươi nó đi, nó dám nói lớn lối lại không cho chúng ta tiền vàng." Đang lúc cả một bầy quỷ ra tay sắp đánh bà ta, A Thẩm nói: "Không sợ nhà ngươi đâu, ta thỉnh Bồ Tát lại." Tức thời chắp tay xưng niệm: "Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát." Niệm hết thảy chưa đến 10 tiếng, trên hư không hiện ra một hình tượng bạch y Quán Thế Âm Bồ Tát. Tay phải cầm bình cam lồ, tay trái cầm nhành dương liễu, đạp mây mà xuống. A Thẩm xem thấy rất rõ ràng, bầy quỷ lớn nhỏ kia thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát đều quỳ xuống hết, đầu mặt đập xuống đất. Khi đó A Thẩm vẫn cứ lớn tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó chồng của A Thẩm là cư sĩ Trần Nhiên Trụ nghe tiếng vợ mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát quá lâu, nghĩ chắc là nằm thấy quái mộng gì rồi, liền kêu A Thẩm thức dậy. A Thẩm thức dậy liền đem cảnh giới trong mộng tranh biện cùng với quỷ kể cho cả nhà nghe. Nếu như không biết niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, có lẽ tiêu mạng rồi, âm dương vĩnh viễn cách biệt. Câu chuyện trên đây cũng là tự miệng A Thẩm nói với tôi. Tục ngữ có câu: bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Thánh nhân cũng có nói: kính quỷ thần mà xa họ ra.
Xin khuyên chư vị là đệ tử của Phật, ngàn vạn lần trở nên tự khoe mình hay giỏi. Nó giỡn chơi với quỷ thần, nếu lâm vào tình trạng giống như A Thẩm, trong mộng biết niệm thánh hiệu Bồ Tát thì không sao, còn như công phu chưa đến thì tự rước lấy phiền toái vào thân rồi. Có một câu chuyện thương tâm ở trong miền Nam cách đây 2-3 năm trước. Đó là ông bố có thằng con nó hay hư, nó hay đi chơi bời cờ bạc rượu chè với đám bạn xấu. Bố dạy nhiều quá không được, tức quá rồi, không biết làm kiểu nào. Thế một hôm á, ông đi làm về thì ông lại thấy gì, cả một đám bạn bè con trai con gái ở trong nhà đang tụ tập, đang làm để gì, nó đang làm đồ ăn ở trong bếp cùng với đám bạn bè để gì, hôm đấy là ngày sinh nhật của nó. Ông bố về thấy thế tức quá, làm nó chạy đi làm, thức ăn để sẵn trong tủ, mọi cái nó lấy ra nó ăn với nhau, nó lại còn cười đùa hố với nhau nữa, bực mình quá đi thôi. Cho nên gì, ông bố vào gì, chửi đuổi, chửi nó thẳng cánh cò bay luôn ở ngay trước mặt đám bạn bè của nó, và nguyền rủa nó, chửi nó bới nó. Nhưng mà gì, nó thằng cu ấy gì, tuy nó lêu lổng, nó chơi bời nhưng mà gì, nó cũng chưa đến nỗi là ác dám đánh lại bố nó. Nó có cái thôi nhưng mà gì, chưa dám đánh lại bố nó. Cho nên bố nó gì, chửi đuổi hết đám bạn bè của nó trong ngày sinh nhật của nó. Người ta tế nhị thì có khi lại bảo được nó. Cho nên nguyền rủa nó, đuổi hết đám bạn nó, rồi nguyền rủa nó, thề bồi nó vào, chửi nó đến những cái lời gì, cái lời mà độc ác nhất, không còn cái gì để nói nữa. Nó tức quá, nó lên phòng, nó đấm sòng cửa vào gì, vào trong phòng nó gì, nó ở. Và ông cứ nghĩ là thôi nó ở trong phòng. Qua đêm sáng ngày hôm sau, mọi khi thấy gì, nó ra cửa phòng không thấy đâu, cũng đi làm. Về vẫn thấy gì, nó đóng cửa phòng, không nói gì. Đến chiều tối vẫn thấy đóng cửa phòng. Và đến ngày hôm sau ông thấy lạ quá. Ông đi làm ông gì, vẫn thấy nó đóng cửa phòng, không thấy nó ăn cơm, phần cơm không thấy nó ăn. Và đến trưa đi làm về ông gì, ông đi làm ông thấy sốt ruột, nóng ruột quá ông đi về. Về ông vẫn thấy cửa phòng, ông gọi cửa không thấy đâu, ông đạp cửa. Và đi vào thì các vị biết cái gì không? Ông nguyền rủa, ông thề nó bảo gì, mày như thế gì, mày uống thuốc độc hay mày treo cổ, mày chết đi cho gì, cho rồi. Và đấy là gì, ông có thằng con trai duy nhất, và ông nguyền rủa nó như thế. Và ngay đêm hôm đó quả thật là nó gì, nó tức lên, nó không thể nào có con đường nào nữa, và đúng là nó đã treo cổ, nó chết ngay cái đêm hôm đó. Mà đến tận đêm hôm sau, qua đến ngày hôm sau nữa thì ông mới gì, phát hiện ra thằng con trai duy nhất của mình bị lời nguyền rủa của ông bố đã treo cổ tự tử, và đã chết từ lúc nào không hay biết. Đó, chúng ta thấy cái lời nói ác nó có thể gì, hại mạng sống của một gì, một người khác hoặc nhiều người khác như thế. Cho nên người tu hành chúng ta muốn được cát bảo bình an, muốn được cát tường như ý, phúc lộc thọ suốt cả năm á, thì những lời nói gì, nói dối, nói trêu diệt, nói lưỡi đôi chiều và nói lời hung ác đó, đừng có nói và đừng có làm những cái điều đó. Rồi đấy là nghiệp về gì, về khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp ngoài cái gì, cái lời nói ác đó, chúng ta còn hay thích ăn gì, thích ăn ngon. Mà ăn ngon tức là tạo gì, tạo nghiệp. Ăn ngon tức là tạo nghiệp đó các quý vị. Mà tạo nghiệp bây giờ cái nghiệp nó đổ ngay trước mắt đó. Cứ ăn nhiều thịt, nhiều cá, nhiều các loại sơn hào hải vị vào á, nhẹ thì bị bệnh gì ạ, bệnh gút, hoặc là bệnh gì, bệnh béo phì, hoặc là bệnh máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, rồi các thứ trong lục phủ ngũ tạng sẽ bị bệnh. Nặng thì bị bệnh ung gì, ung thư đường ruột, ung thư phổi, ung thư đủ các thứ ở trong gì, trong ngũ tạng, lục phủ ngũ tạng của chúng ta. Đấy là gì, do nghiệp về thích ăn ngon đó. Mà nông dân chúng ta bây giờ, người Việt Nam chúng ta bây giờ ăn uống sinh ra bệnh là nhiều lắm. Vì đại đa số các thức ăn của chúng ta bây giờ chiếm đến 70-80% là dính đến các loại hóa gì ạ, hóa chất độc hại. Đó, chúng ta thấy. Cho nên các Phật tử chúng ta ăn uống bây giờ cũng phải vừa thôi. Đó, đấy là nghiệp về khẩu. Là khẩu họa. Cái họa gì ạ? Từ khẩu mà gì mà vào vậy? Tức cái họa đó từ miệng chúng ta mà nó tới vậy, nó vào vậy. À, nghiệp về khẩu, còn nghiệp ý. Ý thì Đức Phật
nói ở trong kinh, và đây chúng tôi dẫn ra lời Phật nói trong kinh, ý thì thường khởi gì ạ? Tham sân si, đó là ba nghiệp về ý, là tham sân si. À, ý thì thường khởi tham sân si, nặng lòng tham ái. Tham ái ở đây tức là gì ạ? Ái ở đây tức là gì? Chữ ái có nghĩa là yêu. Yêu ở đây không phải là cái tình yêu đồng thể, mà ta cái tình yêu ở đấy là cái tình yêu gì ạ? Tình yêu cá nhân, tình yêu vị kỷ, tình yêu chỉ muốn cho bản thân mình thôi, chứ còn mọi người thì mặc cha chúng gì? Chúng nó. Thế là hỏng rồi. Còn tình yêu của Đức Phật, tình yêu của các vị Bồ Tát dành cho tất cả chúng sinh thì nó là gì? Là khác. Tình yêu của người cha, người mẹ dành cho con, hoặc tình yêu người con dành cho cha mẹ, nó gì? Nó khác. Tình yêu của chúng ta dành cho chúng sinh, dành cho đồng loại á, khi chúng ta biết học Phật, biết nuôi lớn tâm tử bi á, nó gì? Nó khác. Đó. Còn cái tình yêu vị kỷ thường là đem đến cho chúng ta sự đau gì? Đau khổ. Các quý vị thấy một anh một chị nào đó thất tình chưa? Thôi chẳng nói anh chị nào, nói ngay chúng ta ngày xưa có ai ở trong đây đã từng thất tình, tôi giơ tay xem nào. À, đây có mấy cái tay này. Đó. Có đau khổ không? Những người thất tình ở trong này ngày xưa đã từng thất tình, có đau khổ không? Thế cái tình nó làm sao, chúng ta có nhìn thấy hình tướng nó thế nào không? Không thấy. Ta yêu một ai đó, ta thương một ai đó, muốn sở hữu một ai đó, một người nào đó, một vật nào đó, vân vân, nhưng mà không đạt được như ý nguyện của mình, chúng ta đau khổ. Mà đau khổ về thất tình nhá, thì ăn không muốn ăn, uống không muốn uống, ngủ không muốn ngủ, mà chỉ muốn gì? Chỉ muốn khóc, và chỉ muốn gì? Muốn chết thôi. Cho nên chúng ta mới thấy thỉnh thoảng mới thấy có người nhảy từ tầng 15, tầng 20, tầng 30, nó vẫn gì ạ? Vẫn lao ra, nó nhảy xuống vì tội thất gì? Vì cái chuyện thất tình lục dục vậy. Cho nên á, đấy gọi là tình yêu vị kỷ. Cái tình yêu đó là tình yêu gì? Cá nhân. Mà tình yêu vị kỷ cá nhân nó sẽ đem đến cái nhân của nó là không chính, không thật, cho nên sẽ đem đến sự đau khổ lớn hơn là sự an vui. Hôm nay có thể chúng ta đạt được, chúng ta tạm thời an vui, chúng ta lấy được một người chúng ta yêu, chúng ta gì? Rất vui. Cho nên ngày cưới của cái đôi tình nhân đi đến với nhau, ngày cưới đó gọi là cái ngày gì nhỉ? Ngày gì? Song gì? Song hỷ, tiếng Hán gọi là song hỷ. Ngày Việt Nam chúng ta gọi là ngày gì? Ngày vui. Cho nên ngày tiệc cưới đó gọi là tiệc vui, tiệc mừng. Nhưng mà 5, 10, 2, 3, 4, 50 năm sau, thậm chí 100 năm sau, từ khi cưới có được 100 năm không? Mấy người cưới sau khi cưới chung sống được với nhau 100 năm có không? Ít lắm. 2, 3, 40 năm, 50 năm là cùng thôi. 6, 70 năm là cùng thôi. 70 năm trước chúng ta yêu nhau, chúng ta vui, chúng ta cưới được nhau, chúng ta vui. 70 năm sau chúng ta gì? Đường anh đi, anh đi. Đường em đi, em đi. Nhớ nhung cũng chẳng có gì, đúng không? Lúc đấy chẳng có cái gì nữa. Nếu mà anh đi trước á, thì anh đi. Em đi trước á, thì em đi. Chúng ta có đi theo được không? Có vào trong quan tài để nằm theo anh ấy được không? Hoặc có vào trong quan tài để nằm theo em ấy được không? Không. Mà thậm chí đến lúc đó đi xem, ông thầy nó bảo là trùng tang trùng phục, lập tức bảo thằng con trai, đứa con gái, đứa con dâu, đứa con rể là gì, mày đi gọi ngay ông thầy phù thủy đến đây để làm gì ạ? Làm bùa trấn yểm, đừng cho ông về, ông bắt cả nhà mình đi đấy. Đau chưa? Nếu là ông của 70 năm trước, bà ấy nói rằng á, anh là cái gì? Là tất cả cuộc đời của em hay là gì? Em là tất cả cuộc đời của anh. Chúng ta nguyện nó hơi kiếm hiệp một chút đúng không? Nguyện không sống cùng ngày, không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Chúng ta nguyện chung sống cùng nhau đầu bạc răng long. Nguyện gì? Cùng chết cùng nhau, cùng tháng, cùng ngày, cùng năm. Bố nó chứ nó có chết đâu. 70 năm trước nó hứa như thế, 70 năm sau nó đi dùng bùa dùng chú, nó dán đầy vào trong quan tài, đầy cửa nhà, đầy ở ngoài mộ gì? Vì nó sợ chúng ta về gì? Về bắt nó đi. Chúng ta thấy bội bạc chưa? Bội bạc chưa? Bội bạc rồi.
Bây giờ nếu có xuống ở dưới âm phủ thì chúng ta lúc đó chỉ là lất thất lều thều mà gì. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn mà thôi. Lúc đó chỉ có hát bài đời tôi cô đơn thôi. Đó. Không còn gì nữa. Đó chúng ta thấy. Đó. Tình yêu. Vị kỷ. Nó chỉ theo nhau một thời gian nhất định nào đó thôi. Không có gì là trường cửu, không có gì là bền lâu và không có gì là mãi mãi cả. Cho nên ở đây mới nói là gì? Nhân của nó không thật thì nó sẽ đem đến sự đau khổ trong tương lai. 70 năm trước chúng ta gì? Hứa hẹn với nhau đầu bạc răng long không bao giờ thay đổi. Mấy năm sau nó đã đi cắm sừng mình rồi. Có không? Cho nên nhiều bà vợ đến đây mà nói thì bà vợ trẻ trẻ đến đây nói: Thầy ơi, chồng của con có đồng nào nó mang đi cho gái hết rồi. Đấy. Thầy làm sao có cái chú thì không để cho con gì, để con lấy chồng con về với. Khổ thân. Tôi có cái chú gì đâu. Cái bắt đền ông sư là phải có cái chú gì để cho thầy lôi chồng về cho con. Khổ thân. Ngài bảo ngày xưa gì, mắt nhắm mắt mở không chọn cho nó kỹ vào, không tìm hiểu cho kỹ vào. Đúng không? Thế chúng ta đi tìm hiểu chứ. Có phải tôi tìm hiểu đâu, vào đây bây giờ đến bắt đền tôi. Cứ bảo thầy có cái chú gì không thì cho con chú mà cái cho chồng con nó về với con. Con người đến phải chú chứ vợ con nó về với con nó là thôi nó không thương con, thôi nó thương gì hai đứa con nhỏ. Thế có cái trường hợp năm ngoái đến như thế. Bà vợ bà cắm sừng ông chồng và bà đi với thằng khác. Thế ông chồng đau khổ quá đến đây bảo là con không muốn sống nữa. Con muốn tự tử nhưng mà lại thương đấy hai đứa con nhỏ, một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi. Giờ con mà chết thì ông bà nội thì cũng chết rồi. Ông bà ngoại thì bảo rằng á, chúng mày đẻ nó ra chúng mày đi mà lo. Thế bây giờ nó đi, nó cắm sừng đi với thằng khác rồi. Con bây giờ con tự tử con chết thì hai đứa con ai nuôi. Cho nên nó đau khổ quá con chỉ muốn chết thôi. Thế hỏi là ngày xưa, thế thì bố mẹ tìm hiểu cho hay là hai anh chị tự tìm hiểu nhau? Và ngày xưa chúng con thì làm sinh viên yêu nhau thì 4 năm trời tìm hiểu nhau. Sau khi học xong đi làm 2 năm chúng con mới cưới nhau. Tức là 6 năm yêu nhau, tìm hiểu rất kỹ rồi. Nhưng mà chúng ta thấy không, 6 năm trời đã kỹ chưa? Chưa kỹ. Kết quả sống với nhau 6-7 năm sau, cô ấy thấy một người khác phong độ hơn, đẹp trai hơn, ga lăng hơn. Cô ấy vẫn bỏ ông chồng của mình để đi gì? Đi với một người con trai khác. Cho nên những cái tình yêu của thế gian của chúng ta không có gì là bền lâu, không có gì trường cửu cả. Đời này chúng ta có thể nguyện yêu thương nhau đến đầu bạc răng long đến 100 năm, nhưng đời sau chúng ta hẹn là gì? Đời đời kiếp kiếp sinh ra đều nguyện được chung sống bên nhau. Nhưng mà cái nghiệp của chúng ta tạo nó không cho chúng ta được như nguyện. Đời nay chúng ta làm vợ làm chồng, đời sau có thể lại làm gì ạ? Là người dâng nước lã. Đấy. Có đây các quý vị. Nhân quả Đức Phật nói có cái điều đó. Cho nên á, ở đây chúng ta nếu mà cứ si mê nặng, chấp trước vào cái gì, cái tình ái của thế gian, từ chúng ta buộc ràng lấy cái sợi dây đau khổ chặt, cột chặt vào chúng ta mà thôi. Cột chặt, từ chúng ta cột chặt lấy nó mà thôi. Cho nên á, ở đây ở trong bài khai thị mới nói gì? Bởi do ba nghiệp trói buộc vọng duyên. Ba nghiệp ở đây là gì? Thân khẩu ý của chúng ta lúc nãy nói đó. Thân thì ba nghiệp là sát, đạo, dâm. Khẩu thì 4 là vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng, thiệt, ác khẩu đó. Ý thì ba nghiệp là tham, sân, si, cộng là thành 10 nghiệp ác. Đó. 10 nghiệp ác do ba nơi là thân, khẩu, ý của chúng ta tạo tác đó. Là nói gì? Bởi do ba nghiệp trói buộc vọng duyên. Nó bị trói buộc bởi đâu? Bởi các vọng duyên. Vọng duyên ở đâu mà ra? Ở đây các cụ, các ông, các bà mà 70 rồi, 60 rồi thì hãy nhìn gì? Nếu các cụ 60 thì hãy nhìn về 40, 42 năm trước. Vọng duyên từ đâu mà sinh ra? Cô kia áo thấm chỉ hồng, mắt xanh môi đỏ, tóc dài ngang lưng. Anh nhìn, anh thấy gì? Anh thấy thương thương. Đêm về nằm mộng vẫn vương trong lòng. Đấy, kiểu như thế. Cho nên thì cô kia thì gì? Thấy anh gì? Xinh đẹp, ga lăng, phong độ, tài ba hơn người. Vừa nhìn em thấy gì? Anh tươi. Đấy, kiểu như thế. Cho nên gì?
trong lòng sao xuyến, rụng rời chân tay. Nó kiểu như thế. Cho nên bây giờ chúng ta mới gì? Chúng ta mới, chính vì ngày đó chúng ta nhìn thấy như thế, vì vậy mới gì? Ồ, đẹp trai ha, phong độ ha, nói năng ha, cái gì cũng được. Đấy, đấy, nó mới kết vào cái, do thấy cái vọng duyên nó mới kết vào. Cho nên bây giờ thì có những cụ đấy nói rồi, thầy ơi con khổ quá, biết thế ngày xưa con không lấy chồng nữa, con đi gì? Con đi tu. Thế nó bảo ơ được, bây giờ đi tu đi. Nhưng mà thầy ơi, bây giờ con mà đi tu ông ấy không cho con đi. Ông ấy bắt con phải ở nhà để gì, nấu cơm để hầu hạ cho ông ấy. Khổ lắm, có bỏ được đâu. Miệng thì nói như thế thôi, nhưng bỏ được thì khó lắm. Bằng chứng ấy tôi đã chứng minh cho các vị sau 3 ngày nữa, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nghìn, 10 nghìn người ở đây gì, đều về với ông với bà hết. Bà thì về với ông, ông thì về với gì? Với bà. Ông bà thì về với con cháu, mà con cháu thì về với gì? Với ông bà. Để lại mấy thầy chùa với nhau ở đây thôi. Đó, minh chứng cho các vị 3 hôm nữa. Các vị cứ lên đây mà xem. Hôm nay thì gì ạ? Hội trường đầy người như thế, sau 3 hôm nữa lên đây mà xem. Bóng chùa quạnh vắng, mỗi thiền tăng. Trên chùa thì chỉ có gì ạ? Có Phật. Dưới bếp thì có mấy sư, và mấy góc thì có mấy thầy thế thôi. Cảnh chùa lại trở về gì? Không thể nói là điều hiu quạnh quẽ được. Cảnh chùa lại trở về cái cảnh gì ạ? Thanh tịnh như mọi khi thôi. Đó, cho nên đó, đấy, chúng ta thấy vọng duyên là ở chỗ đấy. Cho nên Đức Phật nói chúng ta muốn thoát khổ thì phải gì ạ? Đoạn cái vọng duyên ấy. Chính vì vậy cho nên Đức Phật mới xả tục xuất gia cầu đạo khổ hạnh. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở trong Tuyết Sơn, 49 ngày ngồi thiền nhập định dưới cội Bồ Đề mới thành được vô thượng chính đẳng chính giác. Nay đem chính pháp giải thoát nói cho chúng ta nghe. Chúng ta nghe thì vui tai đấy, nhưng mà làm có làm được không? Khó lắm. Khó lắm. Kể cả người xuất gia như chúng tôi vẫn còn khó, chứ đừng nói là các quý vị ở gì, ở tại gia. Xuất gia thì tình lưu luyến thầy trò, anh em huynh đệ, thậm chí là gì, vẫn còn vương vấn về gia đình, về bố mẹ, về người thân nữa. Thậm chí là gì, lại kết thêm cái tình thân với tín đồ Phật tử nữa, bỏ cha mẹ đẻ đi nhận cha mẹ nuôi nữa. Có không? Có. Nhiều vị sư, nhiều vị tăng, nhiều vị ni bây giờ cha mẹ đẻ thì bỏ được, nhưng bây giờ đi tu được vài năm rồi, vì muốn có tiền để xây chùa, vì muốn có tiền để tiêu pha, cho nên thấy một vài người giàu giàu có gì, kết thâm tình thâm giao, và kết là gì ạ? Cha nuôi mẹ nuôi, nhận cha mẹ nuôi. Ngày xưa chúng tôi đi học ở ngoài học viện có rất nhiều những trường hợp đó, đặc biệt là mấy thầy trong miền Nam. Đây là tôi nói thật, không phải nói sai. Các thầy miền Bắc á, thì ít nhận cha mẹ nuôi hơn. Trong lớp học của tôi á, khóa 4 học viện Phật giáo Việt Nam của chúng tôi, khóa 202 và 206 của tôi ở tại học viện Quán Sứ á, thì có rất nhiều người nhận cha mẹ nuôi. Đặc biệt một số các quý thầy ở trong miền Nam ra miền Bắc học. Tôi nghĩ là có thể hoặc thiếu thốn tình cảm với thầy trò, hoặc là gì, có thể là thiếu thốn cả kinh tế nữa. Cho nên á, nhận cha mẹ nuôi để mỗi tháng nhận cái sự cung cấp và cúng dường vài ba triệu cho con nuôi là các sư. Sư mà bây giờ tự nhiên lại có cha mẹ nuôi, sư là gì ạ? Chứ sư ở trong nhà Phật của cho chứ sư có nghĩa là thầy, ở ngoài đời ấy là thầy giáo, ở trong đạo thì thầy gì ạ? Thầy của trời, thầy của người, thầy của cả trời người, gọi là sư. Chứ sư có nghĩa là thầy. Mà chứ thầy ở đây là thầy về đạo đức, thầy về nhân cách, thầy về trí tuệ. Nếu trí tuệ không được viên mãn thì ít nhất cái đạo đức, cái nhân cách của một người xuất gia cũng phải đầy đủ để cho gì ạ? Cho xã hội, cho mọi người họ kính ngưỡng, họ tôn trọng, họ quy kính, họ có gì phát khởi niềm tin và tam bảo. Nhưng đằng này là gì? Vì một tháng vài đồng bạc mà nhận thâm tình, thâm giao, kết nghĩa cha mẹ nuôi, sai hoàn toàn. Cho nên ở đây các sư, ở các Phật tử chúng ta ở trong hội trường này, trong nhà pháp hội này, đến dự pháp hội này hoặc nghe bài giảng này, mà có ai đã từng nhận sư, một vị sư nào để làm mình làm cha nuôi hoặc mẹ nuôi,
thì nay về gì phải bỏ ngay, bỏ ngay, sám hối Phật tổ thì con đã làm sai, do vô minh con đã làm sai, nay con biết rồi, con xin sám hối và từ nay trở đi con không gì, gì không dám nhận bất cứ một vị sư nào làm gì, làm con nuôi nữa. Vị sư là con của ai các vị biết không? Con của Phật. Con của Phật xuất gia, cạo tóc, mặc áo cà sa trên mình, thọ 250 giới là tăng, 348 giới là ni, hoặc 10 giới tỷ khiêu, 10 giới sa di tăng, hoặc 10 giới sa di ni, đó là con của Phật rồi. Nay chúng ta gì? Còn muốn là gì ạ? Ngang hàng với Phật hay sao? Mà nhận một vị gì? Mà nhận con của Đức Phật là con nuôi của gì? Của mình. Một tháng mình cung cấp vài triệu bạc mà làm con của, mà là người đẻ ra con của Phật hay sao? Không có. Sư đã mê lầm vì họ gì? Vì lòng tham. Nay chúng ta gì được học, được biết rồi thì chắc chắn không phải vì một cái gì đó, mà phải vì chính pháp để xương minh. Cho nên về thì từ nay trở đi sẽ không nhận một vị sư nào làm gì ạ? Làm con nuôi nữa. Đấy là gì? Bất kính. Đấy là sai pháp, sai với luật Phật chế à. Làm như thế là gì? Cả ta với sư đều gì ạ? Có tội. Cho nên nhất định phải, ai mà đã từng làm điều đó thì phải sám hối ngay. Ngày xưa chúng tôi học ở quán sứ, có rất nhiều Phật tử đến đó chấp tác làm công quả và nhận sư làm con nuôi. Nhiều chứ không phải là không à. Cho nên cái đây là một cái điều đáng buồn, đáng báo động đối với gì? Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta nói chung, và một số các vị sư không hiểu rõ chính pháp của Đức Phật, làm sai với giáo pháp của Đức Phật như vậy nói riêng. Và đặc biệt các Phật tử chúng ta nếu có cái điều đó thì phải bỏ ngay, phải sám hối ngay và bỏ ngay cái điều đó. Đừng kết cái vọng duyên vào gì? Vào nữa. Ngay nếu chúng ta muốn thoát ly sinh tử chúng khổ, muốn vãng sinh về Tây Phương cực lạc một đời, thì tất cả những cái vọng duyên đó đều phải gì? Dần dần buông xuống. Ta nhìn cuộc đời đầy khổ đau, muốn hết luân hồi vạn kiếp sau, nay phải tu tỉnh, không tham đắm, không kết vọng duyên, thì sẽ được gì? Thì sẽ được giải thoát sinh tử ở kiếp sau mà thôi, thậm chí ngay kiếp này mà thôi. Đó, cho nên ở đây mới nói là gì? Bởi do ba nghiệp trói buộc vọng duyên, vì trói buộc vọng duyên cho nên thường chìm đắm nơi trần lao, rồi mờ mịt theo tháng gì? Tháng ngày. Các vị có hiểu không? Hiểu không? Thế ta nói từ sáng bây giờ không biết có hiểu gì không? Các Phật tử ở hội trường lớn ở bên ngoài có hiểu gì không? Tuy không nhìn thấy người thầy bằng xương bằng thịt, nhưng mà nhìn qua màn ảnh thì cũng hoan hỉ nhá. Khổ thân đi sau thì phải ngồi ngoài thôi. Muốn ngồi trong thì tối nay ngủ lại ở đây. Sáng mai 7 giờ ngồi lên ngồi rồi thì sẽ được ngồi trong thôi nhá. Nó khổ. Các cụ ngày xưa nói rồi, đi trước thì ngồi mâm trên, đi sau thì ngồi mâm gì? Mâm dưới. Thế thì phải thì ngồi sau thì do đi sau cho nên phải ngồi ngoài cũng hoan hỉ. Nhưng mà trong ngoài thì gì? Như nhau hết. Nhìn thấy thầy hay là chỉ nhìn qua hình ảnh cũng như nhau hết. Nếu mà người ngồi trong này nhìn thấy thầy em mà được công đức nhiều hơn á, không có cái chuyện đó. Người ngồi ở đằng xa, ở đằng ngoài á, chỉ nhìn thấy gì? Hình ảnh của thầy qua cái màn hình thôi á, hoặc là chỉ nghe thấy tiếng thôi á, mà không được công đức bằng những người ngồi trong á, không đúng. Công đức hay không á, đều do cái tâm của chúng ta phát khởi. Nghe thấy tiếng thầy nói, hoặc nhìn thấy gì? Hình của thầy qua hình ảnh, mà chúng ta phát cái tâm bồ đề, nhất tâm để gì? Nghe giảng, nhất tâm để tụng kinh, nhất tâm niệm Phật, nhất tâm để hành lễ, thì công đức vô lượng, phúc báo gì? Không kém gì những người ngồi ở trong, không kém một mảy may, một tí ti, một vi trần nào cả các quý vị ạ. Cho nên ngồi trong ngồi ngoài hãy cứ hoan, hãy đều hoan hỉ với nhau đi. Cái mình đi sau thì mình phải, trong cái này hội trường chật rồi mình phải ngồi ngoài thôi, chứ không phải là thầy gì ạ, thầy ghét các quý vị bắt các vị ngồi ngoài à, hoan hỉ cho như thế. Cho nên ở đây mới nói gì? Chúng ta cởi bỏ vọng duyên, cái trói buộc các vọng duyên đó thì không bị chìm đắm nữa. Còn á, không thì chúng ta cứ chìm đắm trong đó, cứ mờ mịt hết ngày này qua gì? Qua tháng khác, qua năm nọ, rồi qua đời kia kiếp khác mà thôi. Cho nên á, đấy,
Đạo Phật là đạo giải thoát, đạo giác ngộ, đạo trí tuệ, đưa con người ta thoát ly sinh tử chúng khổ, không phải bằng cầu nguyện mà bằng gì ạ? Bằng thực hành chính ở trong tâm. Tâm mình giác ngộ, hiểu biết thì nó gì sẽ bớt khổ đau, thực hành nữa thì sẽ gì sẽ hết khổ đau. Nay chúng ta thấy bài khái thị gì? Nay nếu muốn thoát ly những khổ nạn ấy, thời phải nên nhiếp chọn sáu căn. Sáu căn là gì? Mắt. Hai là gì? Tai. Ba là gì? Mũi. Bốn là gì? Lưỡi. Năm là gì? Thân thể. Và sáu là tâm gì? Tâm ý ở trong gì? Bên trong này. Ý ở đây tức là suy nghĩ của chúng ta. Đó, là ý thức của chúng ta gọi là ý. Đó, sáu căn ấy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ấy đều phải giữ cho gì? Giữ cho trong sạch, giữ cho nó trong sạch, giữ cho nó thanh tịnh. Và phải đối trước Tam Bảo. Đối trước Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Đối trước Tam Bảo Thánh Hiền mà cầu xin sám hối. Thay từ sám hối nghe thì quen, đọc thì gì? Thì dễ, nhưng mà làm thì khó. Sám có nghĩa là gì? Cái từ sám ở trong nhà Phật đó có nghĩa là bày ra. Chứ sám có nghĩa là bày ra. Bày ra cái gì? Bày ra có nghĩa là gì? Đem bày ra đối trước Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, Thánh Hiền đó, để bày ra là con, là đệ tử, tên là, pháp danh là, địa chỉ ở đâu, vân vân đó. Từ vô kỳ thỉ kiếp cho đến nay, đặc biệt là đời này kiếp này, từ khi sinh ra, do ba nghiệp thân khẩu ý tham sân si, do sát đạo dâm vọng, do nói rời ác khẩu thêu diệt đôi chiều hung ác đó, và tham sân si ở trong tâm ý đó, nó gì? Nó huân tập, nó giấy khởi, nó tạo tác. Cho nên á, nay con gì đối trước Tam Bảo Thánh Hiền, Phật, Pháp, Tăng, con gì bày ra, con không giấu một cái gì cả. Cho nên lúc nãy thầy mới hỏi ai đã từng sát sinh thì giơ tay, thì tất cả chúng ta đều gì ạ? Giơ tay. Và ai đã từng trộm cắp, giơ tay. Chỉ có được một số nhỏ người giơ tay. Ai đã từng tà dâm, giơ tay. Thậm chí chẳng ai dám giơ tay, vì sợ cái bà bên cạnh nó bảo gì, nó về nó nói với ông ơi, hôm nay tôi đi lên chùa thầy hỏi ai đã từng giơ tay, tôi thấy gì, thấy vợ của ông giơ tay, chết cha tôi rồi. Cho nên không giơ tay, đúng không? Đó. Cái bà hàng xóm nó về nó mách cái ông chồng của mình là bà gì ạ, có tà dâm, hôm nay bà gì ạ, giơ tay. Hoặc là ông hôm nay có tà dâm, ông giơ tay, thôi thì về thôi, ngày mai thì thôi. Vẫy tay ta chào nhau, chết, nguy hiểm quá. Hai ông bà 80 tuổi còn đưa nhau ra tòa vì cái tội gì ạ? Bà lên chùa thầy hỏi có tà dâm không? Bà ấy giơ tay có nghĩa là bà ấy trộm mình, bà ấy đi làm cái việc xấu. Hoặc là ông giơ tay và ông ấy gì? 80 năm nay ông giấu tôi, cho nên gì? Quyết định đâm đơn ra tòa, đường anh đi em đi. Thế thì nguy hiểm, cho nên thôi, cái đó có làm thì hiểu biết trong lòng, ăn năn sám hối trước Tam Bảo là được. Giơ tay cái đó cũng hơi nguy hiểm. Hơi nguy hiểm, cho nên cái đó thì, cho nên các vị thấy tôi có câu đấy, tôi có hỏi giơ tay không? Có không? Không, tôi chỉ hỏi sát sinh và trộm cắp thôi, còn tà dâm tôi đâu có dám hỏi. Vì nếu hỏi mà ai giơ tay thì chắc chắn cái người bên cạnh sẽ nhìn chúng ta, và cái người đi cùng chúng ta sẽ về, sẽ báo với gì, với chồng, hay báo với vợ mình, chết, ông sư này là ông sư gì ạ? Phá hoại hạnh phúc gia đình của các Phật tử rồi, không được. Cho nên cái này nó rất tế nhị, cho nên tôi có hỏi giơ tay đâu. Nhưng mà chúng ta phải gì ạ? Ăn năn sám hối. Nếu có làm cái việc đó, vợ dối chồng mà đi làm việc đó, và chồng lừa vợ đi làm, dối vợ đi làm việc đó, thì nay học Phật rồi phải ăn năn sám hối, nguyện đừng bao giờ tái phạm, đừng bao giờ làm điều đó nữa. Gọi là gì? Sám là bày ra những lỗi lầm đối trước Tam Bảo, là tất cả những việc xấu về ba nghiệp thân khẩu ý của con, từ vô kỷ thì kiếp cho đến kiếp này con đã từng làm những việc ác, việc xấu rất rất nhiều như thế. Nay đối trước Tam Bảo con xin gì? Sám có nghĩa là bày tất cả những cái lỗi trước đã làm ra, gọi là sám. Chứ hối có nghĩa là ăn năn, là hối cải và phát nguyện chừa bỏ, không làm những lỗi lầm đó tái phạm, không để những lỗi lầm đó tái phạm nữa, gọi là hối. Hai từ sám hối ở trong đạo Phật nghe thì dễ,
mà làm thì không dễ đâu. Tập khí của chúng sinh á, từ vô tỷ kiếp đến nay á, nó quá nhiều rồi, cho nên á, nói thì dễ mà giữ lễ thì rất là khó. Nhưng khó chúng ta có làm không? Phải làm. Hôm nay chưa làm được, ngày mai chúng ta nguyện làm tiếp. Năm nay chúng ta chưa làm được, năm sau chúng ta nguyện làm tiếp. Cứ nguyện làm dần, bỏ dần những tập khí xấu ác về ba nghiệp thân khẩu ý ấy. Dần dần nó khiến cho chúng ta được thanh tịnh thôi. Cho nên ở đây mới nói là gì? Giữ cho tâm ý được trong sạch đối trước Tam Bảo Thánh Hiền mà cầu xin sám hối. Khi chúng ta thành tâm sám hối thực sự, lỗi trước bày ra, lỗi sau không làm nữa, thì khiến cho gì ạ? Khiến cho tất cả những tội lỗi nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trong đời quá khứ lập tức được tiêu tan. Các quý vị thấy tôi lấy một cái ví dụ. Một con sông nước nó chảy gì ạ? Nó chảy từ trên thượng nguồn xuống. Nó theo cái thế dốc của gì ạ? Của một quả đồi. Ta nay muốn gì? Nếu như mà chúng ta gì ạ? Muốn có một người, muốn thấy một cái đàn cá ở trong cái gì? Cái vực này rất là nhiều, chúng ta muốn bắt nó. Thì chúng ta phải gì? Ngăn cái dòng nước ở trên. Trên đầu nguồn là phải lái cho nó chảy sang một gì? Một hướng khác. Nếu chúng ta nước ở trên vẫn cứ chảy xuống mà chúng ta lấy gì? Lấy gầu, lấy chậu mà tát cái vực đó, nó có cạn nước không các quý vị? Có cạn không? Không thể cạn. Cho nên á, muốn ngăn một gì? Một đoạn sông để tát, để bắt những con cái. Đây là tôi nói người nông dân một chút ha. Muốn, ví dụ như thế thôi. Phật tử chúng ta không được làm cái điều đó. À, muốn ngăn một cái đoạn sông một cái thì chúng ta thì trước tiên là phải đắp cái gì? Đắp ngăn cái dòng chảy lại, mà ngăn cái dòng chảy đó gọi là tương trưng cho gì? Chúng ta gì? Sám. Còn hối là gì? Hối có nghĩa là phải làm những cái việc tiếp theo nữa. Sau khi chúng ta ngăn dòng chảy thì phải tạo cho nó một cái dòng chảy khác ra bên gì? Bên cạnh, không có nó vỡ bờ, tức nước thì sẽ vỡ gì? Vỡ bờ, chúng ta phải tạo cho nó một cái dòng chảy mới ra bên ngoài. Và chúng ta thì sau cái dòng tạo dòng chảy rồi thì cái vũng kia nó chảy lâu ngày nó xói mòn, nó sâu hơn cái, nó thành một cái vực, một cái hố một cái vực rồi, thì chúng ta muốn bắt được những con cá ở trong đó thì phải lấy chậu, lấy nước, lấy gầu để mà xì xọp để mà tát gì, tát nước đi. Và đó chính là gì? Cái nỗ lực cuối cùng của chúng ta đó chính là gì? Là hối, tức là không làm những điều tội lỗi kế tiếp theo nữa. Thì chúng ta gì? Tượng trưng như vậy là chúng ta thì lấy cái chậu để tát sạch, gột sạch cái, tát sạch những cái nước còn lại trong vũng nước đó đi, thì sẽ bắt được những con gì? Con cá ở trong đó thôi. Con cá ở đây là tượng trưng cho cái tâm gì? Thanh tịnh của chúng ta. Cái nước ở đây, tát nước ở đây là tượng trưng cho nước gì? Cái nước tham dục ở trong gì? Sẵn trong tâm của chúng ta. Đó. Ngăn cái dòng chảy tức là ngăn cái gì? Cái tham sân si ở trong gì? Trong tâm từ vô thủy kiếp của chúng ta. Tất cả đều quy về cái tâm của chúng gì? Chúng ta mà thôi. Cho nên ở đây mới nói là gì? Nếu chúng ta thì đối trước Thánh Hiền mà Tam Bảo Thánh Hiền ăn năn sám hối á, thì khiến cho nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta trong đời quá khứ lập tức được tiêu tan, và khiến cho sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc tức là sắc chất ở bên ngoài. Mắt thì thấy sắc, tai thì nghe âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm gì? Nếm vị, và thân thì chạm xúc, và ý thì cảm biết. Cho nên là khiến cho sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tức thời, tức là ngay bây giờ nó được thanh gì? Thanh tịnh. Đó, đây là bài khai thị đấy. Khai thị ở đây có dạy chúng ta phải đến chùa thì phải đóng nhiều tiền, mua nhiều lễ mới giải trừ được nghiệp chướng không? Bài khai thị có dạy chúng ta thế không? Bài khai thị chúng ta muốn giải được nghiệp thì phải mấy trăm nghìn một người để giải được nghiệp không? Không có. Cho nên giải nghiệp không phải là tiền nhiều mà giải được nghiệp, không phải lễ ca lễ to mà giải được nghiệp, mà giải nghiệp ở đây chính là gì? Phải tu tâm dưỡng tính, phải hiểu được lời dạy của Đức Phật mà tu tâm dưỡng tính, ăn năn sám hối lỗi trước và gì chừa bỏ, không làm những lỗi sau. Đó, sám hối như vậy ba nghiệp được thanh tịnh,
khiến cho gì sắc thanh hương vì xúc pháp ở đời bây giờ cũng được thanh tịnh, quá khứ được tiêu diệt, đời này được thanh tịnh. Cho nên nói lại nữa, việc cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, khi được thanh tịnh rồi thì chúng ta phải cầu hướng đến một cái việc cao hơn, đó là cầu thoát ly sinh tử chúng khổ. Nếu không cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, chúng ta cứ mãi chìm đắm ở trong luân hồi, chìm đắm ở trong đời này và kiếp này mà thôi. Cho nên ở đây bài khai thị mới nói gì, mọi việc chúng ta gì được tốt đẹp rồi thì phải hướng đến gì, đến cái việc đó là cầu thoát ly sinh tử chúng khổ, cầu được bình an. Đó, có bình, có thoát ly sinh tử chúng khổ. Muốn thoát ly sinh tử chúng khổ thì trước tiên phải cầu gì, được bình an. Tâm thân tâm chúng ta được bình an thì chúng ta mới gì, mới có thể làm được nhiều việc tốt hơn. Đó, tất cả những việc đó đây nói là đều nhờ vào sự trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà được như nguyện. Ở đây là gì, vì ở đây là pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm, cho nên chúng tôi mới gì mới viết là đều nhờ vào sự trì niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà được như nguyện. Nhưng thực tế là gì, là trì niệm bất cứ danh hiệu Đức Phật nào, danh hiệu vị Bồ Tát nào, hoặc là gì, làm tất cả các việc thiện nào cũng đều được như nguyện cả. Chúng ta niệm thay bằng niệm Quán Âm Bồ Tát, bằng niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được như nguyện. Thay bằng niệm Quán Âm Bồ Tát, niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, niệm A Di Đà Phật, niệm Thích Ca Mâu Ni Phật, niệm gì Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật cũng đều được như nguyện. Chứ không có, các vị lại nghĩ rằng gì, thế thì chỉ có niệm Quán Âm Bồ Tát thì chúng tôi niệm A Di Đà là sai à? Chúng tôi không tu tịnh độ, chúng tôi niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì không được như nguyện à? Không phải, đây là pháp tu Quán Âm Tam Thể Niệm. Cho nên chúng tôi mới ghi là niệm danh hiệu của Quán Âm Bồ Tát. Thực tế là niệm danh hiệu của bất cứ vị Phật, vị Bồ Tát nào đều được như nguyện cả. Chuyên tâm nhất trí, một lòng chỉ niệm danh hiệu chư Phật và Bồ Tát. Danh hiệu vị Phật Bồ Tát, chúng ta niệm một danh hiệu, nhất tâm niệm danh hiệu một vị Bồ Tát thì đồng nghĩa là chúng ta đang niệm danh hiệu của tất cả các vị Bồ Tát. Chúng ta niệm danh hiệu một vị Bồ Tát tức là niệm danh hiệu của tất cả danh hiệu các vị Phật và Bồ Tát. Nếu như nhất tâm bất loạn thì sẽ đạt đến cảnh giới tương thông như nhau, không có khác, không một chút chướng ngại, không một chút ngăn che, không có khác một chút nào cả. Cho nên ở đây mới nói là gì, ở đây pháp hội chúng ta pháp hội Quan Âm, cho nên chúng ta niệm danh hiệu Quan Âm. Vì đại chúng hiện tiền nơi đây, hãy nhất tâm khác miệng cùng âm, đều đối trước thánh dung mà cùng nhau trí tâm sám hối phát nguyện. Đây là bài gì, khai thị thứ 6. Nói là tất cả chúng ta khác miệng. Miệng tôi có giống với miệng công các bà không? Nó có giống nhưng nó có phải là miệng công các bà không? Miệng các quý vị thiền nam thiền nữ đây không? Không. Miệng tôi đang nói, còn miệng các quý vị, có vị thì đang gì? Đang lầm nhầm niệm Phật. Có vị thì đang ở ngoài hoặc ở dưới có mấy cụ thì có khi lại đang ăn trầu, thèm trầu, có đang ăn, đang nhai trầu, nhai trộm ở trong hội trường. Đó. Tuy là khác miệng nhưng hãy cùng một âm. Một âm ở đây là gì? Một âm ở đây thì bài sau bài khái thị này thì sẽ đến bài sám hối, đúng không? Đó, cho nên khi mà bài sám hối tất cả cùng đọc sám hối thì chúng ta cùng đọc sám gì? Cái bài sám hối ấy, đó gọi là khác miệng cùng âm, đều đối trước thánh dung. Thánh dung tức là hình tượng của Bồ Tát Quán Thế gì? Quán Thế Âm và các vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, hoặc là tượng Phật A Di Đà, tượng Bồ Tát Đại Thế Chí và tượng Phật Thích Ca, tượng Phật Dược Sư vân vân. Đó để mà sám hối. Thánh dung ở đây là chỉ cho gì? Tôn tượng hoặc hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm và các vị Phật Bồ Tát khác. Đó, để mà cùng nhau trí tâm sám hối phát nguyện. Đó là ý nghĩa tổng quát của bài khai thị số 6. Hết bài khai thị số 6 thì chúng ta cùng nhau để đọc bài gì? Bài văn sám hối. Xưa kia gây nên bao ác nghiệp, đều vì vô thỉ tham sân si ấy. Nhấn cho đến gì? Nhấn cho đến gì? Là Nam Mô Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát trong bài sám hối. Chúng ta xem kinh văn trang 60 mà chúng ta hay đọc ấy. Đó là gì? Đó chính là đọc cái bài sám hối ấy để cảnh tỉnh tâm mình. Để cảnh tỉnh tâm mình. Và để gì? Phát nguyện làm theo, hành theo, thực hành theo. Như cái bài sám hối chúng ta đọc ấy, thì dần dần tâm của chúng ta sẽ được thanh tịnh, mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta sẽ được thanh tịnh mà thôi. Hôm nay thì 10 phút nữa
thì không kịp giảng bài số 7, mai sẽ đọc giảng bài khai thị số 7. Hôm nay là cái buổi đầu xuân năm mới, cũng là pháp hội đầu tiên của đạo tràng chúng ta. Thì thầy mong rằng chúng ta sẽ giảng, nếu mà được thì chúng ta sẽ giảng hai ngày đầu bằng những bài khai thị. Mỗi một pháp hội Quan Âm chúng ta sẽ giảng 2-3 bài khai thị như vậy. Còn sang ngày thứ ba thì sẽ dành cho các Phật tử là gì? Vấn đáp. Thầy sẽ dành cho cái thời gian để các Phật tử viết câu hỏi, thầy sẽ trả lời. Hoặc rằng chúng ta sẽ, nếu mà có những câu chuyện hay trong một vài tháng qua, các Phật tử trong đạo tràng chúng ta do nghe lời thầy giảng và chúng ta về nhất tâm tu tập tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Phổ Môn vân vân đó, làm việc thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, mà gặp được nhiều những cái gì ạ, cái sự thù thắng bất khả tư nghị ở trong gì, trong đạo Phật của chúng ta có những câu chuyện rất là gì ạ, là hay, những câu chuyện rất là gì, thù thắng. Ví dụ như có những trường hợp hôm rồi Phật tử lên kể với thầy là Phật tử dưới Văn Điển ấy, dưới đấy gọi Thanh Trì, huyện Thanh Trì, ở gần chỗ khu Văn Điển ấy, lên nói với thầy rằng có đứa con dâu của đứa con trai, nó sinh mấy cô con gái rồi. Thế là vừa qua về thì nó có đầu pháp hội đầu năm, tức là pháp hội đầu năm vừa rồi á, nó lên vợ chồng gia đình lên cầu sinh con, sinh con trai. Nhưng mà về nó lại gì ạ? Mang thai 5 tháng sau đi khám, bác sĩ lại bảo là gì? Lại con gái tiếp, lại con nhà người ta tiếp. Cho nên á, về thằng chồng nói gì ạ? Thằng chồng tức là thằng con trai của bà cụ ấy là gì? Chán, bỏ mặc vợ kệ, cha để ý gì nữa. Đi khám lần thứ hai, tức là sau tháng sáng thứ 5, thứ 6 rồi thì phải. Tức là tháng 6 thì còn có 3 tháng là sinh thôi. Lúc đó nó rõ hết rồi, đi khám bác sĩ vẫn bảo là gì? 100% là con trai. À con gái chứ, xin lỗi. Đấy, nói nhiều quá là hóa là thành gì ạ? Thành sai. Thế là về nó buồn quá, vợ cũng buồn, nhưng mà gì? Được mẹ động viên, mẹ chồng động viên, thôi con ạ, nghe lời thầy giảng đi. Cũng có những trường hợp đấy, ở trước đây ở chỗ gần chỗ Pháp Vân ấy, gần chỗ bến xe nước ngầm, cũng có một trường hợp sinh 1-2 cô con gái rồi, xong rồi thì ông chồng thì cứ muốn sinh con trai, thì xong cũng trường hợp như thế, đi khám đến 3-4 tháng đi khám, bác sĩ bảo là con gái, cho nên về bà vợ với gì cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, thế thì trái là đến ngày đi sinh hóa lại sinh con trai. Thế thì biết đâu được nhà mình á, cứ tụng hai mẹ con mình cứ phát nguyện tụng, và từ giờ không đi khám nữa, không khám nữa, và hai mẹ con cứ thế là tụng cho đến ngày đi sinh. Ra sinh tự nhiên thì đứa trẻ vừa lọt lông ra, khóc oe oe chào đời thì bác sĩ bế đứa trẻ lên là gì? Ô, con trai. Đó. Đây là những cái câu chuyện rất là gì? Ly kỳ mà tôi không tin được. Nhưng mà câu chuyện thì bà cụ nói rất thật thầy ạ, câu chuyện thật 100%. Thì tôi bảo, thì mình lúc đó mới bảo là thì chắc bác sĩ thì máy lúc đó nó hỏng. Cái máy vi tính, cái máy soi của người ta bị chập mạch. Cho nên thì nhìn đứa con trai của người ta rõ ràng là bảo con gái, thế nên máy nó chập mạch thôi, thế hoan hỉ chúc mừng gia đình. Mình nói như thế để cho nó gì ạ, người ta tin vào khoa học một chút. Người ta tin vào khoa học. Còn bây giờ mình là bảo là tụng kinh từ con gái biến thành con trai á, chết. Người khác nó tụng mà không được, nó lên là nó giết tôi mất, nó chồng nó vác dao nó đuổi tôi quanh chùa, tôi chạy không nhanh, tôi vấp gốc cây nó chém tôi chết. Cho nên nói như thế không được. Nhưng mà chúng ta biết trong Phật Pháp cũng có những chuyện gì ly kỳ, những chuyện gì vi diệu lắm. Hôm rồi tôi lên Tản Viên cái lễ dát vàng ấy, dát vàng tôn tượng Bồ Tát Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn ở trên điện Quan Âm Thập Nhị Diện ấy. Có cái anh thanh niên chạc từng khoảng 40 tuổi, nói thanh niên như từ khoảng 40 tuổi, lên nhìn thấy tôi mà gì, nó lễ từ ngoài lễ vào. Hôm đấy thì trời nó là mưa lâm râm ướt mà gì, nó lễ từ ngoài luôn, nó nhìn thấy một cái là nó lễ rồi. Nó lễ từ ngoài nó lễ vào, cứ lễ xì xụp lễ đến ướt hết cả một cái vạt quần áo này như thế. Thế là vào nó khóc tu tu ra, mình mới tưởng nó vong nhập. Thì mới hỏi thôi làm sao, chú đứng dậy đi. Thế nó không đứng thì nó cứ thế nó khóc thôi. Thế hỏi nó làm sao, thì nó bảo rằng á, đời của con may mà gặp được gì, gặp được Phật Pháp,
may mà gặp được thầy, không có thì con không biết con tạo ra cái tội lỗi gì nữa. Thế hỏi làm sao, cứ bình tĩnh nói đi xem nào. Nó bảo á, vợ chồng chúng con cưới nhau hơn 12 năm nay, bố mẹ chúng con gì, cả hai bên đều mong cho chúng con gì á, sớm có một đứa cháu nội, một đứa cháu ngoại, nhưng mà chúng con gì, làm đủ mọi cách rồi không được, đi khám, đi chữa, rồi chạy các nơi rồi không được, mà kể cả gì ạ, đi nhân tạo rồi á, tức là đi thụ tinh nhân tạo các thứ nào đó cũng không được, không có một chút hy vọng nào nữa. Và gia đình nhà con đều gì ạ, ý là đều muốn con bỏ cô ấy và đi lấy người khác. Mà sám hối thầy là con cũng đã nghĩ đến điều đó rồi, nhưng mà may mắn là gì, con nghe được bài pháp của thầy, nghe được một cái câu chuyện mà thầy kể, là có một ở bên Vĩnh Phúc, nó nghe câu chuyện Vĩnh Phúc vợ chồng cưới nhau mười mấy năm á, xong rồi á xin nghỉ một tháng để sang đây để tụng kinh Địa Tạng mà về có mà cầu sinh con, rồi sinh con á. Chúng con nghe thấy vào pháp hội đầu năm vợ chồng chúng con á sang đây cũng giữ chọn cả ba ngày, giữ chọn ba ngày, và chúng con về chúng con cũng gì, cũng nghe lời thầy, và vợ chồng chúng con á tách nhau ra, mỗi người ngủ một phòng, 21 ngày chuyên tụng kinh Địa Tạng. Sau 21 ngày chúng con lên chùa Tản Viên để xin nước, và về một cái thì gì, vợ con có thai. Và cách đây gì, cách đây hơn một tháng thì vợ con đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh và bụ bẫm rồi, rất là ngoan. Cho nên nay con lên con nhìn thấy thầy mà là con nhìn như là nhìn thấy Phật, cho nên thôi thầy cho con lễ thêm mấy cái nữa. Thế chứ là đấy, cái trường hợp này có thể gì làm chương trình Phật pháp nhiệm màu được đấy, hơn 12 năm đó. Chúng ta thấy tâm thành, có cầu thì có cảm, có cảm thì có ứng, có ứng thì tất sẽ gì ạ, sẽ được thông. Chư Phật Bồ Tát không bỏ rơi chúng sinh, nếu như chúng ta gì ạ, nhất tâm bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm tất cả các việc thiện để gieo duyên với Tam Bảo, gieo duyên với chúng sinh, thì công đức phúc báo của chúng ta sẽ dần dần được tăng trưởng mà thôi. Đó, cho nên ở đây chúng ta làm tất cả các công việc Phật sự ở ngôi chùa này hoặc bất cứ một ngôi chùa nào khác, chúng ta đừng bao giờ kể công. Tôi cũng vậy, tôi xây dựng 7-8 ngôi chùa rồi, nhưng tôi không được bao giờ là tôi kể công là tôi gì ạ, tôi có công với Phật. Nếu không có tôi thì những ngôi chùa đó là đổ nát, rách nát, những ngôi chùa đó là gì, Phật Long, tường lở rồi, vân vân. Không được kể như thế. Không có ta, Phật vẫn như thế. Có chùa nó nát, Phật tượng Phật nó hư thôi, nhưng còn Phật vẫn như thế. Nhưng không có Phật á thì ta vẫn trầm luân mãi ở trong sinh tử luân hồi khổ đau các quý vị. Cho nên á, chúng ta phải gì ạ, tri ân Phật, cảm ơn Đức Phật đã xuất hiện ở nơi đời, vì chúng sinh mà xuất hiện nơi đời, vì chúng sinh khổ nạn mà xuất hiện ở nơi đời, để thuyết pháp độ sinh, giúp cho chúng ta hiểu được chính pháp, phá mê khai ngộ, bỏ dần những khổ đau tham ái tham dục chồng chất ở thế gian, mà hướng tới gì, cái tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh và gì ạ, ý nghĩ thanh tịnh, để cho tiến tới cái đạo quả giải thoát vô thượng bồ đề, thành tựu viên mãn cái quả Phật trong tương lai của chúng ta. Đó, cho nên đây thì chúng ta phải thầm cảm ơn Phật, chứ đừng nghĩ rằng chúng ta mang ơn đến cho Phật, có chúng ta mới có chùa, mới có tượng Phật, mới có vân vân thế này thế khác. Có người ta gì, người ta đọc thấy những cái thông tin đạo tràng chúng ta xây dựng một đại tượng A Di Đà Phật vừa bình thế giới lớn nhất Đông Nam Á, để làm chỗ quy thú, chỗ tu tập cho đại chúng, không chỉ một đời này, không chỉ một năm này, một trăm năm này, mà hàng nghìn năm sau. Họ đọc thấy cái thông tin là gì, chúng ta vừa đạo tràng, chúng ta vừa qua phát tâm để thỉnh mấy viên ngọc để tạc bốn pho tượng Thích Ca, Di Đà, Quán Âm và Di Lặc, tạo thành một tượng gì ạ, tượng tứ chấn, bằng gì ạ, bằng Phật Ngọc, thờ bốn ngôi chùa của đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam của chúng ta, đó là chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Quất Lâm và chùa Quan Âm. Đó, chùa Quan Âm ở Hòa Bình, ở Kỳ Sơn Hòa Bình, các Phật tử cúng đất rồi, nhưng tới đây nếu mà đủ duyên mà chính quyền
lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình mà đồng ý thì cái ngôi chùa đó sẽ đặt là chùa Quan Âm, thì pho tượng Quan Âm sẽ thờ đó. Thì ở đây sẽ là phía đông, chùa Quan Âm sẽ là phía tây, chùa Quất Lâm sẽ là phía nam, còn chùa Tản Viên sẽ là phía gì? Phía bắc, đông, tây, nam, bắc, mà ở gì chung quanh cái núi tổ, chung quanh cái tổ sơn của Việt Nam chúng ta. Đây cũng gì về mặt tâm linh nó có ý nghĩa rất lớn, chúng ta không thể giải thích được. Về xã hội hoặc là về phong thủy tâm linh nó có ý nghĩa rất lớn, tôi không thể giải thích bằng với các quý vị bằng lời nói được, không thể giải thích, không thể ai giải thích được, tôi không thể giải thích được và tất cả chúng ta không ai giải thích được, nhưng nó có ý nghĩa rất lớn, ý nghĩa rất lớn không chỉ cho Phật giáo Việt Nam mà còn cho dân tộc đất nước Việt Nam của chúng ta. Nhưng có người họ đọc thấy cái tin đó nói là gì? Ở thời buổi bây giờ sư chỉ đi xây chùa to Phật lớn, đem cái tiền đó mà làm gì ạ? Mà xây một cái trường học hay là xây một cái cầu cho người nghèo đi có phải công đức hơn không? Họ đâu có hiểu. Một cái pho tượng này, tôi xây một cái trường học, các quý vị biết, tôi xây một cái, nếu mà đem cái số tiền đấy xây trường học, tôi vận động xây một cái trường học như vậy, các Phật tử cũng chúng ta có hoan hỷ để đóng đủ một cái trường học đó không? Có thể có nhưng phải rất lâu, đúng không? Vì cái phúc báo của họ, đạo tràng của chúng ta trong suốt từ khi thành lập cho đến nay, năm nào chúng ta cũng làm thiện, cũng làm việc thiện, xây nhà tình nghĩa, giúp đỡ những người nghèo. Tới đây là hướng tới năm nay là chúng ta sẽ xây trường học, chúng ta có xây trường học năm nay, năm nay sẽ có quỹ từ thiện xây trường học. Ví dụ là trích tất cả những cái khoản quỹ của các cháu ở câu lạc bộ bán hàng lưu niệm, tất cả các ngôi chùa chúng ta, các cháu ở trong câu lạc bộ thanh niên Phật tử Hương Tử Bi bán hàng lưu niệm đó, tất cả các tiền lãi đều đem lại để làm từ thiện. Và cái quán cơm chay của đạo tràng của câu lạc bộ Hương Tử Bi đó, mở ra đó cũng là chỉ để dành làm từ thiện, các Phật tử đến đó để làm công đức làm từ thiện. Vừa qua thầy nghe mấy Phật tử nói rằng ăn không ngon nhưng mà tiền thì đắt. Thế thôi, hôm thầy cũng chấn chỉnh rồi, bảo các Phật tử vì sao ăn không ngon, vì có một người làm bếp, có mỗi cô Bích, cô Phát Tâm, cô làm bếp thôi. Cho nên ngày Tết các Phật tử chúng ta đến thì đông quá, một mình cô ấy nấu không xuể, cho nên bảo mấy ông thợ làm tượng ra để nấu gì, nấu bếp khổ cái thân thôi. Mấy cái ông thợ đi làm tượng này, nó ra nó đứng nó làm đầu bếp thì làm sao mà ăn ngon được, một mình cô ấy nấu không xuể, cho nên mấy ông thợ chứ là bác Luân này, bố sư ông Hạnh này đi ra để vào để đứng bếp. Phát Tâm làm công quả mà, rồi ông gì nhỉ, ông Bình này cũng ở xưởng tượng, ở bảo vệ, ở tổ bảo vệ đi ra để làm bếp. Rồi mẹ sư ông Tâm này cũng phát tâm lên để gì, để nấu bếp. Một bà thợ may bây giờ đi làm đầu bếp bất đắc dĩ thì làm sao mà nó ngon được. Cho nên mấy Phật tử kêu với tôi là thầy ơi, quán chay từ thiện của nhà chùa ấy, mở ra cái thứ nhất là ăn không ngon, cái thứ hai là gì ạ, đồ ăn ít quá, chỗ thì cái thì nhiều cái thì ít, có người thì nhiều có người thì ít, có người thì kêu ngon có người thì ăn bảo là không ngon thế nào á, mang mất uy tín lắm, mà có khi lại bán là gì còn đắt hơn ở ngoài nữa. Nhưng mà vì làm từ thiện cho nên thầy nói làm từ thiện cho nên chúng con hoan hỉ. Thôi cái này thì tôi thì hôm qua tôi chấn chỉnh rồi, tôi bảo cô Bích là thôi, cái quán chay từ thiện của mình đặt ra hai mục đích. Mục đích thứ nhất là hướng cho các Phật tử gì biết ăn chay, thích ăn chay và thường ăn chay, cho nên nó phải nấu cho gì ạ, nó vừa vặn, nó phải ngoan miệng vào mới thích ăn chay. Không có lần đầu tiên họ đến chùa lễ Phật, đặc biệt là các anh các chị gì, thanh niên trẻ trẻ lần đầu tiên họ ăn chay trong đời mà thấy ăn chay như thế này á, ăn chay như thế này các cụ có cái bài hát là gì ạ, ai bao ăn chay là khổ, ăn chay ngon lắm đó. Nhưng mà bây giờ nói gì, tôi thấy ăn chay rất khổ, ăn chay không ngon tí nào, thế thì chết rồi đúng không? Đó, thế là hỏng. Và lần sau nó nhìn thấy gì, nó nhìn thấy một ngôi chùa nào nó lại nghĩ đến chuyện ăn chay của chùa Khai Nguyên rất là khó ăn và rất là tồi tệ, như vậy là nó còn dám ăn chay nữa không? Con muốn ăn chay không? Nó có thử ăn chay không? No. Đó, cho nên tối hôm qua thầy phải chấn chỉnh luôn. Cái mục đích đầu tiên của gì, thầy cho mở cái quán ăn chay, cho các Phật tử mở quán ăn chay đó để là gì,
cho người ta hướng Phật tử, hướng thiện nam tín nữ biết ăn chay, thích ăn chay, từ chỗ biết ăn chay nhá. Xong thì ăn nó thấy ngon miệng và nó thích gì? Thích ăn chay. Và từ thích ăn chay nó tiến lên một bước nữa, đó là thường ăn gì? Thường ăn chay. Mục đích đầu tiên là như thế. Xong với mục đích thứ hai đó là gì? Họ ăn chay, họ biết quán chay này là quán chay làm từ thiện, cho nên thì họ phát tâm, họ không có tính toán thì cái chuyện đắt rẻ cả, nhưng mà thôi cũng vừa phải thôi. Họ không có, họ lại bảo là nhà chùa chặt chém, chết, mang tiếng thầy, đầu tư xây dựng nhà cửa các thứ vào đấy 400-500 triệu, từ Tết tới giờ bảo bán mới được có được gần 200 triệu, cả gốc cả lãi, đầu tư cho nhà cửa rồi tất cả son nồi chảo bát vân vân gần 500 triệu vào đó, mà từ Tết cả gần tháng riêng này mà báo mới được gần 200 triệu, à, tất cả gốc cả lãi đó. Thế mà tính ra thì tôi cứ cho là lãi thì được 7-8, được 50% là 70-80 triệu hoặc là 80-90 triệu đi, ăn thua gì chưa? Chưa ăn thua gì cả. Nhưng điều quan trọng là gì? Là cái tiền đó, là cái tiền gì ạ? Các Phật tử hoan hỉ được ăn chay, thích ăn chay và thường ăn chay, họ đóng góp cái tiền đó để mình làm gì? Làm công quả. Mình góp sức để xây trường từ thiện cho các em ở vùng cao. Vừa qua thì thầy thông qua các Phật tử trên Điện Biên là giờ đã tìm được ngôi trường rồi, và sang tháng 3, đầu tháng 2 âm lịch này, đạo tràng sẽ cử người lên đó để thị sát, để đi thực tế, và được thì đầu tháng 3 chúng ta sẽ khởi công xây một cái ngôi trường cấp 2 cho các em, có hơn 400 em học sinh, nhưng mà chỉ có 8 lớp học thôi. Các vị thấy 400 người có 8 lớp học, mà mỗi lớp học chỉ có được 50 em. Bình thường là có 35 em thôi, nhưng mà bây giờ phải ngồi 50 em rồi, phải học cả sáng, cả trưa và cả gì? Cả chiều. Một cái xã, một cái huyện mới thành lập của tỉnh Điện Biên, à, và cái xã đó cũng mới được tách ra năm ngoái, cho nên nó chưa có điều kiện kinh tế. Và thầy đã quyết định là sẽ cho người lên đó để thăm, để xây dựng cái trường cấp 2 đó, khoảng được chục phòng học cho các em, nó đỡ khổ. À, và hàng ngày á, mình xây cái trường đó xong, mình không được bỏ họ, mà mình là để gì ạ? Cái quỹ hàng ngày đó, hàng tháng, hàng năm đó mình dành cho những các em, cấp học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, để động viên bà con các dân tộc ở vùng cao, vùng sâu như thế, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhưng họ có công là gì? Giữ nước, giữ biên cương, giữ biên ải của Tổ quốc cho chúng ta ở dưới thành phố này được hòa bình, được thịnh trị, được tu tập như thế này, là một phần nhờ ơn gì? Ơn Đảng, ơn nhà nước, ơn các chiến sĩ bộ đội, các chiến sĩ biên phòng, các chiến sĩ công an, an ninh vân vân. Và một phần là nhờ ơn những bà con ở các dân tộc đầu sóng ngọn gió và ở nơi biên địa Tổ quốc của chúng ta. Họ không trực tiếp cầm súng, cầm gì, cầm vũ khí để bảo vệ Tổ quốc, nhưng họ cầm cày, cầm cuốc, cầm dao rửa để gì? Để giữ cái bờ cõi biên cương Tổ quốc của chúng ta. Cho nên chúng ta được bình yên ở đây phải nhớ tới họ. Làm để động viên gì? Động viên họ. Học sinh nghèo mà họ vượt khó, học sinh giỏi, chúng ta sẽ cấp học bổng cho các em đó gì? Đi học hết cấp 2, cấp 3, thậm chí vào đại học. Gia đình không có điều kiện nuôi các em nó thi đỗ đại học, chúng ta chỉ cung cấp 4 năm học đại học cho các em nó ra trường, gửi về địa phương, huyện. Chúng ta phải có cả một chương trình làm việc với huyện, với tỉnh của họ, phải chiêu dụ nhân tài. Bà con dân tộc thiểu số vùng cao mà thi đỗ đại học, học xong đại học về huyện phải gì ạ? Phải tạo công ăn việc làm cho con em địa phương họ. Và như vậy là gì? Chúng ta làm việc theo cả một cái chuỗi từ thiện, chứ không phải là chúng ta xây ngôi trường bỏ mặc họ, không đoán hỏi gì đến họ nữa. Đó. Nói nôm na xã hội gọi là cái đạo tràng, chúng ta xây một ngôi trường nào, chúng ta kết nghĩa với ngôi trường đó. À, kết nghĩa chứ không phải là gì ạ? Nhận làm con nuôi hay là bố nuôi nhá. Kết nghĩa để hướng cái gì? Cái điều tốt đẹp, chân thiện mỹ cho gì? Cho giới trẻ, cho các bạn trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương của Tổ quốc của chúng ta. Chúng ta hướng đến cái điều đó. Cho nên họ đọc thế tin, họ trách chúng ta là nếu đem một cái gì, mấy cái viên ngọc đó mà xây cái ngôi trường. Xin thưa vì nếu mà xây ngôi trường nó chỉ được một ngôi trường thôi. Nhưng khi chúng ta xây một pho tượng lớn, xây một đạo tràng lớn, rồi á, có những cái pho tượng quý như vậy để làm cái phương tiện, trước là để cúng dường Phật, sau là phương tiện để cho các Phật tử thập phương quy tụ hướng về. Thì khi đó các vị đấy, tôi không chỉ xây một ngôi trường, 2-3 năm nữa, 5-10 năm nữa chúng ta có thể xây được gì? 10 ngôi trường, thậm chí nhiều hơn gì? Nhiều hơn thế nữa. Không chỉ xây được 10 ngôi trường mà chúng ta còn gì ạ?
còn duy trì cùng với đảng, nhà nước, các cấp chính quyền ở vùng sâu vùng xa đó, chúng ta còn duy trì và phát triển cái ngôi trường đó thành cái ngôi trường, một ngôi trường có tương lai cho các em học sinh nghèo vùng sâu vùng xa. Chúng ta thấy không? Cái tầm nhìn quan trọng, người ta nói là hơn nhau ở cái gì? Ở cái đầu. Chúng ta cho một bữa cơm thì họ ăn hết một bữa cơm là xong. Nhưng chúng ta chỉ dạy cho cái nghề thì họ sẽ gì ạ? Giống như các cụ ngày xưa chúng ta nói, cho họ con cá thì ăn hết con cá là hết, như cho họ cái cần câu. Sau đây các quý vị, cho họ cái cần câu, dạy cho họ cách câu thì là gì? Họ câu gì? Không chỉ được một con cá mà được rất nhiều con cá. Nhưng hôm nay chúng ta gì? Muốn xây được nhiều ngôi trường trong tương lai thì hôm nay chúng ta phải thì phải xây một ngôi chùa, xây một đạo tràng, xây một chốn tu tập, phải nói là gì, nó quy mô, nó thu hút được đông đảo tín đồ Phật tử quy kính Tam Bảo và hướng về đã, thì khi đó lời nói của tôi mới hiểu chịu được gì, hàng trăm nghìn, hàng nghìn, hàng trăm người, hàng nghìn người, hàng vạn người muốn làm việc lớn thì một vài người có làm được không? Không làm được. Một đạo tràng nhỏ chỉ có vài trăm Phật tử có làm được không các quý vị? Không làm được, mà phải vài nghìn, vài chục nghìn, thậm chí hàng vạn Phật tử mới có làm được những việc lớn, có thể làm việc lớn đó. Cho nên họ chỉ trích, họ nói chúng ta thì thôi cứ kệ họ đi. Chúng ta cứ giữ thái độ gì? Mặc nhiên, không giải thích, không tranh cãi. Nhưng đây là tôi nói với các Phật tử thôi, để chúng ta vững cái lòng tin. Thì chúng ta không giải thích với họ. Những người như thế là gì? Chúng ta nói là não của họ chỉ có bằng cái ngón tay út thôi. Thì làm sao họ hiểu được cái việc làm của những cái người não bằng gì ạ? Bằng cái gì? Bằng cái nắm tay. Cái não của con cá thần bơn làm sao to bằng não của cái con cá gì? Con cá heo và con cá gì? Con cá kình được, đúng không? Đó, cho nên chúng ta phải biết điều đó thôi. Cứ tùy duyên, họ nói thì nói, chúng ta cứ giữ thái độ bình thản. Quan trọng nhất chúng ta làm lại cái gì? Xây lên một ngôi chùa, hoặc là xây lên một đạo tràng lớn, xây lên pho tượng lớn, hoặc xây lên nhiều pho tượng lớn để làm gì? Nếu xây lên với mục đích là để thu lợi dưỡng, để cho bản thân mình nhé, thì quả thật là không nên, 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 thì quả thật là không nên. Bàn luận trống rỗng vô ích, quỷ thần tính nợ. Lại nói về sư tỷ Trương Thẩm ở Vũ Phong, là một vị đệ tử Tam Bảo đầy đủ trí huệ. Vào 8 năm trước, mới nghe Phật Pháp đã trồng được hạt giống kim cang trong ruộng thức thứ 8. Về sau, đầy đủ chánh tri, chánh kiến. Tin Phật chưa được mấy tháng, lại có một lần, ở trong cảnh giới nửa tỉnh nửa mê, tranh biện cùng với quỷ lớn quỷ nhỏ, nguy hiểm chút nữa là bị quỷ đánh chết tươi rồi. Nguyên là A Thẩm, lúc trước khi chưa tin Phật, từng bị bệnh 3 năm, không có ngày nào không chích thuốc, uống thuốc. Ở Vũ Phong 9 năm trước, còn chưa có một ngôi miếu thần nào hay một ngôi chùa nào, chỉ có một ngôi miếu chung của dân rất nhỏ, thờ cúng một bài vị thần chủ bằng ván. A Thẩm vì cầu cho bệnh được mau khỏi, không khỏi cầu thần, cầu quỷ phò hộ. Tự mình thường hay mang giấy tiền vàng mã đến lễ lạy, cầu thần ông phù hộ sức khỏe của bà sớm được bình an vô sự. Nhưng cầu liên tiếp mấy năm vẫn cứ như thế. Đến năm thứ 48, ban hoằng pháp của nữ ở Liên Xã đến cơ sở hoằng pháp tại Vũ Phong. A Thẩm được nghe pháp vị như được uống nước cam lồ, như được của báu. Từ đó hai thời khóa sớm tối rất thành khẩn, không gián đoạn. Đối với ngôi miếu chung của dân kia cũng không còn đi nữa. Biết được tự thân họ, tức thần, còn không cứu được, làm sao có thể cứu người? Cho nên sau khi A Thẩm tin Phật, sức khỏe liền dần dần hồi phục mạnh khỏe. Có một hôm, vị Lâm Thái Thái là bạn tri kỷ tốt, đến muốn A Thẩm dẫn bà ta đi cúng vái ngôi miếu chung của dân kia. A Thẩm liền cùng đi bái với bà ta. Bà Lâm lễ xong nói, hôm nay chúng ta quên mua tiền vãng sanh và giấy vàng mã rồi. A Thẩm nói, đốt giấy vàng và tiền vãng sanh làm cái gì? Bạn không nên mê tín. Nếu như cần đốt tiền vãng sanh, chi bằng niệm vài chú vãng sanh bố thí cho họ còn hay hơn.
A Thẩm gần như nói chơi thôi, rồi cũng không niệm chú vãng sanh. Thắp hương lễ xong, ai về nhà nấy. Đến tối vào lúc nửa đêm nửa hôm, A Thẩm như tỉnh mà không phải tỉnh, như mộng mà không phải mộng. Bỗng nhiên nhìn thấy mấy con quỷ đến nói với bà ta: "Đại vương của chúng tôi muốn mời bà đi nói chuyện." A Thẩm hỏi nó: "Đại vương các ngươi là ai? Ta không đi." Mấy con quỷ kia cũng chẳng nói lý lẽ gì, không đi thì cưỡng bức lôi đi, lôi đến ngôi miếu chung của dân kia. Thấy trước miếu đứng rất nhiều người, nam nữ lớn bé. Chính giữa ngồi một vị quỷ, thân thể to lớn, mặt mày hung ác. Mấy con quỷ nhỏ kêu A Thẩm quỳ xuống. A Thẩm trong lòng linh cơ sáng suốt, liền to tiếng nói rằng: "Ta là đệ tử Tam Bảo, Phật Pháp vô biên, các ngươi quỷ đạo chúng sanh, còn phải cần đến Phật Pháp cứu giúp cho các ngươi nữa là." Lời nói chưa dứt, ông đại vương kia nổi giận xung thiên lớn tiếng quát rằng: "Lôi nó ra đánh chết tươi nó đi, nó dám nói lớn lối lại không cho chúng ta tiền vàng." Đang lúc cả một bầy quỷ ra tay sắp đánh bà ta, A Thẩm nói: "Không sợ nhà ngươi đâu, ta thỉnh Bồ Tát lại." Tức thời chắp tay xưng niệm: "Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát." Niệm hết thảy chưa đến 10 tiếng, trên hư không hiện ra một hình tượng bạch y Quán Thế Âm Bồ Tát. Tay phải cầm bình cam lồ, tay trái cầm nhành dương liễu, đạp mây mà xuống. A Thẩm xem thấy rất rõ ràng, bầy quỷ lớn nhỏ kia thấy được Quán Thế Âm Bồ Tát đều quỳ xuống hết, đầu mặt đập xuống đất. Khi đó A Thẩm vẫn cứ lớn tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc đó chồng của A Thẩm là cư sĩ Trần Nhiên Trụ nghe tiếng vợ mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát quá lâu, nghĩ chắc là nằm thấy quái mộng gì rồi, liền kêu A Thẩm thức dậy. A Thẩm thức dậy liền đem cảnh giới trong mộng tranh biện cùng với quỷ kể cho cả nhà nghe. Nếu như không biết niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, có lẽ tiêu mạng rồi, âm dương vĩnh viễn cách biệt. Câu chuyện trên đây cũng là tự miệng A Thẩm nói với tôi. Tục ngữ có câu: bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Thánh nhân cũng có nói: kính quỷ thần mà xa họ ra. Xin khuyên chư vị là đệ tử của Phật, ngàn vạn lần chớ nên tự khoe mình hay giỏi. Nói giỡn chơi với quỷ thần, nếu lâm vào tình trạng giống như A Thẩm, trong mộng biết niệm thánh hiệu Bồ Tát thì không sao, còn như công phu chưa đến thì tự rước lấy phiền toái vào thân rồi. Có một câu chuyện thương tâm ở trong miền Nam cách đây 2-3 năm trước. Đó là ông bố có thằng con nó hay hư, nó hay đi chơi bời cờ bạc rượu chè với đám bạn xấu. Bố dạy nhiều quá không được, tức quá. Tức quá rồi, không biết làm kiểu nào. Thế một hôm á, ông đi làm về thì ông lại thấy gì? Cả một đám bạn bè con trai con gái ở trong nhà đang tụ tập, đang làm để gì? Nó đang làm đồ ăn ở trong bếp cùng với đám bạn bè để gì? Hôm đấy là ngày sinh nhật của nó. Ông bố về thấy thế tức quá, làm nó chạy đi làm, thức ăn để sẵn trong tủ, mọi cái nó lấy ra nó ăn với nhau, nó lại còn cười đùa hố hố với nhau nữa. Bực mình quá đi thôi, cho nên gì? Ông bố vào gì? Chửi đuổi, chửi nó thẳng cánh cò bay luôn ở ngay trước mặt đám bạn bè của nó và nguyền rủa nó. Chửi nó bới nó, nhưng mà gì? Nó thằng cu ấy gì, tuy nó lêu lổng, nó chơi bời. Nhưng mà gì? Nó cũng chưa đến nỗi là ác dám đánh lại bố nó. Nó có cái thôi nhưng mà gì? Chưa dám đánh lại bố nó. Cho nên bố nó gì? Chửi đuổi hết đám bạn bè của nó trong ngày sinh nhật của nó. Người ta tế nhị thì có khi lại bảo được nó. Cho nên nguyền rủa nó, đuổi hết đám bạn nó, rồi nguyền rủa nó, thề bồi nó vào, chửi nó đến những cái lời gì? Cái lời mà độc ác nhất, không còn cái gì để nói nữa. Nó tức quá, nó lên phòng, nó đấm sòng cửa vào gì? Vào trong phòng nó gì? Nó ở. Và ông cứ nghĩ là thôi nó ở trong phòng. Qua đêm sáng ngày hôm sau, mọi khi thấy gì? Nó ra cửa phòng không thấy đâu, cũng đi làm. Về vẫn thấy gì? Nó đóng cửa phòng, không nói gì. Đến chiều tối vẫn đi, vẫn thấy đóng cửa phòng. Và đến ngày hôm sau ông thấy lạ quá. Ông đi làm ông gì? Vẫn thấy nó đóng cửa phòng, không thấy nó ăn cơm. Phần cơm không thấy nó ăn. Và đến trưa đi làm về ông gì? Ông đi làm ông thấy chốt ruột, nóng ruột quá ông đi về. Về ông vẫn thấy cửa phòng, ông gọi cửa không thấy đâu, ông đạp cửa. Và đi vào thì các vị biết cái gì không? Ông nguyền rủa, ông thề nó bảo gì?
mày như thế thì mày uống thuốc độc hay mày treo cổ mày chết đi cho gì? Cho rồi. Và đấy là gì? Ông có thằng con trai duy nhất, và ông nguyền rủa nó như thế. Và ngay đêm hôm đó quả thật là nó gì, nó tức lên, nó không thể nào có con đường nào nữa. Và đúng là nó đã treo cổ, nó chết ngay cái đêm hôm đó. Mà đến tận đêm hôm sau, qua đến ngày hôm sau nữa thì ông mới gì? Phát hiện ra thằng con trai duy nhất của mình bị lời nguyền rủa của ông bố đã treo cổ tự tử, và đã chết từ lúc nào không hay biết. Đó, chúng ta thấy cái lời nói ác nó có thể gì? Hại mạng sống của một gì? Một người khác hoặc nhiều người khác như thế. Cho nên người tu hành chúng ta muốn được cát bảo bình an, muốn được cát tường như ý, phúc lộc thọ suốt cả năm á, thì những lời nói gì? Nói dối, nói trêu diệt, nói lưỡi đôi chiều và nói lời hung ác đó, đừng có nói và đừng có làm những cái điều đó. Rồi đấy là nghiệp về gì? Về khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp ngoài cái gì? Cái lời nói ác đó, chúng ta còn hay thích ăn gì? Thích ăn ngon. Mà ăn ngon tức là tạo gì? Tạo nghiệp. Đấy. Ăn ngon tức là tạo nghiệp đó các quý vị. Mà tạo nghiệp bây giờ cái nghiệp nó đổ ngay trước mắt đó. Cứ ăn nhiều thịt, nhiều cá, nhiều các loại sơn hào hải vị vào á. Nhẹ thì bị bệnh gì ạ? Bệnh gút, hoặc là bệnh gì? Bệnh béo phì, hoặc là bệnh máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, rồi các thứ trong lục phủ ngũ tạng sẽ bị bệnh. Nặng thì bị bệnh ung gì? Ung thư đường ruột, ung thư phổi, ung thư đủ các thứ ở trong gì? Trong ngũ tạng, lục phủ ngũ tạng của chúng ta. Đấy là gì? Do nghiệp về thích ăn ngon đó. Mà nông dân chúng ta bây giờ, người Việt Nam chúng ta bây giờ ăn uống sinh ra bệnh là nhiều lắm. Vì đại đa số các thức ăn của chúng ta bây giờ chiếm đến 70-80% là dính đến các loại hóa gì ạ? Hóa chất độc hại. Đó, chúng ta thấy. Cho nên các Phật tử chúng ta ăn uống bây giờ cũng phải vừa vừa thôi. Đó, đấy là nghiệp về khẩu. Khẩu họa. Cái họa gì ạ? Từ khẩu mà gì mà vào vậy? Tức cái họa đó từ miệng chúng ta mà nó tới vậy, nó vào vậy. À, nghiệp về khẩu. Còn nghiệp ý, ý thì Đức Phật nói ở trong kinh, và đây chúng tôi dẫn ra lời Phật nói trong kinh. Ý thì thường khởi gì ạ? Tham sân si. Đó là ba nghiệp về ý, là tham sân si. À, ý thì thường khởi tham sân si, nặng lòng tham ái. Tham ái ở đây tức là gì ạ? Ái ở đây tức là gì? Chữ ái có nghĩa là yêu. Yêu ở đây không phải là cái tình yêu đồng thể, mà ta cái tình yêu ở đấy là cái tình yêu gì ạ? Tình yêu cá nhân, tình yêu vị kỷ, tình yêu chỉ muốn cho bản thân mình thôi, chứ còn mọi người thì mặc cha chúng gì? Chúng nó. Thế là hỏng rồi. Còn tình yêu của Đức Phật, tình yêu của các vị Bồ Tát dành cho tất cả chúng sinh thì nó là gì? Là khác. Tình yêu của người cha, người mẹ dành cho con, hoặc tình yêu người con dành cho cha mẹ á, nó gì? Nó khác. Tình yêu của chúng ta dành cho chúng sinh, dành cho đồng loại á, khi chúng ta biết học Phật, biết nuôi lớn tâm tử bi á, nó gì? Nó khác. Đó. Còn cái tình yêu vị kỷ thường là đem đến cho chúng ta sự đau gì? Đau khổ. Các quý vị thấy một anh một chị nào đó thất tình chưa? Thôi chẳng nói anh chị nào, nói ngay chúng ta ngày xưa có ai ở trong đây đã từng thất tình, tôi giơ tay xem nào. À, đây có mấy cái tay này. Đó. Có đau khổ không? Những người thất tình ở trong này ngày xưa đã từng thất tình có đau khổ không? Thế cái tình nó làm sao, chúng ta có nhìn thấy hình tướng nó thế nào không? Không thấy. Ta yêu một ai đó, ta thương một ai đó, muốn sở hữu một ai đó, một người nào đó, một vật nào đó, vân vân, nhưng mà không đạt được như ý nguyện của mình, chúng ta đau khổ. Mà đau khổ về thất tình thì ăn không muốn ăn, uống không muốn uống, ngủ không muốn ngủ, mà chỉ muốn gì? Chỉ muốn khóc, và chỉ muốn gì? Muốn chết thôi. Cho nên chúng ta mới thấy thỉnh thoảng mới thấy có người nhảy từ tầng 15, tầng 20, tầng 30 nó vẫn gì ạ? Vẫn lao ra nó nhảy xuống vì tội thất gì? Vì cái chuyện thất tình lục dục vậy. Cho nên á, đấy gọi là tình yêu vị kỷ. Cái tình yêu đó là tình yêu gì? Cá nhân. Mà tình yêu vị kỷ cá nhân nó sẽ đem đến cái nhân của nó là không chính, không thật, cho nên sẽ đem đến sự đau khổ lớn hơn là sự an vui. Hôm nay có thể chúng ta đạt được, chúng ta tạm thời an vui, chúng ta lấy được một người chúng ta yêu, chúng ta gì rất vui,
Cho nên ngày cưới của cái đôi tình nhân đi đến với nhau, ngày cưới đó gọi là cái ngày gì nhỉ? Ngày gì? Song gì? Song hỷ, tiếng Hán gọi là song hỷ. Ngày Việt Nam chúng ta gọi là ngày gì? Ngày vui. Cho nên ngày tiệc cưới đó gọi là tiệc vui, tiệc mừng. Nhưng mà năm 10, 2, 3, 4, 50 năm sau, thậm chí 100 năm sau, từ khi cưới có được 100 năm không? Mấy người cưới sau khi cưới chung sống được với nhau 100 năm có không? Ít lắm. 2, 3, 40 năm, 50 năm là cùng thôi. 6, 70 năm là cùng thôi. 70 năm trước chúng ta yêu nhau, chúng ta vui, chúng ta cưới được nhau, chúng ta vui. 70 năm sau chúng ta gì? Đường anh đi, đường em đi, nhớ nhung cũng chẳng có gì, đúng không? Lúc đấy chẳng có cái gì nữa. Nếu mà anh đi trước á thì gì? Anh đi, em đi trước á thì em đi. Chúng ta có đi theo được không? Có vào trong quan tài để nằm theo anh ấy được không? Hoặc có vào trong quan tài để nằm theo em ấy được không? Không. Mà thậm chí đến lúc đó đi xem ông thầy nó bảo là trùng tang trùng phục, lập tức bảo thằng con trai, đứa con gái, đứa con dâu, đứa con rể là gì? Mày đi gọi ngay ông thầy phù thủy đến đây để làm gì ạ? Làm bùa trấn yểm, đừng cho ông về, ông bắt cả nhà mình đi đấy. Đau chưa? Nếu là ông của 70 năm trước, bà ấy nói rằng á, anh là cái gì? Là tất cả cuộc đời của em hay là gì? Em là tất cả cuộc đời của anh. Chúng ta nguyện nó hơi kiếm hiệp một chút đúng không? Nguyện không sống cùng ngày, không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Chúng ta nguyện chung sống cùng nhau đầu bạc răng long. Nguyện gì? Cùng chết cùng nhau, cùng tháng, cùng ngày, cùng năm. Bố nó chứ nó có chết đâu. 70 năm trước nó hứa như thế, 70 năm sau nó đi dùng bùa dùng chú, nó dán đầy vào trong quan tài, đầy cửa nhà, đầy ở ngoài mộ gì. Vì nó sợ chúng ta về gì? Về bắt nó đi. Chúng ta thấy bội bạc chưa? Bội bạc chưa? Bội bạc rồi. Bây giờ nếu có xuống ở dưới âm phủ thì chúng ta lúc đó chỉ là lất thất lều thều mà gì? Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn mà thôi. Lúc đó chỉ có hát bài đời tôi cô đơn thôi. Đó. Không còn gì nữa. Đó chúng ta thấy. Đó. Tình yêu vị kỷ nó chỉ theo nhau một thời gian nhất định nào đó thôi. Không có gì là trường cửu, không có gì là bền lâu và không có gì là mãi mãi cả. Cho nên ở đây mới nói là gì? Nhân của nó không thật thì nó sẽ đem đến sự đau khổ trong tương lai. 70 năm trước chúng ta thì hứa hẹn với nhau đầu bạc răng long không bao giờ thay đổi. Mấy năm sau nó đã đi cắm sừng mình rồi. Có không? Cho nên nhiều bà vợ đến đây mà nói thì bà vợ trẻ trẻ đến nói: thầy ơi, chồng của con có đồng nào nó mang đi cho gái hết rồi. Đấy, khổ. Thầy làm sao có cái chú thì không để cho con gì, để con lấy chồng con về với. Khổ thân. Tôi có cái chú gì đâu. Cái bắt đền ông sư là phải có cái chú gì để cho gì lôi chồng về cho con. Khổ thân. Ai bảo ngày xưa gì mắt nhắm mắt mở không chọn cho nó kỹ vào, không tìm hiểu cho kỹ vào, đúng không? Thế chúng ta đi tìm hiểu chứ, có phải tôi tìm hiểu đâu, vào đây bây giờ đến bắt đền tôi. Cứ bảo thầy có cái chú gì không thì để cho con chú một cái cho chồng con nó về với con. Con người đến phải chú chứ vợ con nó về với con, nó là thôi nó không thương con, thôi nó thương gì hai đứa con nhỏ. Thế có cái trường hợp năm ngoái đến như thế, bà vợ bà cắm sừng ông chồng và bà đi với thằng khác. Thế ông chồng đau khổ quá đến đây bảo là con không muốn sống nữa, con muốn tự tử, nhưng mà lại thương đấy hai đứa con nhỏ, một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi. Giờ con mà chết thì ông bà nội thì cũng chết rồi, ông bà ngoại thì bảo rằng á, chúng mày đẻ nó ra chúng mày đi mà lo. Thế bây giờ nó đi, nó cắm sừng đi với thằng khác rồi, con bây giờ con tự tử con chết thì hai đứa con ai nuôi? Cho nên nó đau khổ quá con chỉ muốn chết thôi. Thế hỏi là ngày xưa, thế thì bố mẹ tìm hiểu cho hay là hai anh chị tự tìm hiểu nhau? Và ngày xưa chúng con thì làm sinh viên yêu nhau thì 4 năm trời tìm hiểu nhau. Sau khi học xong đi làm 2 năm chúng con mới cưới nhau, tức là 6 năm yêu nhau, tìm hiểu rất kỹ rồi. Nhưng mà chúng ta thấy không, 6 năm trời đã kỹ chưa? Chưa kỹ.
Kết quả sống với nhau 6-7 năm sau, cô ấy thấy một người khác phong độ hơn, đẹp trai hơn, ga lăng hơn, cô ấy vẫn bỏ ông chồng của mình để đi gì? Đi với một người con trai khác. Cho nên những cái tình yêu của thế gian của chúng ta không có gì là bền lâu, không có gì trường cửu cả. Đời nay chúng ta có thể nguyện yêu thương nhau đến đầu bạc răng long, đến 100 năm, nhưng đời sau chúng ta hẹn là gì? Đời đời kiếp kiếp sinh ra đều nguyện được chung sống bên nhau. Nhưng mà cái nghiệp của chúng ta tạo nó không cho chúng ta được như nguyện. Đời nay chúng ta làm vợ làm chồng, đời sau có thể lại làm gì ạ? Là người dâng nước lã. Đấy, có đây các quý vị, nhân quả Đức Phật nói có cái điều đó. Cho nên á, ở đây chúng ta nếu mà cứ si mê nặng, chấp trước vào cái gì, cái tình ái của thế gian, từ chúng ta buộc ràng lấy cái sợi dây đau khổ chặt, cột chặt vào chúng ta mà thôi. Cột chặt, từ chúng ta cột chặt lấy nó mà thôi. Cho nên ở đây, ở trong bài khai thị mới nói gì? Bởi do ba nghiệp trói buộc vọng duyên. Ba nghiệp ở đây là gì? Thân, khẩu, ý của chúng ta lúc nãy nói đó. Thân thì ba nghiệp là sát, đạo, dâm. Khẩu thì bốn là vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng, thiệt, ác khẩu đó. Ý thì ba nghiệp là tham, sân, si, cộng, là thành 10 nghiệp ác. À, 10 nghiệp ác do ba nơi là thân, khẩu, ý của chúng ta tạo tác đó. Là nói gì? Bởi do ba nghiệp trói buộc vọng duyên. Nó bị trói buộc bởi đâu? Bởi các vọng duyên. Vọng duyên ở đâu mà ra? Ở đây các cụ, các ông, các bà mà 70 rồi, 60 rồi thì hãy nhìn gì? Nếu các cụ 60 thì hãy nhìn về 40, 42 năm trước. Vọng duyên từ đâu mà sinh ra? Cô kia áo thấm chỉ hồng, mắt xanh môi đỏ, tóc dài ngang lưng. Anh nhìn, anh thấy gì? Anh thấy thương thương. Đêm về nằm mộng vấn vương trong lòng. Cái kiểu như thế. Cho nên thì cô kia thì gì? Thấy anh gì? Xinh đẹp, ga lăng, phong độ, tài ba hơn người. Vừa nhìn em thấy gì? Anh tươi. Đấy, kiểu như thế. Cho nên gì? Trong lòng sao xuyến, rụng rời chân tay. Đó, kiểu như thế. Cho nên đó, bây giờ chúng ta mới gì? Chúng ta mới, chính vì ngày đó chúng ta nhìn thấy như thế, vì vậy mới gì? Ồ, đẹp trai ha, phong độ ha, nói năng ha, cái gì cũng được. Đấy, nó mới kết vào cái, do thấy cái vọng duyên nó mới kết vào. Cho nên bây giờ thì có những cụ đấy nói rồi: thầy ơi, con khổ quá, biết thế ngày xưa con không lấy chồng nữa, con đi gì? Con đi tu. Thế nó bảo: ơ được, bây giờ đi tu đi. Nhưng mà thầy ơi, bây giờ con mà đi tu ông ấy không cho con đi, ông ấy bắt con phải ở nhà để gì, nấu cơm để hầu hạ cho ông ấy. Khổ lắm, có bỏ được đâu. Miệng thì nói như thế thôi, nhưng bỏ được thì khó lắm. Bằng chứng ấy tôi sẽ chứng minh cho các vị, sau 3 ngày nữa 4, 5, 6, 7, 8, 9 nghìn, 10 nghìn người ở đây gì? Đều về với ông, với bà hết. Bà thì về với ông, ông thì về với gì? Với bà. Ông bà thì về với con cháu, mà con cháu thì về với gì? Với ông bà. Để lại mấy thầy chùa với nhau ở đây thôi. Đó, minh chứng cho các vị 3 hôm nữa. Các vị cứ lên đây mà xem. Hôm nay thì gì ạ? Hội trường đầy người như thế, sau 3 hôm nữa lên đây mà xem. Bóng chùa quạnh vắng, mỗi thiền tăng. Trên chùa thì chỉ có gì ạ? Có Phật. Dưới bếp thì có mấy sư, và mấy góc thì có mấy thầy, thế thôi. Cảnh chùa lại trở về gì? Không thể nói là điều hiu quạnh quẽ được. Cảnh chùa lại trở về cái cảnh gì ạ? Thanh tịnh như mọi khi thôi. Đó, cho nên á, đấy, chúng ta thấy vọng duyên là ở chỗ đấy. Cho nên Đức Phật nói chúng ta muốn thoát khổ thì phải gì ạ? Đoạn cái vọng duyên đấy. Chính vì vậy cho nên Đức Phật mới xả tục xuất gia cầu đạo khổ hạnh. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở trong Tuyết Sơn, 49 ngày ngồi thiền nhập định dưới cội Bồ Đề, mới thành được vô thượng chính đẳng chính giác. Nay đem chính pháp giải thoát nói cho chúng ta nghe. Chúng ta nghe thì vui tai đấy,
nhưng mà làm có làm được không? Khó lắm. Khó lắm. Kể cả người xuất gia như chúng tôi vẫn còn khó, chứ đừng nói là các quý vị ở gì, ở tại gia. Xuất gia thì tình lưu luyến thầy trò, anh em huynh đệ, thậm chí là gì, vẫn còn vương vấn về gia đình, về bố mẹ, về người thân nữa. Thậm chí là gì, lại kết thêm cái tình thân với tín đồ Phật tử nữa, bỏ cha mẹ đẻ đi nhận cha mẹ nuôi nữa. Có không? Có. Nhiều vị sư, nhiều vị tăng, nhiều vị ni bây giờ cha mẹ đẻ thì bỏ được, nhưng bây giờ đi tu được vài năm rồi, vì muốn có tiền để xây chùa, vì muốn có tiền để tiêu pha, cho nên thấy một vài người giàu giàu có gì kết thâm tình thâm giao, và kết là gì ạ, cha nuôi mẹ nuôi, nhận cha mẹ nuôi. Ngày xưa chúng tôi đi học ở ngoài học viện có rất nhiều những trường hợp đó, đặc biệt là mấy thầy trong miền Nam. Đây là tôi nói thật, không phải nói sai. Các thầy miền Bắc á, thì ít nhận cha mẹ nuôi hơn. Trong lớp học của tôi á, khóa 4 học viện Phật giáo Việt Nam của chúng tôi, khóa 202 và 206 của tôi ở tại học viện Quán Sứ á, thì có rất nhiều người nhận cha mẹ nuôi. Đặc biệt một số các quý thầy ở trong miền Nam ra miền Bắc học. Tôi nghĩ là có thể hoặc thiếu thốn tình cảm với thầy trò, hoặc là gì, có thể là thiếu thốn cả kinh tế nữa, cho nên á, nhận cha mẹ nuôi để mỗi tháng nhận cái sự cung cấp và cúng dường vài ba triệu cho con nuôi là các sư. Sư mà bây giờ tự nhiên lại có cha mẹ nuôi, sư là gì ạ? Chứ sư ở trong nhà Phật của cho chữ sư có nghĩa là thầy, ở ngoài đời ấy là thầy giáo, ở trong đạo thì thầy gì ạ? Thầy của trời, thầy của người, thầy của cả trời người, gọi là sư. Chữ sư có nghĩa là thầy, mà chữ thầy ở đây là thầy về đạo đức, thầy về nhân cách, thầy về trí tuệ. Nếu trí tuệ không được viên mãn thì ít nhất cái đạo đức, cái nhân cách của một người xuất gia cũng phải đầy đủ để cho gì ạ? Cho xã hội, cho mọi người họ kính ngưỡng, họ tôn trọng, họ quy kính, họ có gì phát khởi niềm tin và Tam Bảo. Nhưng đằng này là gì? Vì một tháng vài đồng bạc mà nhận thâm tình, thâm giao, kết nghĩa cha mẹ nuôi, sai hoàn toàn. Cho nên ở đây các sư, ở các Phật tử chúng ta ở trong hội trường này, trong nhà pháp hội này, đến dự pháp hội này hoặc nghe bài giảng này, mà có ai đã từng nhận sư, một vị sư nào để làm mình làm cha nuôi hoặc mẹ nuôi, thì nay về gì phải bỏ ngay, bỏ ngay, sám hối Phật tổ thì con đã làm sai, do vô minh con đã làm sai, nay con biết rồi, con xin sám hối, và từ nay trở đi con không gì không dám nhận bất cứ một vị sư nào làm gì làm con nuôi nữa. Vị sư là con của ai các vị biết không? Con của Phật. Con của Phật xuất gia cạo tóc mặc áo cà sa trên mình, thọ 250 giới là tăng, 348 giới là ni, hoặc 10 giới tỷ khiêu, 10 giới sa di tăng, hoặc 10 giới sa di ni, đó là con của Phật rồi. Nay chúng ta gì còn muốn là gì ạ, ngang hàng với Phật hay sao, mà nhận một vị gì, mà nhận con của Đức Phật là con nuôi của gì, của mình. Một tháng mình cung cấp vài triệu bạc mà làm con của, mà là người đẻ ra con của Phật hay sao? Không có. Sư đã mê lầm vì họ gì, vì lòng tham. Nay chúng ta gì được học, được biết rồi thì chắc chắn không phải vì một cái gì đó, mà phải vì chính pháp để xương minh. Cho nên về để từ nay trở đi sẽ không nhận một vị sư nào làm gì ạ, làm con nuôi nữa. Đấy là gì? Bất kính. Đấy là sai pháp, sai với luật Phật chế. Làm như thế là gì? Cả ta với sư đều gì ạ, có tội. Cho nên nhất định phải, ai mà đã từng làm điều đó thì phải sám hối ngay. Ngày xưa chúng tôi học ở Quán Sứ, có rất nhiều Phật tử đến đó chấp tác làm công quả và nhận sư làm con nuôi. Nhiều chứ không phải là không. Cho nên cái đây là một cái điều đáng buồn, đáng báo động đối với gì, giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta nói chung, và một số các vị sư không hiểu rõ chính pháp của Đức Phật, làm sai với giáo pháp của Đức Phật như vậy nói riêng. Và đặc biệt các Phật tử chúng ta nếu có cái điều đó thì phải bỏ ngay, phải sám hối ngay và bỏ ngay cái điều đó. Đừng kết cái vọng duyên vào gì? Vào nữa. Ngay nếu chúng ta muốn thoát ly sinh tử chúng khổ, muốn vãng sinh về Tây Phương cực lạc một đời, thì tất cả những cái vọng duyên đó đều phải gì? Dần dần buông xuống. Ta nhìn cuộc đời đầy khổ đau, muốn hết luân hồi vạn kiếp sau, nay phải tu tỉnh, không tham đắm, không kết vọng duyên, thì sẽ được gì? Thì sẽ được
giải thoát sinh tử ở kiếp sau mà thôi, thậm chí ngay kiếp này mà thôi. Đó, cho nên ở đây mới nói là gì? Bởi do ba nghiệp trói buộc vọng duyên, vì trói buộc vọng duyên cho nên thường chìm đắm nơi trần lao, rồi mờ mịt theo tháng gì? Tháng ngày. Các vị có hiểu không? Hiểu không? Thế ta nói từ sáng bây giờ không biết có hiểu gì không? Các Phật tử ở hội trường lớn ở bên ngoài có hiểu gì không? Tuy không nhìn thấy người thầy bằng xương bằng thịt, nhưng mà nhìn qua màn ảnh thì cũng hoan hỉ nhá. Khổ thân đi sau thì phải ngồi ngoài thôi. Muốn ngồi trong thì tối nay ngủ lại ở đây. Sáng mai 7 giờ ngồi lên ngồi rồi thì sẽ được ngồi trong thôi nhá. Nay khổ, các cụ ngày xưa nói rồi. Đi trước thì ngồi mâm trên, đi sau thì ngồi mâm gì? Mâm dưới. Thế thì phải thì ngồi sau thì do đi sau cho nên phải ngồi ngoài cũng hoan hỉ. Nhưng mà trong ngoài thì gì? Như nhau hết. Nhìn thấy thầy hay là chỉ nhìn qua hình ảnh cũng như nhau hết. Nếu mà người ngồi trong này nhìn thấy thầy em mà được công đức nhiều hơn á, không có cái chuyện đó. Người ngồi ở đằng xa, ở đằng ngoài á, chỉ nhìn thấy thì hình ảnh của thầy qua cái màn hình thôi á, hoặc là chỉ nghe thấy tiếng thôi á, mà không được công đức bằng những người ngồi trong á, không đúng. Công đức hay không á, đều do cái tâm của chúng ta phát khởi. Nghe thấy tiếng thầy nói hoặc nhìn thấy gì hình của thầy qua hình ảnh mà chúng ta phát cái tâm bồ đề, nhất tâm để gì nghe giảng, nhất tâm để tụng kinh, nhất tâm niệm Phật, nhất tâm để hành lễ, thì công đức vô lượng, phúc báo gì không kém gì những người ngồi ở trong, không kém một mảy may, một tí ti, một vi trần nào cả các quý vị ạ. Cho nên ngồi trong ngồi ngoài hãy cứ hoan, hãy đều hoan hỉ với nhau đi. Cái mình đi sau thì mình phải trong cái này hội trường chật rồi mình phải ngồi ngoài thôi, chứ không phải là thầy gì ạ, thầy ghét các quý vị bắt các vị ngồi ngoài. À, hoan hỉ cho như thế. Cho nên ở đây mới nói gì, chúng ta cởi bỏ vọng duyên, cái trói buộc các vọng duyên đó thì không bị chìm đắm nữa. Còn á không thì chúng ta cứ chìm đắm trong đó, cứ mờ mịt hết ngày này qua gì, qua tháng khác, qua năm nọ, rồi qua đời kia kiếp khác mà thôi. Cho nên á, đấy, đạo Phật là đạo giải thoát, đạo giác ngộ, đạo trí tuệ, đưa con người ta thoát ly sinh tử chúng khổ, không phải bằng cầu nguyện mà bằng gì ạ? Bằng thực hành chính ở trong tâm. Tâm mình giác ngộ, hiểu biết thì nói gì sẽ bớt khổ đau, thực hành nữa thì sẽ gì? Sẽ hết khổ đau. Nay chúng ta thấy bài khái thị gì? Nay nếu muốn thoát ly những khổ nạn ấy, thời phải nên nhiếp trọn sáu căn. Sáu căn là gì? Mắt. Hai là gì? Tai. Ba là gì? Mũi. Bốn là gì? Lưỡi. Năm là gì? Thân thể. Và sáu là tâm gì? Tâm ý ở trong gì? Bên trong này. Ý ở đây tức là suy nghĩ của chúng ta. Đó, là ý thức của chúng ta gọi là ý. Đó, sáu căn ấy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý ấy, đều phải giữ cho gì? Giữ cho trong sạch. Giữ cho nó trong sạch, giữ cho nó thanh tịnh. Và phải đối trước Tam Bảo. Đối trước Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Đối trước Tam Bảo Thánh Hiền mà cầu xin sám hối. Thay từ sám hối, nghe thì quen, đọc thì gì? Thì dễ. Nhưng mà làm thì khó. Sám có nghĩa là gì? Cái từ sám ở trong nhà Phật đó có nghĩa là bày ra. Chứ sám có nghĩa là bày ra. Bày ra cái gì? Bày ra có nghĩa là gì? Đem bày ra đối trước Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, Thánh Hiền đó, để bày ra là con, là đệ tử, tên là, pháp danh là, địa chỉ ở đâu, vân vân đó. Từ vô kỳ thỉ kiếp cho đến nay, đặc biệt là đời này kiếp này, từ khi sinh ra, do ba nghiệp thân khẩu ý tham sân si, do sát đạo dâm vọng, do nói rời ác khẩu thêu dệt đôi chiều hung ác đó, và tham sân si ở trong tâm ý đó, nó gì? Nó huân tập, nó giấy khởi, nó tạo tác. Cho nên á, nay con gì đối trước Tam Bảo Thánh Hiền Phật Pháp Tăng, con gì bày ra, con không giấu một cái gì cả. Cho nên lúc nãy thầy mới hỏi ai đã từng sát sinh thì giơ tay, thì tất cả chúng ta đều gì ạ?
giơ tay. Và ai đã từng trộm cắp, giơ tay. Chỉ có được một số nhỏ người giơ tay. Ai đã từng tà dâm, giơ tay. Thậm chí chẳng ai dám giơ tay vì sợ cái bà bên cạnh nó bảo gì. Nó về nó nói với ông: ông ơi, hôm nay tôi đi lên chùa, thầy hỏi ai đã từng giơ tay, tôi thấy gì, thấy vợ của ông giơ tay, chết cha tôi rồi. Cho nên không giơ tay, đúng không? Đó, cái bà hàng xóm nó về nó mách cái ông chồng của mình là bà gì ạ, có tà dâm, hôm nay bà gì ạ, giơ tay. Hoặc là ông hôm nay có tà dâm, ông giơ tay, thôi thì về thôi, ngày mai thì thôi. Vẫy tay ta chào nhau, chết, nguy hiểm quá. Hai ông bà 80 tuổi còn đưa nhau ra tòa vì cái tội gì ạ? Bà lên chùa thầy hỏi có tà dâm không? Bà ấy giơ tay có nghĩa là bà ấy trộm mình, bà ấy đi làm cái việc xấu. Hoặc là ông giơ tay và ông ấy gì, 80 năm nay ông giấu tôi, cho nên gì, quyết định đâm đơn ra tòa, đường anh đi em đi. Thế thì nguy hiểm, cho nên thôi, cái đó có làm thì hiểu biết trong lòng, ăn năn sám hối trước Tam Bảo là được. Giơ tay cái đó cũng hơi nguy hiểm. Hơi nguy hiểm, cho nên cái đó thì, cho nên các vị thấy tôi có câu đấy, tôi có hỏi giơ tay không? Có không? Không, tôi chỉ hỏi sát sinh và trộm cắp thôi, còn tà dâm tôi đâu có dám hỏi. Vì nếu hỏi mà ai giơ tay thì chắc chắn cái người bên cạnh sẽ nhìn chúng ta. Và cái người đi cùng chúng ta sẽ về, sẽ báo với gì, với chồng hay báo với vợ mình. Chết, ông sư này là ông sư gì ạ? Phá hoại hạnh phúc gia đình của các Phật tử rồi, không được. Cho nên cái này nó rất tế nhị, cho nên tôi có hỏi giơ tay đâu. Nhưng mà chúng ta phải gì ạ? Ăn năn sám hối. Nếu có làm cái việc đó, vợ dối chồng mà đi làm việc đó, và chồng lừa vợ đi làm, dối vợ đi làm việc đó, thì nay học Phật rồi phải ăn năn sám hối, nguyện đừng bao giờ tái phạm, đừng bao giờ làm điều đó nữa. Gọi là gì? Sám là bày ra những lỗi lầm đối trước Tam Bảo, là tất cả những việc xấu về ba nghiệp thân khẩu ý của con, từ vô kỷ thì kiếp cho đến kiếp này con đã từng làm những việc ác, việc xấu rất rất nhiều như thế. Nay đối trước Tam Bảo con xin gì? Sám, có nghĩa là bày tất cả những cái lỗi trước đã làm ra, gọi là sám. Chứ hối có nghĩa là ăn năn, là hối cải và phát nguyện chừa bỏ, không làm những lỗi lầm đó tái phạm, không để những lỗi lầm đó tái phạm nữa, gọi là hối. Hai từ sám hối ở trong đạo Phật nghe thì dễ mà làm thì không dễ đâu. Tập khí của chúng sinh nhá, từ vô tỷ kiếp đến nay nó quá nhiều rồi, cho nên nói thì dễ mà giữ lễ thì rất là khó. Nhưng khó chúng ta có làm không? Phải làm. Hôm nay chưa làm được, ngày mai chúng ta nguyện làm tiếp. Năm nay chúng ta chưa làm được, năm sau chúng ta nguyện làm tiếp. Cứ nguyện làm dần, bỏ dần những tập khí xấu ác về ba nghiệp thân khẩu ý ấy. Dần dần nó khiến cho chúng ta được thanh tịnh thôi. Cho nên ở đây mới nói là gì? Giữ cho tâm ý được trong sạch đối trước Tam Bảo Thánh Hiền mà cầu xin sám hối. Khi chúng ta thành tâm sám hối thực sự, lỗi trước bày ra, lỗi sau không làm nữa, thì khiến cho gì ạ? Khiến cho tất cả những tội lỗi nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trong đời quá khứ lập tức được tiêu tan. Các quý vị thấy, tôi lấy một cái ví dụ. Một con sông, nước nó chảy gì ạ? Nó chảy từ trên thượng nguồn xuống, nó theo cái thế dốc của gì ạ? Của một quả đồi. Ta nay muốn gì? Nếu như mà chúng ta gì ạ? Muốn có một cái, muốn thấy một cái đàn cá ở trong cái gì? Cái vực này rất là nhiều, chúng ta muốn bắt nó thì chúng ta phải gì? Ngăn cái dòng nước ở trên đầu nguồn, và lái cho nó chảy sang một gì? Một hướng khác. Nếu chúng ta thì nước ở trên vẫn cứ chảy xuống mà chúng ta lấy gì? Lấy gầu, lấy chậu mà tát cái vực đó, nó có cạn nước không các quý vị? Có cạn không? Không thể cạn. Cho nên muốn ngăn một gì, một đoạn sông để tát, để bắt những con cá ấy. Đây là tôi nói người nông dân một chút ha. Muốn, ví dụ như thế thôi. Phật tử chúng ta không được làm cái điều đó. Muốn ngăn một cái đoạn sông, một cái thì chúng ta gì? Trước tiên là phải đắp cái gì? Đắp ngăn cái dòng chảy lại. Mà ngăn cái dòng chảy đó gọi là tương tượng trưng cho gì? Chúng ta gì? Sám. Còn hối là gì? Hối có nghĩa